Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 191. Cút ra khỏi vũ trụ ba chiều. Dương Diệp cầm kiếm đứng trong đám mây phía chân trời, giọng nói của hắn giống như tiếng sấm chậm rãi truyền đến. GT269307. Trong thiên địa đột nhiên trở nên yên tĩnh, đặc biệt yên tĩnh. Tất cả cường giả vũ trụ bốn chiều đều đang nhìn Dương Diệp. Quay về sao? Bọn họ nhất định không thể quay về. Vũ trụ bốn chiều đã không phải là nơi thích hợp để sinh sống nữa. Nhưng nếu không quay về lại phải đối mặt với Dương Diệp. Ngay cả Diêm Quân đã không phải là đối thủ của Dương Diệp, vũ trụ bốn chiều lấy cái gì để đối đầu với Dương Diệp đây? Một câu nói của Dương Diệp làm cho tất cả cường giả vũ trụ bốn chiều rơi vào tình cảnh khó xử. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Chờ đợi. Bây giờ hắn đang chờ đợi câu trả lời của vũ trụ bốn chiều, tuy hắn cũng không có hy vọng gì. Đương nhiên, điều này không quan trọng, quan trọng là bây giờ hắn cần thời gian để khôi phục. Mấy trận chiến ác liệt vừa rồi, đặc biệt là khi chiến đấu cùng trận pháp kia đã khiến hắn bị tiêu hao thật sự quá lớn. Cho vũ trụ bốn chiều một cơ hội, cũng là cho chính hắn chút thời gian. Bên dưới, những cường giả của vũ trụ bốn chiều kia đều nhìn về phía Diêm Quân sau trận pháp kia. Chiến đấu hay lui lại đều phải xem ý của Diêm Quân thế nào. Sau trận pháp, Diêm Quân từ từ nhắm hai mắt lại, cơ thể của hắn bắt đầu ngưng tụ ra. Cường giả đạt tới cấp bậc như hắn, cơ thể bị hủy cũng không phải là vấn đề quá lớn, bởi vì hắn có thể dễ dàng khôi phục lại. Lúc cơ thể Diêm Quân khôi phục, Dương Diệp cũng không tiếp tục ra tay. Hắn có thể chém cơ thể của đối phương một lần thì cũng có thể chém lần thứ hai. Sau một lát, Diêm Quân ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Chúng ta không tiêu diệt vũ trụ ba chiều thì nữ tử kia lại tiêu diệt chúng ta, vũ trụ bốn chiều đã không còn sự lựa chọn. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta hiểu, đây là lựa hồng mềm để bóp. Vừa dứt lời, thanh kiếm bên thắt lưng của hắn đột nhiên bay ra. Phía xa, Diêm Quân biến sắc, vội vàng phát động trận pháp kia, màn ánh sáng rất lớn đột nhiên run lên, một chùm tia sáng bắn mạnh ra nghênh đón một kiếm kia của Dương Diệp. Kiếm bị chùm tia sáng này ép ngừng lại. Nhưng vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên lao về phía bên dưới. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Diêm Quân lập tức biến sắc. Dương Diệp, ngươi dám. Diêm Quân vừa dứt lời liền xông thẳng về phía Dương Diệp. Suy. Bên dưới có một tiếng kêu thảm thiết vang lên, đầu của một vị đại yêu bay lên thật cao, máu tươi phun ra như suối. Sau đó lại có một cái đầu cũng bay lên tiếp. Giết chết trong nháy mắt. Ở trước mặt Dương Diệp, những cường giả mệnh cảnh đỉnh phong đến từ vũ trụ bốn chiều tất nhiên không có cách nào phản kháng. Phàm kiếm. Sau khi Dương Diệp đạt được phàm kiếm, thật ra cường giả mệnh cảnh bình thường đã không thể chống lại. Càng chưa nói trước đây hắn lấy tâm phá mệnh, đạt tới phá mệnh cảnh, ở trên phương diện cảnh giới lại ép những cường giả mệnh cảnh một bậc. Dương Diệp lao xuống lại giống như sói tiến vào bầy dê, những cường giả vũ trụ bốn chiều gần như không bất kỳ sức lực chống lại nào. Trong khoảnh khắc, Dương Diệp đã chém giết bốn gã cường giả mệnh cảnh của vũ trụ bốn chiều, khi hắn muốn đi giết kẻ thứ năm, Diêm Quân đã mang theo một đường khí thể màu đen cuốn tới. Dương Diệp vẫn không dám khinh thường ba loại khí thể màu đen này, hắn lùi về phía sau một trượng, tay phải hắn duỗi ra, một dòng máu từ trong lòng bàn tay hắn bay ra, rất nhanh đã ngưng tụ thành một thanh kiếm. Kiếm tổ. Bản thể của kiếm tổ đã không phải là kiếm đơn thuần, mà là máu của hắn. Muốn hủy kiếm thật sự thì chỉ có giết Dương Diệp hắn trước. Kiếm ở trong tay, đầu ngón chân Dương Diệp nhẹ nhàng điểm một cái, cả người giống như một con cá nhảy lên, cùng lúc đó, một luồng kiếm quang từ trên cao lặng lẽ hạ xuống. Suy! Khí thể màu đen trực tiếp bị một kiếm này cắt ra, ngay sau đó, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt Diêm Quân và đâm ra một kiếm. Diêm Quân biến sắc, tay phải hắn cầm hoa sen màu đen lại đưa thẳng tới, ngăn cản kiếm của Dương Diệp. Đóa hoa sen màu đen chấn động mạnh, mà Diêm Quân thì trực tiếp bay ra ngoài. Dương Diệp không đuổi theo Diêm Quân, mà cầm kiếm vung lên rất nhanh, từng tia kiếm quang không ngừng cắt vào đóa hoa sen màu đen. Bây giờ Diêm Quân cũng không đáng sợ nữa, mà đáng sợ là hoa sen màu đen này, nó thậm chí có thể ăn mòn kiếm ý của hắn, không chỉ kiếm ý, cho dù là kiếm vực cũng không chịu nổi những khí thể do hoa sen màu đen phóng ra. Kiếm khí của Dương Diệp bắt đầu điên cuồng tàn phá đóa hoa sen màu đen, nó cũng dần dần trở nên mờ ảo.
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Diêm Quân rất khó coi, hắn đang muốn ra tay thì Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu và chém ra một kiếm. Một kiếm này không phải nhằm vào hoa sen màu đen, mà là Diêm Quân. Một đường kiếm khí phá không rời đi, Diêm Quân biến sắc. Hắn căn bản không dám cứng rắn đỡ kiếm của Dương Diệp mà trực tiếp lùi lại phía sau. Hắn bị một kiếm dọa cho phải lui lại. Dương Diệp không tiếp tục đuổi bắt Diêm Quân mà nhìn đóa hoa sen đen ta mắt mình. Hắn lại muốn ra tay. Nhưng vào lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, móng nhỏ chỉ vào đóa màu đen hoa sen rồi chỉ vào mình, ý là giao cho nàng. Dương Diệp nhíu mày, hắn có chút không muốn, bởi vì hoa sen đen này quá kinh khủng. Bây giờ tuy hắn có thể dùng kiếm khí gây thương tích cho nó, nhưng đó là vì Diêm Quân không điều khiển nó. Hơn nữa, cho dù là vậy thì hắn cũng không dám tới gần nó. Tiểu Bạch chỉ móng nhỏ vào mình và tuét miệng cười, biểu thị nàng có thể đối phó được. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó khẽ nói. Cẩn thận. Tiểu Bạch gật đầu, sau đó xoay người nhìn về phía hoa sen đen đã bị rất nhiều kiếm khí của Dương Diệp bao vây, móng nhỏ của nàng nhẹ nhàng vung lên, rất nhiều linh khí lập tức tập trung ở quanh hoa sen đen. Nuốt linh. Sát chiêu lợi hại nhất của Tiểu Bạch chính là nuốt linh, hoa sen đen thuộc về vật tà ác nhất, có thể nói là tượng sinh tương khắc với Tiểu Bạch. Nếu như là trước kia, hoa sen đen khắc Tiểu Bạch, bởi vì Tiểu Bạch chưa khôi phục lại năng lực của thời kỳ đỉnh phong. Nhưng hoa sen đen này bị kiếm khí của Dương Diệp làm cho bị tổn thương nặng, bây giờ là Tiểu Bạch mạnh, hoa sen đen yếu. Hoa sen đen bắt đầu chấn động mãnh liệt, nó muốn chạy trốn, nhưng xung quanh nó không chỉ có linh khí của Tiểu Bạch, còn có kiếm khí của Dương Diệp, cứ như vậy, hoa sen đen này càng lúc càng mờ ảo. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên ngừng lại, ở trong ánh mắt của Dương Diệp, nàng ôm lấy đóa hoa sen đen. Dương Diệp bị hù dọa, sắc mặt lập tức trắng bệch. Mà lúc này, Tiểu Bạch xoay người ôm đóa hoa sen đen nhìn Dương Diệp tuét miệng cười, hoa sen đen ở trong móng vuốt của Tiểu Bạch rất yên. Tĩnh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp lập tức thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng là Tiểu Bạch đã thu phục đóa hoa sen màu đen này. Tiểu Bạch bay đến trước mặt Dương Diệp, nàng vỗ nhẹ vào đóa màu đen hoa sen, sau đó móng nhỏ bắt đầu vung vẩy, ý của nàng là linh của hoa sen màu đen đã bị nàng xóa đi. Nàng đổi thành một linh khác. Một linh biết nghe lời. Dương Diệp lắc đầu cười và khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch. Ngươi tiến vào trong đi. Tiểu Bạch gật đầu, sau đó ôm đóa hoa sen đen bước vào Hồng Mông Tháp. Sau khi Tiểu Bạch tiến vào Hồng Mông Tháp, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Diêm Quân, sau lưng Diêm Quân còn có mấy chục tên cường giả mệnh cảnh. Dương Diệp khẽ cười nói. Ta có lẽ đánh không nổi tất cả các ngươi. Nhưng ta có thể giết chết một nửa số người của các ngươi, đồng thời đánh cho một nửa còn lại thành tàn phế. Đặc biệt là Diêm Quân ngươi, ta phải giết ngươi. Vừa dứt lời, Dương Diệp trực tiếp cầm kiếm xông tới. Nhìn thấy Dương Diệp vọt tới, vẻ mặt Diêm Quân dần dần trầm xuống. Nói thật, hắn cũng không muốn đối mặt với Dương Diệp, nhưng nếu hắn không làm vậy sẽ phải đối mặt với thiên mệnh mạnh nhất. Dương Diệp vẫn yếu hơn thiên mệnh mạnh nhất. Vẻ mặt Diêm Quân dần dần trở nên dữ tợn. Giết! Vừa dứt lời, hắn đã lao vọt ra trước. Ầm! Phía xa, một kiếm ý đỏ như máu đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp tuôn ra. Sát ý! Trong sát ý ẩn chứa kiếm ý. Kiếm ra! Diêm Quân vừa đến trước mặt Dương Diệp đã trực tiếp bị một kiếm này chém bay, mất đi ngọn lửa thần lôi thần bí cùng hoa sen đen. Thật ra Diêm Quân đã không phải là đối thủ của Dương Diệp. Sau một kiếm đẩy lui Diêm Quân, Dương Diệp trở tay chém xuống một kiếm. Suy! Một kiếm này trực tiếp chém một con đại yêu đánh về phía hắn thành hai đoạn. Tuy nhiên trong chớp mắt, một con đại yêu khác trực tiếp đánh vào trên lưng của Dương Diệp. Ầm! Dương Diệp lập tức bay ra ngoài nghìn trượng, trong miệng hắn liên tục phun ra máu tươi, rõ ràng một đòn này làm hắn bị thương không nhẹ. Dương Diệp còn chưa dừng lại, hơn 10 đường khí tức cường đại trực tiếp nghiền ép về phía hắn. Sắc mặt Dương Diệp thoáng biến đổi, vội vàng phóng ra kiếm ý cùng sát ý của mình, nhưng sát ý cùng kiếm ý của hắn căn bản không có cách nào chống đỡ được những khí tức kia, đã lập tức bị nghiền nát. Năng lực của Dương Diệp giết một người thì rất mạnh, nhưng đám người Diêm Quân sẽ không cho hắn có cơ hội một đấu một. Vây đánh. Mấy chục người điên cuồng đánh về phía Dương Diệp, mà giờ phút này, Dương Diệp gần như liên tục thất bại, tháo chạy, căn bản không có sức đánh trả.
nhưng các cường giả của vũ trụ bốn chiều lại không phát hiện ra kiếm ý cùng sát ý của Dương Diệp Đan Ninh càng lúc càng mạnh. Diêm Quân cũng bỏ mất, bởi vì giờ phút này Dương Diệp hoàn toàn bị áp chế, thậm chí bọn họ nhiều lần còn thiếu chút nữa giết chết hắn. Dương Diệp vừa đánh vừa lui, khóe miệng hắn không ngừng có máu tươi tràn ra, toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều đầy những vết thương. Ngay cả hồng mông tử khí cùng thái nhất huyền khí cũng chữa trị không kịp. Sau khi đám người Diêm Quân nhìn thấy tình cảnh như vậy lại càng thêm liều mạng. Chém giết Dương Diệp. Chỉ cần giết Dương Diệp thì vũ trụ ba chiều sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt. Dương Diệp vừa đánh vừa lui, cả người hắn đã bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng vẻ mặt Dương Diệp lại đặc biệt bình tĩnh một cách không bình thường. Đúng lúc này, một con đại yêu đột nhiên đánh vào trên lưng của Dương Diệp. Dương Diệp trực tiếp bay ra ngoài, ở phía sau hắn có một lỗ thủng rất lớn, cơ thể của hắn đã vỡ từng mảnh nhỏ. Đám người Diêm Quân nhìn thấy cảnh tượng như vậy lại càng thêm dữ tợn. Hơn 10 người lập tức xông về phía Dương Diệp. Lần này, Dương Diệp hẳn phải chết. Mọi người càng lúc càng gần Dương Diệp lại chậm rãi nắm lấy chuôi kiếm. Diêm Quân nhíu mày, trực giác nói cho hắn biết có gì đó không ổn, đột nhiên nghĩ tới điều gì, hai mắt hắn trợn tròn và giận dữ gầm thét lên. Mau lui lại, không nên giết hắn. Hắn sắp đi vào trạng thái sinh tử. Hắn còn chưa nói dứt lời, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía đám người bọn họ. Một kiếm ý cường đại đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra ngoài, kiếm ý này cứng rắn ép cho hơn 10 người cường giả vũ trụ bốn chiều phải dừng lại, cùng lúc đó, một luồng kiếm quang chợt lóe lên ở nơi đây. Xuy 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 xuy. Cơ thể của hơn 10 người vũ trụ bốn chiều kia trực tiếp tách ra. Một kiếm trong nháy mắt giết chết hơn 10 cường giả mệnh cảnh đỉnh phong. Sinh tử quyết. 1/3. Một kiếm này của Dương Diệp trực tiếp chém chết 1/3 cường giả mệnh cảnh đỉnh phong của vũ trụ bốn chiều. Nhìn hơn 10 thi thể của cường giả vũ trụ bốn chiều, tất cả các cường giả còn lại của vũ trụ bốn chiều đều trực tiếp ngây người. Cho dù là Diêm Quân cũng vậy. Sinh tử quyết rất mạnh, nhưng hắn cũng không ngờ được một kiếm này của Dương Diệp lại có thể mạnh đến mức. Độ này. Một kiếm giết chết hơn 10 cường giả mệnh cảnh đỉnh phong trong nháy mắt. Giờ phút này, Diêm Quân cuối cùng cũng cảm thấy giật mình. Có lẽ thực lực của Dương Diệp không mạnh mẽ như thiên mệnh mạnh nhất, nhưng có thể xác định một điểm, chính là thực lực của Dương Diệp tuyệt đối đã vượt qua hắn, thậm chí có thể nói là dưới thiên mệnh mà trên vạn vạn người. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía đám người Diêm Quân. Trước đó ngươi nói, nếu như ngươi giết ta sẽ bỏ qua cho người thân của ta. Như vậy hiện tại ta cũng cho ngươi một cơ hội, ngươi ở lại. Nếu như tộc nhân của ngươi bằng lòng rút đi, ta sẽ không giết bọn họ. Diêm Quân hẳn phải chết, cho dù trong lòng hắn có chút kính trọng Diêm Quân. Nhưng kiếm vô địch lại chết ở trong tay Diêm Quân. Hắn chưa bao giờ quên chuyện này. Bất kể là Trần Huyền An hay kiếm vô địch, hắn đều có cảm tình, đặc biệt là kiếm vô địch đã từng giúp đỡ hắn vào thời điểm quan trọng khi hắn rời núi. Thù này nhất định phải trả. Diêm Quân nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Không biết đang suy nghĩ gì. Dương Diệp khẽ nói. Ngươi không muốn sao? Hắn nâng kiếm đi về phía đám người Diêm Quân. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt các cường giả vũ trụ bốn chiều trở nên rất khó coi, cũng kiêng kỵ tới cực điểm. Bọn họ có thể bao vây tấn công Dương Diệp, một mình Dương Diệp không ngăn cản được nhiều người như vậy, nhưng vấn đề là kiếm đạo sinh tử của Dương Diệp. Hắn càng gặp nguy hiểm thì lại càng lợi hại. Có thể nói, nếu như không thể giết chết Dương Diệp trong nháy mắt, như vậy chờ đợi bọn họ chính là sự diệt vong. Sinh tử kiếm vừa ra, không người nào có thể nhận được. Cho dù là Diêm Quân cũng không dám cứng rắn đỡ một kiếm sinh tử của Dương Diệp. Tuy kiêng kỵ Dương Diệp, nhưng cường giả vũ trụ bốn chiều vẫn không khiếp sợ lùi lại. Dương Diệp đi tới gần, trên người hắn không có kiếm ý cùng sát ý, cũng không có lòng quyết sinh tử, nhưng hắn lại mang tới áp lực chí mạng cho vũ trụ bốn chiều. Kiếm tu kia rất mạnh, bọn họ không thể địch nổi. Đây là ý nghĩ của rất nhiều cường giả vũ trụ bốn chiều lúc này. Tay phải của Dương Diệp cầm chuôi kiếm và đang muốn chém ra. Lúc này, Diêm Quân đột nhiên nói. Ta đồng ý giao dịch. Dương Diệp nhìn về phía Diêm Quân nhìn thẳng vào hắn. Vũ trụ bốn chiều đã không thích hợp để sinh tồn nữa, tộc nhân của ta trở lại cũng chỉ có một con đường chết. Vũ trụ ba chiều còn có thể duy trì được rất lâu, ít nhất mấy vạn năm cũng không có vấn đề.
Ta muốn tộc nhân của ta ở lại vũ trụ ba chiều này. Dương Diệp lắc đầu. Không được. Vũ trụ bốn chiều quá mạnh mẽ, vũ trụ ba chiều yếu hơn. Nếu những cường giả này ở lại thì cuối cùng nhất định sẽ đảo khách thành chủ. Đây là một tai họa mang tính hủy diệt đối với vũ trụ ba chiều. Diêm Quân trầm giọng nói. Ta biết ngươi lo lắng điều gì, Dương Diệp, số lượng tộc nhân ta cộng thêm một ít sinh linh của vũ trụ bốn chiều chỉ khoảng mấy trăm vạn, so với vũ trụ ba chiều chỉ là muối bỏ biển. Có ngươi ở đó, bọn họ sẽ không gây ra bất kỳ uy hiếp nào đối với vũ trụ ba chiều. Dương Diệp khẽ nói. Nếu như ta không ở đây thì sao? Diêm Quân im lặng rất lâu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Theo ta được biết, ngươi thành lập một loại trật tự ở vũ trụ ba chiều. Nếu như tộc nhân của ta bằng lòng tuân theo trật tự của ngươi thì sao? Dương Diệp lắc đầu. Ta có thể sẽ chết. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, sau khi ta chết, có tộc nhân của ngươi ở đây, vũ trụ ba chiều có thể sẽ lập tức lại có khói lửa chiến tranh. Diêm Quân đi tới trước mặt Dương Diệp, rất gần, nếu như Dương Diệp ra tay, Diêm Quân chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Bây giờ Diêm Quân không còn hỏa thần lôi cùng hoa sen đen, hắn căn bản không chống lại được Dương Diệp. Nhưng Dương Diệp vẫn chưa ra tay. Diêm Quân nhìn thẳng vào Dương Diệp. Vũ trụ bốn chiều cùng vũ trụ ba chiều cách nhau cũng không xa, nếu như ta cho phát nổ vũ trụ bốn chiều thì vũ trụ ba chiều sẽ đứng mũi chịu sào. Hắn chỉ vào bên dưới. Tộc nhân ta còn có mấy trăm vạn, sau khi bọn họ bước vào vũ trụ ba chiều, ngoại trừ ngươi ra, vũ trụ ba chiều căn bản không có lực lượng nào có thể ngăn cản bọn họ. Nếu quả thật muốn tiếp tục liều chết, vũ trụ bốn chiều của ta chúng sẽ diệt tộc, nhưng vũ trụ ba chiều cũng không khá hơn chút nào. Dương Diệp đột nhiên rút kiếm chém ra một phát. Mặc dù một kiếm này không mạnh mẽ như một kiếm sinh tử trước đó, nhưng cũng không kém. Một kiếm chém xuống, Diêm Quân trực tiếp bị đẩy lùi đến vạn trượng. Những cường giả vũ trụ bốn chiều xung quanh lại muốn ra tay nhưng Diêm Quân đột nhiên tức giận nói. Dừng tay! Hắn biết rõ. Bây giờ tộc nhân đi đối mặt Dương Diệp thì chỉ có thể bị tàn sát. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghe thấy Diêm Quân nói vậy, tất cả cường giả vũ trụ bốn chiều đều ngừng lại. Diêm Quân nhìn về phía Dương Diệp, khóe miệng hắn đã có máu tươi không ngừng tràn ra. Dương Diệp nhìn thẳng vào Diêm Quân. Ta không thích bị uy hiếp. Diêm Quân lắc đầu. Ta đang cầu xin ngươi. Dương Diệp. Tộc nhân ta chỉ cần một thế giới nhỏ có linh khí là được. Ta có thể cam đoan với ngươi, bọn họ sẽ không đi ra làm loạn. Bọn họ chỉ cần có một chỗ đặt chân là được. Dương Diệp vẫn lắc đầu. Nếu ta ở đó, bọn họ tất nhiên không dám đi ra, nhưng nếu ta không ở đó, bọn họ nhất định sẽ đi ra. Về phần cam đoan của ngươi, thứ lỗi cho ta nói thẳng, nó không đáng tin. Hơn nữa, ta không muốn vũ trụ ba chiều xuất hiện thêm quá nhiều nhân tố không ổn định nào nữa. Hắn tạo ra trật tự mới ở vũ trụ ba chiều. Hắn không muốn trật tự này bị cường giả từ bên ngoài đến phá hủy. Diêm Quân nhìn chằm chằm Dương Diệp. Vũ trụ bốn chiều vốn đã đến tình trạng gần như hủy diệt. Trước đó thiên mệnh dùng kiếm của nàng lại tổn thương bản nguyên của vũ trụ bốn chiều. Bây giờ vũ trụ bốn chiều tối đa chỉ còn 10 năm sẽ hoàn toàn hủy diệt, Dương Diệp nói. Những điều này hình như không quá liên quan tới ta. Ta chỉ bảo vệ vũ trụ ba chiều. Còn nữa. Trước đó vũ trụ bốn chiều của ngươi tới vũ trụ ba chiều giết chóc là muốn chiếm lấy. Bây giờ, các ngươi không có năng lực này liền nói vậy với ta sao? Xin lỗi, ta không chấp nhận. Dương Diệp lại muốn ra kiếm. Ngươi có muốn biết nữ tử kia mạnh mẽ đến trình độ nào không? Diêm Quân đột nhiên nói. Dương Diệp nhíu mày. Ngươi nói vậy là có ý gì? Diêm Quân nhìn thẳng vào Dương Diệp. Ta để cho ngươi biết. Hắn đột nhiên xoay người nhìn về phía những cường giả vũ trụ bốn chiều bên dưới. Tất cả tộc nhân và đại yêu nghe lệnh, bắt đầu từ lúc này, Dương Diệp chính là tộc trưởng bộ tộc Diêm Ma ta, lời hắn nói chính là lời ta nói, bất kỳ kẻ nào cũng không được vi phạm. Người nào dám cả gan vi phạm sẽ bị trời tru đất diệt. Hắn nói xong liền xoay người nhìn về phía Dương Diệp và bấm tay bắn ra, một chiếc nhẫn màu đen rơi vào trước mặt Dương Diệp. Chiếc nhẫn này tượng trưng cho thân phận tộc trưởng Diêm Ma giới, Diêm Ma tộc, có thể khống chế phệ thiên đại trận phía sau ta. Nếu trận này có linh tổ của ngươi giúp đỡ, uy lực nhất định có thể nâng cao hơn một bước. Ngoài ra, ta bày ra một trận hủy diệt ở vũ trụ bốn chiều, trận này mà phát động thì có thể cho nổ vũ trụ bốn chiều trong nháy mắt.
Trận pháp kia có thể dẫn dắt lực lượng đối địch, đây là một sát chiêu cuối cùng của Diêm Ma tộc ta. Dương Diệp nhíu mày. Vì sao ngươi không sử dụng nó với vũ trụ ba chiều ta? Diêm Quân lắc đầu. Chúng ta chỉ muốn sinh tồn, không phải muốn hủy diệt vũ trụ ba chiều. Dương Diệp, tất cả vũ trụ bốn chiều đành phải nhờ cậy ngươi. Còn nữa, ngươi nhìn cho kỹ xem nữ nhân kia đã đến trình độ nào. Điều ta có thể làm cũng không nhiều. Hắn đột nhiên chậm rãi bay lên trời, dần dần, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, toàn thân hắn đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ rực. Thiêu đốt linh hồn. Không chỉ linh hồn mà ngay cả cơ thể cũng đang bắt đầu thiêu đốt. Tộc trưởng. Bên dưới, rất nhiều cường giả vũ trụ bốn chiều đều quỳ xuống. Ở trong ánh mắt của vô số người, cơ thể của Diêm Quân biến thành một quả cầu lửa, vào giờ phút khí tức của hắn đã đạt tới một mức độ khủng bố nhất. Tất cả thế giới Vĩnh Hằng Quốc đều trở nên mờ ảo, căn bản không chịu nổi khí tức này. Có thể nói, lúc này khí tức của Diêm Quân hoàn toàn không yếu hơn sinh tử kiếm của Dương Diệp trong giây phút đó, thậm chí còn mạnh hơn. Bởi vì lúc này Diêm Quân đang tiêu hao tất cả lực lượng của mình, còn lợi dụng thiêu đốt linh hồn cùng thiêu đốt cơ thể để mạnh mẽ nâng cao lực lượng của chính mình. Giờ phút, không hề nghi ngờ Diêm Quân là một phá mệnh cảnh mạnh nhất. Cho dù là Dương Diệp cũng phải kiêng nể trước khí tức mà Diêm Quân phát ra lúc này. Một phá mệnh cảnh thiêu đốt linh hồn, thiêu đốt cơ thể kinh khủng tới mức nào. Hơn nữa, Diêm Quân còn không phải là phá mệnh cảnh bình thường. Diêm Quân nhanh chóng trực tiếp xuyên qua không gian, mà giờ phút này, chỉ có Dương Diệp có thể nhìn thấy Diêm Quân, không gian nơi Diêm Quân xuyên qua bắt đầu bị chôn vùi. Thế không thể đỡ. Vẻ mặt Dương Diệp nghiêm trọng. Nếu như trước đó Diêm Quân liều mạng với hắn như thế, hắn cùng Diêm Quân thắng bại thế nào thì thật sự khó có thể nói được. Đương nhiên kết quả cuối cùng là Diêm Quân hẳn phải chết. Bởi vì hắn lấy mạng ra đánh đổi lấy lực lượng không thuộc về hắn. Trong ánh mắt nhìn chăm chú của Dương Diệp, Diêm Quân xuyên qua rất nhiều không gian, cuối cùng đi tới dưới một đám mây, Dương Diệp có thể mơ hồ nhìn thấy trên đám mây này có một cái cây. Hắn biết trên đám mây này có một nữ tử mạnh mẽ như thần. Diêm Quân biến thành quả cầu lửa càng lúc càng gần với đám mây, nhưng thế giới kia lại không bị Diêm Quân làm cho dao động. Đây không phải là vũ trụ ba chiều, cũng không phải vũ trụ bốn chiều. Hai vũ trụ cũng không thể không dao động trước lực lượng này của Diêm Quân. Đúng lúc này, trên đám mây có một thanh kiếm trực tiếp lao xuống. Hành đạo kiếm. Thanh kiếm kia chậm rãi rơi xuống bình tĩnh như vậy, ung dung như vậy. Tay trái của Dương Diệp nắm thật chặt chuôi kiếm và nhìn chằm chằm vào thanh hành đạo kiếm. Rất nhanh, hành đạo kiếm đâm vào trên quả cầu lửa. Giờ phút này, hai mắt Dương Diệp hơi nheo lại. Trong chớp mắt yên lặng, Dương Diệp thấy được hành đạo kiếm đột nhiên xuyên qua đỉnh của quả cầu lửa. Xuy, rất nhiều ngọn lửa vỡ nát, hóa thành từng tia lửa rơi xuống. Không, cứ thế mà không còn sao. Vào giờ phút này chỉ còn thanh hành đạo kiếm lẳng lặng ở nơi đó. Lúc này, một nữ tử xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp, nàng từ trên đám mây nhìn xuống Dương Diệp, trên mặt lộ ra ý cười. Một kiếm này cũng gọi là một kiếm sinh tử, tuy nhiên không phải là quyết sinh tử mà là định ra sống chết. Định ra sống chết. Đạo sinh tử. Nữ tử nói là con đường sinh tử bao hàm rất nhiều, Dương Diệp chỉ là kiếm đạo sinh tử kiếm, hơn nữa còn là quyết sinh tử. Cái, quyết, cùng, định, về bản chất có sự khác biệt rất lớn. Quyết sinh tử, tất cả đều không biết, định sống chết thì kết cục đã được xác định. Dương Diệp thu hồi ánh mắt và chậm rãi nhắm hai mắt lại. Diêm Quân dùng chết tới nói cho hắn biết nữ nhân này đã đạt đến trình độ nào, tuy thực lực của nàng vẫn là một điều bí ẩn nhưng hắn có thu hoạch vẫn rất lớn. Bởi vì sau khi nhìn thấy được nữ tử ra kiếm, hắn phát hiện ra chỗ thiếu sót của mình. Sinh tử quyết. Hắn có lòng quyết sinh tử, nhưng lại không có quyết đoán cùng quyết tâm một kiếm định sống chết này của thiên. Mệnh, ta ra kiếm không phải muốn quyết sinh tử với ngươi, ta nhất định phải giết chết ngươi. Tâm cảnh khác nhau. Tâm cảnh của hắn thấp hơn so với tâm cảnh của thiên mệnh, nếu để cho sinh tử quyết của hắn đi đối kiếm cùng thiên mệnh, hắn chắc chắn thất bại. Tuy nhiên, nếu thiên mệnh có thể làm được một kiếm định sống chết, vậy vì sao mình không thể chứ? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía không trung, con đường sinh tử. Cuối cùng hắn lắc đầu, sinh sinh tử tử cũng không phải muốn lĩnh ngộ là có thể lĩnh ngộ được.
nữ tử kia có thể đạt được mức độ này thì nhất định phải trải qua ngàn vạn năm tích lũy mới làm được. Hắn có thể đạt được kiếm đạo sinh tử đã là rất hiếm thấy rồi. Có lẽ trên đời có loại yêu nghiệt này có thể đạt được tới trình độ đạo như đối phương, nhưng Dương Diệp hắn không làm được. Đánh không nổi. Bây giờ, Dương Diệp hắn đánh không lại thiên mệnh, cuối cùng thì đây cũng là một sự thật và hắn không định trốn tránh sự thật này. Trên đám mây, nữ tử nhìn xuống Dương Diệp bên dưới và cười nói. Tâm cảnh không tệ, không quá tham vọng cũng không tự cảm thấy xấu hổ. Nữ tử bấm tay bắn ra, hành đạo kiếm đột nhiên xuyên qua không gian và đi tới đỉnh đầu của Dương Diệp. Nữ tử mỉm cười. Ngươi không phải có kiếm đạo sinh tử sao? Tới nhận lấy một kiếm của ta đi. Tiếp kiếm. Hành đạo kiếm từ trong không trung trực tiếp lao xuống, nhắm thẳng vào Dương Diệp. Một kiếm này hạ xuống, Dương Diệp lập tức bước vào trạng thái sinh tử. Bởi vì một kiếm này là một kiếm định sống chết. Hắn không đỡ nổi một kiếm này thì chắc chắn phải chết. Điều này vẫn chưa phải là khủng khiếp nhất. Dương Diệp nhìn chằm chằm vào hành đạo kiếm đang rơi xuống, bởi vì ở trong thanh kiếm này, hắn cảm nhận được không chỉ là một loại kiếm đạo mà còn bao hàm rất nhiều cái khác. Hắn tổng cộng chỉ có 4 loại kiếm đạo sinh tử, kiếm đạo ma, kiếm đạo trật tự, kiếm đạo tình. Nhưng trong một kiếm của nàng lại ẩn chứa rất nhiều loại kiếm đạo, trong đó có vài kiếm đạo mà hắn có thể đã chứng kiến qua, ví dụ như kiếm đạo giết chóc, còn có một vài kiếm đạo mà hắn thậm chí còn chưa từng thấy qua. Quan trọng nhất là nữ nhân này lại có thể dung hợp nhiều loại kiếm đạo ở trong cùng một kiếm như vậy. Kiếm cách Dương Diệp càng lúc càng gần, mà giờ phút này, toàn thân Dương Diệp phát ra kiếm ý cùng sát ý cũng trở nên cực kỳ khủng khiếp. Càng nguy hiểm thì kiếm của hắn lại càng mạnh. Mà giờ phút này, hắn đang gặp nguy hiểm, đặc biệt vô cùng nguy hiểm. Long quyết sinh tử đã đạt tới đỉnh điểm. Vì vậy, kiếm của Dương Diệp được chém ra. Ong! Theo một tiếng kiếm ngân vang lên, kiếm của Dương Diệp bay ra khỏi vỏ, trực tiếp chém về phía hành đạo kiếm. Hai kiếm gặp nhau trong không trung. Chúng tuyệt đối không phát ra động tĩnh gì kinh thiên động địa động, bởi vì trong nháy mắt khi hai kiếm vừa mới tiếp xúc, kiếm tổ của Dương Diệp trực tiếp vỡ nát, hành đạo kiếm trực tiếp lao xuống, nhắm thẳng vào Dương Diệp. Nhìn một kiếm này rơi xuống, sắc mặt Dương Diệp không hề thay đổi, kiếm càng lúc càng gần. Nhưng khi hành đạo kiếm cách đỉnh đầu Dương Diệp chỉ có nửa trượng, nó đột nhiên ngừng lại. Giờ phút này, trong cả thiên địa dường như đột nhiên đông cứng lại. Trên đám mây, nữ tử cúi đầu nhìn về phía dưới Dương Diệp và kinh ngạc kêu lên. Cha cha, đúng là khiến cho người ta bất ngờ. Kiếm vực sinh tử. Bên dưới, thanh kiếm dừng lại phía trên đỉnh đầu Dương Diệp là bởi vì kiếm vực. Ở thời khắc mấu chốt này, Dương Diệp thi triển ra kiếm vực này cũng không phải là kiếm vực bình thường, mà là kiếm vực sinh tử. Dương Diệp hắn không làm được một kiếm định sống chết, nhưng hắn có thể làm được kiếm vực sinh tử, quyết sinh tử bên trong vực. Kiếm vực sinh tử có thể lý giải thành kiếm đạo sinh tử bản tăng cường, ở bên trong kiếm vực, một kiếm này quyết sinh tử. Có kiếm vực sinh tử gia tăng, uy lực một kiếm này của hắn ít nhất tăng lên khoảng 5 phần. Kiếm của Dương Diệp lại chém ra. Vẫn là kiếm tổ. Kiếm tổ phóng lên cao và trực tiếp chém ở trên hành đạo kiếm. Hành đạo kiếm chấn động mạnh, nhưng không hề lui lại. Không chỉ vậy, trái lại còn không ngừng rơi xuống, chỉ có điều tốc độ kia chậm hơn rất nhiều. Hơn nữa lần này kiếm tổ cứng rắn ngăn cản lực lượng của hành đạo kiếm mà không bị nghiền nát. Dương Diệp nhìn thanh hành đạo kiếm và chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong chớp nhoáng này, một sát ý ngập trời đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra ngoài. Dương Diệp chợt giẫm mạnh chân phải một cái. Phá! Theo hắn vừa dứt lời, bên trong kiếm vực có một lực lượng thần bí đột nhiên tràn vào trong kiếm tổ chấn động mạnh, phát ra rất nhiều kiếm quang cùng kiếm ý, sát ý, những kiếm quang cùng sát ý, kiếm ý lập tức nhấn chìm hành đạo kiếm. Nhưng hành đạo kiếm vẫn không hề lùi lại. Đúng lúc này, nữ tử trên đám mây đột nhiên cười, nàng nâng tay phải lên và muốn ấn xuống, chợt một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của Dương Diệp, đâm thẳng về phía hành đạo kiếm. Tay ngọc của nữ tử trên đám mây nhẹ nhàng chuyển động, hành đạo kiếm trực tiếp buông tha kiếm tổ, xoay người chém xuống một kiếm. Trong cả thiên địa chấn động mạnh, sau đó rạn nứt. Dùng mắt thường có thể nhìn thấy cả thiên địa đều đã rạn nứt như một mạng nhện cực lớn. Giờ phút này, tất cả cường giả vũ trụ bốn chiều bên dưới đều sợ hãi tới cực điểm.
trong đó một ít người thực lực yếu đã trực tiếp bị chấn thương, yếu hơn nữa thậm chí suyệt mất mạng. Mà người có thể ở đây lại yếu tới mức nào? Vô số người ngẩng đầu nhìn về phía không trung, hai thanh kiếm đã tách ra. Trong đó có một thanh là hành đạo kiếm, còn có một thanh kiếm mà những cường giả của vũ trụ bốn chiều kia không nhận ra. Tuy nhiên, Dương Diệp lại nhận ra. Đó là kiếm của Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Giao Tử, rõ ràng Tiêu Giao Tử vẫn chưa đi tới nơi này. Trên đám mây, nữ tử quay đầu liếc nhìn nơi nào đó, khóe miệng nàng hơi cong lên. Cũng được, tạm thời hoãn lại, ngươi cần phải tới sớm một chút, ta sợ ta không đợi được. Tay ngọc của nàng vẫy nhẹ, hành đạo kiếm trên đỉnh đầu Dương Diệp phá không rời đi và biến mất ở cuối chân trời mịt mờ. Mà kiếm của Tiêu Giao Tử cũng biến mất theo. Nơi nào đó trong tinh không, một thanh kiếm rơi vào trước mặt một kiếm tu mặc trường bào hình mây trắng. Kiếm tu khẽ gật đầu, thanh kiếm kia trở lại trong vỏ kiếm bên thắt lưng của hắn. Kiếm tu tiếp tục đi về phía xa. Tuy nhiên lần này, bước chân của hắn nhanh hơn trước rất nhiều, hơn nữa còn càng lúc càng nhanh. Trên không trung của Vĩnh Hằng Quốc, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên trên không trung. Lần này có Tiêu Giao Tử ra tay trợ giúp, còn lần tiếp theo thì sao? Lần này, nữ tử kia đã muốn giết chết hắn, nếu như đối phương giết chết hắn, như vậy sợ rằng số phận của vũ trụ ba chiều cũng không khác. Trong không trung, Dương Diệp im lặng rất lâu, cuối cùng nhìn về phía những cường giả vũ trụ bốn chiều bên dưới. Mà giờ phút này, bọn họ cũng đang nhìn hắn. Bây giờ không có Diêm Quân, cộng thêm điều khiển trận pháp Diêm Ma Giới cũng ở trong tay Dương Diệp, có thể nói. Nếu như bây giờ Dương Diệp muốn bọn họ chết là chuyện đơn giản. Dương Diệp im lặng một lát rồi đột nhiên nói. Bây giờ ai làm chủ? Lúc này, một lão già xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Hắn không quá giống nhân loại, nhưng cũng không quá khác biệt, chỉ là hình thể lớn hơn rất nhiều, ngũ quan có 5-6 phần tương tự với loài người. Dương Diệp nhìn về phía lão già, nghe hắn trầm giọng nói. Lão Phu Diêm Khô, bây giờ là đại trưởng lão của bộ tộc Diêm Ma. Dương Diệp hơi trầm ngâm, sau đó nói. Bình tĩnh mà xem xét, ta không muốn các ngươi ở lại vũ trụ bốn chiều. Nghe vậy, vẻ mặt Diêm Khô lập tức thay đổi. Lúc này, Dương Diệp lại nói. Bởi vì nếu như ta có mệnh hệ nào thì các ngươi nhất định sẽ làm loạn. Ngươi sai rồi. Diêm Khô đột nhiên nói. Vũ trụ ba chiều muốn hòa bình, chúng ta càng muốn hòa bình hơn. Dương Diệp nhìn về phía Diêm Khô cay đắng cười. Người của chúng ta đã không còn nhiều. Nếu như tiếp tục chiến đấu nữa thì cho dù cuối cùng có chiến thắng vũ trụ ba chiều, sợ rằng những lão bất tử chúng ta cũng sẽ chết 7-8 phần. Cường giả phía dưới lại càng không cần phải nói, không biết bao nhiêu tộc nhân sẽ phải chết. Chúng ta cũng muốn hòa bình, cũng muốn nghỉ ngơi lấy lại sức. Về phần sau này, chuyện sau này, ai cũng không có cách nào đoán trước được, không phải sao? Dương Diệp nhìn về phía dưới. Rất nhiều cường giả vũ trụ bốn chiều đều đang nhìn hắn. Bao gồm Diêm Khô đối diện Dương Diệp cũng vậy, nếu nói hắn không lo lắng thì là giả. Bởi vì bây giờ vũ trụ bốn chiều thật sự không ngăn cản được Dương Diệp, nếu như Dương Diệp rút kiếm ra khỏi vỏ, như vậy sẽ là một trận giết chóc. Vũ trụ bốn chiều sẽ bị một mình Dương Diệp tàn sát. Một ý niệm quyết sinh tử. Nhìn nhóm người phía dưới, Dương Diệp đột nhiên cảm thấy không biết phải làm sao. Bởi vì dựa theo tính cách của hắn trước đây thì nhất định phải chém tận giết tuyệt. Những người trước mắt đều đã từng là kẻ địch của hắn. Dương Diệp hắn đối xử với kẻ địch chưa bao giờ nhân từ nương tay. Mà giờ phút này, chỉ cần hắn muốn thì lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể tàn sát hết tất cả cường giả vũ trụ bốn chiều. Cả thiên địa im lặng, gần như kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Trước mặt Dương Diệp, trên trán Diêm Khô đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Cứ như vậy. Qua gần nửa khắc sau, Dương Diệp đột nhiên lắc đầu cười. Trật tự của ta không phải là tàn sát. Hắn nhìn về phía tất cả cường giả vũ trụ bốn chiều. Nếu các ngươi ở vũ trụ ba chiều thì có bằng lòng tuân theo trật tự do Dương Diệp ta lập ra không? Nghe vậy, gần như tất cả cường giả vũ trụ bốn chiều bên dưới đều quỳ xuống lại. Chúng ta bằng lòng. Trước mặt Dương Diệp, Diêm Khô hành lễ sâu với Dương Diệp. Chúng ta nguyện cùng quân bảo vệ vũ trụ ba chiều, cùng đối mặt với thiên mệnh mạnh nhất. Kiếm tổ bên thắt lưng của Dương Diệp khẽ run lên, dường như phát sinh chút biến hóa.
Dương Diệp thật ra cũng không biết cái gọi là trật tự không phải một bước là thành, kiếm đạo trật tự của hắn đang được hoàn thiện từng điểm một. Một người thành lập trật tự thì quá nhỏ bé cũng không lợi hại, nếu tất cả mọi người cam tâm tình nguyện tuân theo trật tự này, đây mới thật sự là trật tự. Lại có tên là trật tự chúng sinh. Mà kiếm đạo trật tự của Dương Diệp vừa mới thành hình, cách chúng sinh kiếm đạo thật sự rất xa. Tuy nhiên, lấy tình hình trước mắt lại thấy được thành tựu trật tự thật sự chỉ là vấn đề thời gian đối với hắn mà thôi. Không thể nghi ngờ, Dương Diệp đồng ý đã cho những cường giả vũ trụ bốn chiều một con đường sống, tuy những vũ trụ bốn chiều còn không sợ chết, nhưng không có nghĩa là bọn họ muốn chết. Nếu như có thể sống thì dĩ nhiên là tốt nhất. Những cường giả vũ trụ bốn chiều vẫn rất cảm kích Dương Diệp. Bởi vì Dương Diệp có năng lực giết bọn họ nhưng lại không làm như thế. Dương Diệp nhìn những cường giả vũ trụ bốn chiều phía dưới và có chút xúc động. Nếu là trước đây, hắn thật sự sẽ tàn sát những người này. Bởi vì hắn muốn chém tận giết tuyệt, không để lại hậu hoa. Nhưng bây giờ hắn biết rõ, nếu như hắn làm vậy thì đạo trật tự của hắn sẽ biến chất. Hơn nữa, vũ trụ ba chiều cũng sẽ có càng lúc càng nhiều người chết. Dù sao, Dương Diệp hắn không có cách nào một người giết được mấy trăm vạn người. Đặc biệt, nếu như những cường giả vũ trụ bốn chiều đều tự bạo sẽ là một tai họa lớn đối với vĩnh hằng giới cùng với tất cả vũ trụ ba chiều, giết chóc có lẽ có thể giải quyết được vấn đề, nhưng không có thể giải quyết được vấn đề căn bản. Hơn nữa, Diêm Quân dùng cái chết tới nói hắn hiểu rõ thực lực của nữ tử kia. Hắn cũng không thể quên điểm này. Mấy trăm vạn sinh linh cũng không nhiều, vũ trụ ba chiều có thể chứa chấp nổi. Đồng thời, hắn cũng hy vọng có thể sử dụng những cường giả của vũ trụ bốn chiều này để nhanh chóng đưa ra lời cảnh báo đối với người vũ trụ ba chiều. Vũ trụ bốn chiều sở dĩ chết, cũng là bởi vì vũ trụ của bọn họ bị bản thân bọn họ chơi cho không còn. Nếu như vũ trụ ba chiều không quý trọng thế giới này, tùy ý phá hủy thì cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ rơi vào kết quả không còn chỗ nào có thể đi. Ngoài ra, có những cường giả vũ trụ bốn chiều tồn tại, vũ trụ ba chiều sẽ càng thêm đoàn kết. Đặc biệt nếu có một ngày hắn không ở đây, hắn tin tưởng vũ trụ ba chiều nhất định sẽ không giải tán, ngược lại bọn họ sẽ càng thêm đoàn kết. Bình thường, loài người hay tự giết lẫn nhau, nhưng khi có kẻ thù mạnh bên ngoài, bọn họ vẫn có thể đoàn kết nhất trí. Dương Diệp nhìn về phía Diêm Khô trước mặt. Các ngươi ở lại Vĩnh Hằng Quốc, ta sẽ vẽ một khu vực cho các ngươi. Tạm thời các ngươi cùng cường giả vũ trụ ba chiều nên tách nhau ra. Vũ trụ bốn chiều cùng vũ trụ ba chiều vừa mới tử chiến, bây giờ lại muốn bọn họ sống chung hòa bình thì nhất định là khó khăn, biện pháp tốt nhất chính là hai vũ trụ tách xa nhau ra. Diêm Khô gật đầu. Được. Bọn họ cũng không muốn ở cùng cường giả vũ trụ ba chiều, dù sao trước đó hai bên vẫn đánh tới ngươi chết ta sống. Dương Diệp bấm tay bắn ra. Diêm ma giới do Diêm Quân để lại cho hắn liền rơi vào trước mặt Diêm Khô. Diêm Khô, chiếc nhẫn này cho ngươi. Cái này, Diêm Khô không hiểu nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nói, chính các ngươi làm chủ nhân của mình, tuy nhiên, các ngươi sinh tồn ở vũ trụ ba chiều này thì nhất định phải tuân theo một vài quy tắc mà ta lập ra ở vũ trụ ba chiều. Sau đó ta sẽ cho người tới nói cho các ngươi biết những quy tắc đó. Bất kể là các ngươi hay vũ trụ ba chiều, nếu như có người nào dám phạm quy lại, dám làm loạn ở vũ trụ này, ta đều sẽ không nương tay. Diêm Khô gật đầu. Ta kiểu rõ, nhưng, hắn đưa Diêm ma giới tới trước mặt Dương Diệp. Chiếc nhẫn này vẫn nhờ các hạ bảo quản thì thỏa đáng hơn. Sao vậy? Lần này lại đến lượt Dương Diệp có chút không hiểu. Diêm Khô nói, chiếc nhẫn này nắm giữ hai trận pháp, uy lực của hai trận pháp này cũng có thể hủy trời diệt đất, đặc biệt ở thế giới kia của chúng ta trong, một khi trận kia phát động sẽ càng khủng khiếp hơn. Chiếc nhẫn này ở trong tay của Lão Hủ. Lão Hủ sợ tộc nhân khó tránh khỏi sẽ có vài ý tưởng khác. Dương Diệp nhìn thật sâu vào trong mắt Diêm Khô, thật ra, hắn cho Diêm Khô chiếc nhẫn này là có ý muốn thử, hắn muốn xem thử Diêm Khô có ý nghĩ ít khác không. Nếu có, hắn sẽ hoàn toàn không do dự đổi một người lên dẫn đầu đám người vũ trụ bốn chiều trước. Hiện tại xem ra, đối phương chắc đã đoán sai suy nghĩ của hắn. Lúc này, Diêm Khô lại nói. Các hạ yên tâm. Tộc nhân ta đã chết 7-8 phần, ngay cả tộc trưởng cũng chết rồi. Cộng thêm bên ngoài có thiên mệnh nên chúng ta chỉ mong có thể sống tiếp là được, tuyệt đối không có ý tưởng khác. Đương nhiên, chuyện sau này thì Lão Hủ không dám cam đoan. Chỉ có điều khi Lão Hủ còn ở đây một ngày,
vũ trụ bốn chiều của ta vĩnh viễn không lựa chọn chiến tranh, đồng thời sẽ dùng tính mạng tới bảo vệ vũ trụ ba chiều. Ánh mắt của hắn rơi vào trên Diêm Ma giới. Trận pháp vũ trụ bốn chiều là do bộ tộc Diêm Ma chúng ta năm đó bí mật thành lập, mục đích là muốn đối đầu thiên mệnh, trận pháp kia là thủ đoạn cuối cùng của vũ trụ bốn chiều của ta. Bởi vì một khi trận pháp khởi động thì vũ trụ bốn chiều cũng không còn. Mà bây giờ, chỉ có các hạ có thể khởi động trận pháp kia, cộng thêm thiện linh thì uy lực của trận pháp có thể sẽ lớn nhất. Ta nghĩ, trận pháp kia sẽ có giúp đỡ cho các hạ. Dương Diệp thu hồi chiếc nhẫn này. Còn có người ở vũ trụ bốn chiều không? Diêm Khô gật đầu. Có. Dương Diệp nhíu mày. Bao nhiêu? Diêm Khô khẽ nói. Ta không biết, rất khó làm cho tất cả mọi người rời đi, đặc biệt là những người có thực lực quá yếu, chúng ta cũng bất lực. Dương Diệp nói. Bọn họ đều sẽ chết, đúng không? Diêm Khô gật đầu. Thiên mệnh kiếm đi qua vũ trụ chúng ta hai lần đều gây ra tai họa hủy diệt cho vũ trụ chúng ta. Thế giới này không chống đỡ được bao lâu. Về phần một ít sinh linh của vũ trụ bốn chiều, chúng ta không phải không muốn cứu. Mà là không có cách nào cứu được. Trước đó chúng ta tới vũ trụ ba chiều là để chiến đấu, thực lực bọn họ yếu. Nếu mang bọn họ đi chỉ khiến cho bọn họ chết nhanh hơn. Dương Diệp khẽ nói. Đi cứu bọn họ đi. Diêm Khô nhìn về phía Dương Diệp khẽ nói. Vũ trụ ba chiều rất lớn, không thiếu chỗ cho đám người ít ỏi các ngươi. Diêm Khô lại hành lễ với Dương Diệp. Cảm ơn. Hắn thật lòng cảm ơn. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta đi với người, cũng thuận tiện nhìn vũ trụ bốn chiều. Diêm Khô gật đầu, cứ như vậy, Diêm Khô dẫn theo Dương Diệp cùng một đám cường giả mệnh cảnh của vũ trụ bốn chiều đi vũ trụ bốn chiều. Rất nhanh, đoàn người đã đi tới nơi. Dương Diệp lại thấy được trước đây tỏa thành lơ lửng trên bầu trời này. Diêm Khô dẫn theo Dương Diệp bước vào trong thành này, bên trong thành vẫn có rất nhiều khí tức sinh mạng nhưng rất hỗn loạn. Khắp nơi đều có cảnh chém giết, cướp đoạt, hành hạ, gian dâm. Khi một thế giới tới ngày diệt vong, mọi người sẽ tuyệt vọng và điên cuồng thể hiện ra sự tăm tối trong con người mình. Một người có thể rất hiền lành, nhưng hẳn cũng có thể ác tới cực điểm. Nhìn cảnh tượng trước mặt như vậy, hắn lại nghĩ đến vũ trụ ba chiều. Trước đó vũ trụ ba chiều cũng như vậy, cả thế giới sụp đổ, trong hoàn cảnh này, cường giả có năng lực tự vệ, nhưng còn người yếu. Thì sao? Bất kỳ một thế giới nào đều như vậy, chiến tranh bạo phát. Kẻ chết vĩnh viễn là người yếu. Những người có quyền thế có thực lực, bọn họ có rất nhiều phương pháp để có thể sống, vào thời loạn, mạng người rẻ mạt giống như chó. Rất nhanh, rất nhiều sinh linh của vũ trụ bốn chiều đều đi tới trước mặt đám người Diêm Khô cùng Dương Diệp. Trong mắt những ngô sinh linh này có sợ hãi, cũng có tuyệt vọng. Bọn họ biết mình chắc chắn phải chết, bọn họ cũng muốn rời khỏi nơi này, nhưng bọn họ không dám ra tay với đám người Diêm Khô. Cho nên trong mắt bọn họ là tuyệt vọng. Cách sinh tồn ở vũ trụ bốn chiều cùng vũ trụ ba chiều không gì khác nhau. Người yếu mặc cho số phận. Ví dụ như thiên mệnh, một ích niệm của nàng lại có thể khiến cho trăm triệu sinh linh của vũ trụ bốn chiều chết đi, không chỉ vũ trụ bốn chiều mà cho dù là vũ trụ ba chiều cũng vậy. Không có người nào có thể ngăn cản được nàng, sống chết của vạn vật muôn dân trăm họ đều dựa vào một ý niệm của nàng. Diêm Khô nhìn về phía Dương Diệp. Tâm tính của những người này đã rối loạn rồi. Những người này đều là người vũ trụ bốn chiều, nếu như có thể, hắn dĩ nhiên muốn cứu, nhưng bởi vì những người này khủng hoảng nên tâm tính đã loạn, bây giờ bọn họ có thể làm ra được bất kỳ chuyện gì. Ý của hắn là không cứu. Để những người này đi vũ trụ ba chiều cũng không phải là một chuyện tốt. Thậm chí bọn họ có khả năng làm ra rất nhiều chuyện phá hỏng hòa bình mà bọn họ thật vất vả mới có được. Dương Diệp liếc nhìn xung quanh. Ánh mắt hắn có thể nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra bên trong thành, rất nhanh, giọng hắn vang lên như tiếng sấm. Ta không bắt nạt người lương thiện, chỉ cần người trong thành không giết người, không gian dâm, không làm loạn đều có thể rời đi cùng chúng ta. Nghe được tiếng nói này, vô số người bên trong thành đều nhìn về phía Dương Diệp, rất nhanh liền có vô số người vây quanh đám người Dương Diệp, một vài người nóng đầu lên còn muốn ra tay với đám người Dương Diệp. Tuy nhiên, những người muốn ra tay còn chưa tới gần Dương Diệp liền trực tiếp bị Diêm Khô giết chết. Sau khi mấy người kia chết rồi, rất nhiều người mới dần dần bình tĩnh lại. Ngay sau đó, sự hung ác trong mắt bọn họ biến thành khẩn cầu. Dương Diệp không để ý tới ánh mắt những người này,
hắn nhìn về phía Diêm Khô, Diêm Khô gật đầu. Ta tới chọn nên không chọn nhầm người được đâu. Dương Diệp gật đầu. Dương Diệp hắn không là người tốt, sẽ không phải người nào cũng cứu. Có vài người không nên cứu, không chỉ vậy còn chắc hẳn phải giết chết. Nhưng cũng có vài người vô tội còn duy trì được bản tính của mình ở trong thời loạn, không đi gian dâm phóng, giết người. Người tốt cùng người xấu không nên nhận được cùng một kết cục. Trật tự của hắn cũng phân ra thiện ác. Thiện chính là thiện, ác chính là ác, Dương Diệp hắn muốn giúp đỡ những người thiện và chèn ép người ác. Kẻ nào không phục cứ tới mà giết hắn. Trong chớp mắt khi Dương Diệp nghĩ đến trật tự phân thiện ác, hắn vẫn chưa phát hiện kiếm trong tay hắn thật ra khẽ run rẩy. Trật tự bao hàm hữu tình, vô tình, đúng và sai, phải và trái, thiện cùng ác. Dương Diệp xoay người rời đi, Diêm Khô lại bắt đầu tuyển người. Lấy năng lực của hắn cùng những cường giả mệnh cảnh, bọn họ liếc nhìn qua là có thể nhận ra ai từng giết người, cùng với tâm tính của những người này. Qua một canh giờ sau, vô số người đi tới ngoài thành, số lượng người vẫn hơi nhiều, phải đến mấy chục vạn. Mà vô số người bên trong thành lại nhìn chăm chú vào người ngoài thành, trong mắt những người này hoàn toàn không che giấu sát ý cùng không cam lòng, còn có phẫn nộ. Không công bằng. Đúng lúc này, một giọng nói từ trên tường thành vang lên, ngay sau đó, một nam tử nhảy xuống thành, căm tức nhìn Dương Diệp. Thời loạn tới, cường giả sinh tồn thì có lỗi gì? Dựa vào cái gì mà đám người bọn họ có thể đi với các ngươi còn chúng ta thì không được? Diêm Khô nhíu mày và đang muốn ra tay nhưng Dương Diệp lại lắc đầu, ngăn cản lão. Hắn nhìn về phía nam tử kia và nói với Diêm Khô. Người này từng giết 107 người, tranh đoạt rất nhiều tinh thạch. Dưới tay hắn còn có một đám người. Chúng ta chỉ vì sinh tồn. Nam tử kia đột nhiên giận dữ gầm thét lên. Dương Diệp nhìn thẳng vào nam tử kia. Vì sinh tồn cho nên ngươi muốn giết người sao? Bởi vì ngươi mạnh mẽ thì ngươi có thể coi thường những kẻ kém hơn ngươi à? Nam tử gằn giọng nói. Vậy thì có gì sai? Dương Diệp đột nhiên bấm tay bắn ra, hai tia kiếm quang chợt lóe lên ở nơi đây. Suy suy. Nam tử kia còn chưa kịp phản ứng hai cánh tay liền bay ra ngoài. Dương Diệp khẽ nói. Ta mạnh hơn ngươi, sau đó ta nhìn ngươi chướng mắt. Bây giờ, ngươi có cảm tưởng gì? Sắc mặt nam tử này dữ tợn đáng sợ. Dương Diệp đi tới trước mặt nam tử kia. Kẻ ác bắt nạt người lương thiện thì không tính là bản lĩnh gì cả. Nếu có bản lĩnh thì đi mà bắt nạt người ác hơn người đi. Nói xong, hắn chỉ vào mình. Tới mà bắt nạt ta đi. Sắc mặt nam tử trước mặt Dương Diệp rất khó coi. Bắt nạt à? Vừa rồi hắn còn không kịp phản ứng thì hai cánh tay mình đã bị chém đứt. Vậy còn bắt nạt thế nào được? Dương Diệp không ép nam tử này mà xoay người rời đi. Thế giới này có rất nhiều người chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Đối mặt với người kém hơn hắn, hắn rất lợi hại, đối mặt với kẻ mạnh hơn hẳn, hẳn sẽ khiếp sợ như một con chó. Cứ như vậy, đám người Dương Diệp biến mất ở trong tầm mắt của đám người trong thành. Sau khi đám người Dương Diệp biến mất, nam tử đã bị Dương Diệp chém đứt hai cánh tay đột nhiên quay đầu, lúc này liền có mấy bóng người từ trên thành xông tới. Trong phút chốc, nam tử kia còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh thành mảnh vụn, một người trong đó nhặt nhẫn chứa đồ của nam tử kia lên, sau đó xoay người rời đi. Theo đám người Dương Diệp rời đi, bên trong thành vẫn chưa hòa bình, trái lại còn tranh đấu càng kịch liệt hơn. Chỉ có điều, thân phận bọn họ đã thay đổi. Những kẻ đã từng bắt nạt người yếu lúc này biến thành người yếu bị người khi dễ. Đám người Dương Diệp đi qua tinh không mờ mịt và đi tới vũ trụ ba chiều. Hắn sẽ sắp xếp cho những người này ở lại Vĩnh Hằng Quốc, đồng thời để Diêm Khô quản bọn họ. Sau này, quốc gia Vĩnh Hằng Quốc này nhất định có thể khôi phục. Tới khi đó, hắn mới có thể để cho người Vĩnh Hằng giới vào ở trong Vĩnh Hằng Quốc. Về phần quan hệ của hai vũ trụ, hắn tin tưởng hai bên đều sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu xảy ra chuyện thì tất cả mọi người thật sự phải tiêu đời. Hơn nữa, bên ngoài vẫn có một thiên mệnh cùng người thần bí. Bây giờ vũ trụ ba chiều là nơi an thân duy nhất của tất cả mọi người. Không ai muốn mất đi chỗ này. Bởi vậy, Dương Diệp cũng không lo lắng khi người của hai vũ trụ ở chung. Bây giờ hắn phải lo lắng về thiên mệnh. Thiên mệnh kia có khả năng sẽ lập tức ra tay với vũ trụ ba chiều. Đúng lúc này, Dương Diệp cùng những cường giả mệnh cảnh vũ trụ bốn chiều bên cạnh hắn đều ngẩng đầu. Ở trong mắt của bọn họ,
cũng chính là sâu trong tinh không đột nhiên bắt đầu chấn động. Có vấn đề. Dương Diệp nhíu mày và lao tới trong tinh không, hắn nhìn về phía chỗ sâu trong tinh không này, hắn cảm nhận được một khí tức cường đại. Lúc này, Diêm Khô đã đến bên cạnh hắn. Diêm Khô trầm giọng nói. Là người thần bí kia sao? Dương Diệp liếc nhìn Diêm Khô. Ngươi biết thân phận của hắn à? Diêm Khô lắc đầu. Ta không biết, hẳn là tộc trưởng trước đây có biết. Dương Diệp hơi trầm ngâm, sau đó nói. Ngươi trở lại Vĩnh Hằng Quốc xử lý chuyện của các ngươi, ta đi xem thử. Nói xong, hắn đã hóa thành một luồng kiếm quang biến mất ở sâu trong tinh không. Trong tinh không, Diêm Khô nhìn theo bóng lưng của Dương Diệp và nhíu mày. Bình tĩnh mà xem xét, bây giờ hắn cũng không muốn Dương Diệp xảy ra chuyện gì, nếu như Dương Diệp gặp chuyện không may, tất cả vũ trụ ba chiều cũng không có người nào có thể chống lại thiên mệnh. Tuy nhiên hắn cũng hiểu rõ, cho dù là Dương Diệp cũng khó có thể chống lại thiên mệnh. Vũ trụ bốn chiều cơ bản đã mất, tương lai của vũ trụ ba chiều thế nào thì phải xem nữ tử kia nghĩ như thế nào. Dương Diệp ngự kiếm đi qua tinh không mịt mùng, hắn nhanh chóng ngừng lại. Ở phía trước cách hắn không xa có một khe nứt không gian rất lớn, mà trong khe nứt này đang có từng khí tức khủng khiếp không ngừng tràn ra. Dương Diệp cũng không xa lạ gì những khí tức này, bởi vì trước đây nhị nha cũng chính là khí tức này. Bên trong là gì vậy? Dương Diệp nhíu mày và đang muốn đi vào, đúng lúc này, một con đại yêu toàn thân tản ra ngọn lửa thiêu đốt hừng hực đột nhiên vọt ra. Con đại yêu này có chút giống với Phượng Hoàng trong truyền thuyết, chỉ có điều khí thức trên người nó phát ra đặc biệt tà ác, không giống như là thú may mắn. Mà con đại yêu này chính là Bất Tử Thương Phượng của thời đại tiền sử. Bất Tử Thương Phượng bay lượn bầu trời sao, bị ngọn lửa trên người nó sẽ trực tiếp đốt cháy không gian nó đi qua thành hư vô, ngọn lửa kia mạnh mẽ hoàn toàn không kém hơn so hỏa thần lôi đã bị tiểu bạch. Đây là thứ gì vậy? Bên dưới, Dương Diệp nhíu chặt chân mày. Thực lực của con đại yêu này ít nhất cũng phải là phá mệnh cảnh. Đây là do người thần bí kia làm ra. Dương Diệp nhìn về phía trong vết nứt tối đen, xuyên qua vết nứt, hắn mơ hồ nhìn thấy một vài cây cột, còn có một vài người, hắn đều quen thuộc với những người này. Đó chính là đám người thần bí. Đúng lúc này, Bất Tử Thương Phượng bay lượn trong tinh không đột nhiên cúi đầu nhìn về phía Dương Diệp, trong phút chốc, nó trực tiếp đáp xuống. Bên dưới, hai mắt Dương Diệp híp lại, tay phải hắn run lên và có một thanh kiếm phóng lên cao. Không trung, kiếm tổ hóa thành kiếm quang trực tiếp chém lên trên Bất Tử Thương Phượng trên. Bất Tử Thương Phượng bị một kiếm này của Dương Diệp ép cho phải dừng lại ở trong không trung, nhưng kiếm tổ của Dương Diệp lại bắt đầu trực tiếp thiêu đốt. Đốt cháy tất cả. Bên dưới, trong tay Dương Diệp đã xuất hiện một thanh kiếm, Bất Tử Thương Phượng lạnh lùng liếc nhìn Dương Diệp, thoáng cái, một ngọn lửa chợt bắn về phía Dương Diệp. Nhiệt độ của ngọn lửa này trực tiếp làm cho cả bầu trời sao đều trở nên mờ ảo. Nhiệt độ thật sự rất cao. Thế giới này căn bản không chịu nổi nhiệt độ của nó. Nhìn thấy Bất Tử Thương Phượng lại ra tay lần nữa, Dương Diệp tức giận. Cho mặt không biết xấu hổ à. Dương Diệp nâng kiếm phóng lên cao và chém về phía Bất Tử Thương. Phượng. Rất nhiều ngọn lửa từ trong không trung chấn động ra. Mà Bất Tử Thương Phượng đã bị một kiếm này của Dương Diệp chém cho phải lùi lại mấy ngàn trượng, tuy nhiên Dương Diệp cũng lùi về phía sau hơn nghìn trượng, không chỉ có vậy, da hắn đã bị cháy đen, tuy nhiên được hồng mông tử khí trị liệu, chỉ một lát sau thì hắn đã khôi phục thành dáng vẻ ban đầu. Mà ở trên đỉnh đầu của Bất Tử Thương Phượng xuất hiện một vết kiếm dài đến mấy trượng, bên trong chảy ra máu lại không giống với máu mà giống như là nham thạch nóng chảy hơn. Bị một kiếm của Dương Diệp tổn thương, giờ phút này Bất Tử Thương Phượng đã hoàn toàn tức giận và lại muốn ra tay. Mà lúc này, một giọng nói đột nhiên từ trong khe nứt truyền đến. Ngươi không giết được hắn đâu. Vừa dứt lời, một bóng đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Đó chính là người thần bí kia, người thần bí liếc nhìn Dương Diệp. Chúc mừng, vũ trụ bốn chiều cũng bị các hạ bỏ vào trong túi rồi. Dương Diệp liếc nhìn người thần bí. Ngươi muốn làm gì? Người thần bí khẽ nói. Yên tâm, bây giờ ta không có ác với vũ trụ ba chiều và ngươi, chúng ta cùng chung kẻ địch là thiên mệnh. Dương Diệp cười khẽ. Thế nào, bây giờ ngươi là muốn nói chuyện hợp tác sao? Người thần bí lắc đầu. Tuy chúng ta có cùng chung kẻ địch, nhưng chúng ta đều nhìn nhau không vừa mắt nên vẫn miễn bàn tới chuyện hợp tác đi. Tuy nhiên, ta
ta hy vọng giữa chúng ta không cần tiếp tục tranh đấu nữa, ngươi thấy thế nào? Dương Diệp cười nói, điều này phải xem quyết định của ngươi, phải biết rằng ta vẫn luôn là một người thích hòa bình. Các ngươi không gây sự thì ta sẽ không động tới các ngươi. Người thần bí khẽ gật đầu. Yên tâm, bây giờ ta thật sự không có hứng thú đối với vũ trụ ba chiều và ngươi. Dương Diệp liếc nhìn người thần bí, sau đó chỉ vào bất tử thương phượng. Quản tốt những đại yêu gì đó của ngươi đi, đừng để cho bọn họ tới vũ trụ ba chiều, nếu không, ta nhất định sẽ chặt đầu chúng. Làm càn. Trong tinh không, bất tử thương phượng đột nhiên giận dữ gầm thét lên, ngay sau đó, nó không để ý tới người thần bí kia mà trực tiếp lao về phía Dương Diệp bên dưới, không gian nơi nó đi qua lập tức bị đốt cháy, cho dù sau khi trở thành hố đen vẫn cháy. Ngọn lửa kia mạnh mẽ hiếm thấy. Bên dưới, sắc mặt Dương Diệp không hề thay đổi. Khi bất tử thương phượng đi tới cách đỉnh đầu hắn mấy trăm trượng, kiếm bên thắt lưng của Dương Diệp đột nhiên phóng lên cao, một kiếm này trực tiếp phá vỡ ngọn lửa của bất tử thương phượng. Bất tử thương phượng trực tiếp bị một kiếm này của Dương Diệp đẩy lui, còn Dương Diệp lại đứng yên tại chỗ. Kiếm tổ bay trở về đến trước mặt hắn. Trong chớp mắt khi Dương Diệp cầm kiếm tổ, ngọn lửa trên thanh trường kiếm này trực tiếp tiêu tan thành mây khói. Trong không trung, bất tử thương phượng vẫn chưa chịu dừng tay, đang muốn lại xông về phía Dương Diệp bên dưới. Nhưng đúng vào lúc này, người thần bí kia đột không cần tìm đường chết chứ. Nhiên nói. Bất tử thương phượng ngừng lại và quay đầu lạnh lùng nhìn người thần bí. Người thần bí khẽ nói. Tuy không phải là thời đại năm đó, nhưng thời đại lúc này cũng có vài tồn tại không yếu như ngươi nghĩ đâu. Bất tử thương phượng không nói gì, nhưng toàn thân nó phát ra ngọn lửa càng lúc càng mạnh, rõ ràng nó vẫn còn không muốn dừng tay. Dù sao nó vừa chịu thiệt ở chỗ Dương Diệp. Dương Diệp lại không để ý tới bất tử thương phượng mà xoay người rời đi. Bất tử thương phượng nhìn chằm chằm vào Dương Diệp phía xa, cuối cùng nó vẫn lựa chọn ra tay. Mà vào lúc này, người thần bí bên dưới đột nhiên nói. Muốn chết? Theo người thần bí vừa dứt lời, một lực lượng cường đại trực tiếp bao phủ bất tử thương phượng. Bất tử thương phượng quay đầu nhìn về phía người thần bí thấy trong lòng bàn tay phải của hắn đã xuất hiện một vòng xoáy màu đen, bên trong vòng xoáy là tinh không vô tận. Bất tử thương phượng hiển nhiên rất kiêng kỵ nên không dám ra tay nữa. Người thần bí thu hồi vòng xoáy màu đen. Ngươi vừa thức tỉnh nên thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, lấy thực lực của hắn mà muốn chém giết ngươi cũng không phải là chuyện gì khó. Còn nữa, bây giờ kẻ địch của chúng ta không phải là hắn, mà chính là nữ tử năm đó đã kết thúc thời đại của chúng ta. Nữ tử kia. Nghe vậy, trong mắt con bất tử thương phượng lập tức trở nên hung ác. Năm đó, vũ trụ ba chiều này là thiên hạ của những ác thú bọn họ, thời đại đó. Loài người giống như kiến hôi dãy giụa ở tầng dưới chót. Mà những ác thú cùng những đại yêu bọn họ mới là bá chủ của thế giới này. Nhưng một ngày nào đó, một nữ tử nhân loại xuất hiện. Thiên mệnh. Chính là nữ tử kia cầm trường kiếm trong tay kết thúc thời đại thuộc về bọn họ, những ác thú bọn họ, nếu như không phải người thần bí ra tay cứu giúp thì nó cũng đã chết ở dưới kiếm của nữ tử này. Bất tử thương phượng im lặng một lát, cuối cùng nó ngoan ngoãn trở lại thế giới trong khe nứt. So sánh với nam tử loài người vừa rồi, nó càng muốn giết thiên mệnh hơn. Người thần bí xoay người đi vào trong khe nứt, một con ác thú trên một cây cột trong đó đột nhiên mở mắt, bên trong mắt nó giống như một biển máu rất dữ tợn. Con ác thú vừa thức tỉnh chính là con nóng nảy nhất, Lệ Hổ. Nữ tử kia đâu? Lệ Hổ gằn giọng nói. Không đợi người thần bí trả lời, con Lệ Hổ kia đột nhiên lao ra khỏi vết nứt, sau đó không ngừng rít gào ở trong tinh không này. Nữ nhân đê tiện đáng chết đi ra đi, ta phải xé xác ngươi. Trong tỉnh không, Lệ Hổ không ngừng rít gào, nhưng không có người nào đáp lại nó. Nó nổi điên làm gì vậy? Thụ Vô Biên bên cạnh người thần bí đột nhiên hỏi. Người thần bí khẽ nói. Năm đó bộ tộc của nó gần như bị tàn sát không còn. Thụ Vô Biên khẽ gật đầu, không nói gì. Tay phải của người thần bí nhẹ nhàng ấn xuống, trong tỉnh không phía xa. Con Lệ Hổ kia dường như cảm nhận được điều gì liền xoay người trực tiếp nhào về phía người thần bí. Người thần bí nhíu mày và giơ tay lên ấn nhẹ một cái, một cánh cửa tối tăm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt con Lệ Hổ kia. Mọi người còn chưa thấy rõ, con Lệ Hổ kia đã trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài, cánh cửa lại biến mất. Phía xa, con Lệ Hổ kiêng kỵ liếc nhìn người thần bí mà không dám ra tay.
Người thần bí khẽ nói. Nếu như nữ tử kia xuất hiện, sợ rằng không cần một kiếm đã có thể giết ngươi. Vẻ mặt Lệ Hổ dữ tợn. Năm đó ta từng cùng nàng đại chiến, nàng. Ngươi cảm thấy nàng còn là nàng ngày xưa sao? Người thần bí đột nhiên ngắt lời con Lệ Hổ. Con Lệ Hổ kia nhìn chằm chằm vào người thần bí. Ngươi nói vậy là có ý gì? Người thần bí cười khẽ. Đã vô số năm qua, nàng sẽ không tu luyện sao? Thực lực của nàng không sẽ tăng lên sao? Nghe vậy, vẻ mặt con Lệ Hổ kia lập tức có chút khó coi. Năm đó đã không ai sánh bằng nữ nhân kia, nàng đã rất gần với vô địch rồi, nếu như bây giờ nàng còn mạnh hơn thì phải mạnh mẽ đến trình độ nào? Lệ Hổ lạnh lùng liếc nhìn người thần bí. Nếu như nàng đã trở nên mạnh hơn, vậy chúng ta đánh gì nữa? Chờ chết là đúng hơn. Nó là ác thú, nó có kiêu ngạo của mình, có tôn nghiêm của mình, nhưng không từng đối mặt với người nữ tử kia sẽ không biết nàng khủng khiếp thế nào. Năm đó nữ tử kia dựa vào sức một mình đã gần như tàn sát hết tộc của nó. Lúc đó thực lực của nàng đã mạnh mẽ đến mức gần như khiến người ta tuyệt vọng. Mà bây giờ, sau vô số năm qua đi, nữ tử kia. Thế gian nếu có thần thì tuyệt đối chính là nàng. Người thần bí lắc đầu. Người cộng thêm Thương Phượng, Ma Long, Yêu Kỳ Lân, Huyền Quy, Thập Vĩ Yêu Hồ, còn có ta, chúng ta không phải không có sức đánh với nàng một trận. Lệ Hổ trầm giọng nói. Người muốn làm gì? Người thần bí hỏi ngược. Nếu có cơ hội, người không muốn giết nàng sao? Lệ Hổ gằn giọng nói. Tất nhiên là muốn rồi. Người thần bí gật đầu. Vậy là được rồi, mấy con ác thú các ngươi cộng thêm ta thì có thể liều mạng một lần. Lệ Hổ trầm giọng nói. Lúc nào thì liều mạng? Người thân bí quay đầu liếc nhìn. Ngươi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong và chờ Yêu Kỳ Lân thức tỉnh trước đã. Yêu Kỳ Lân. Nghe vậy, bên trong tròng mắt của Lệ Hổ xuất hiện một tia kiêng kỵ. Đây chính là tồn tại gần với tổ của ác thú rồi. Ở bên kia, hai nữ tử ngự không đi rất nhanh. Đó chính là Thiên Tú cùng Kỳ Bỉ Thiên. Hai nàng đã đi rất lâu ở trong tinh không mịt mờ. Sắp tới chưa? Thiên Tú hỏi. Kỳ Bỉ Thiên gật đầu. Sẽ tới ngay thôi. Thiên Tú hỏi. Ngươi muốn tìm cái gì vậy? Kỳ Bỉ Thiên khẽ nói. Quan tài linh. Thiên Tú nhíu mày, nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên với vẻ không hiểu. Kỳ Bỉ Thiên mỉm cười. Đến nơi ta sẽ giải thích với ngươi. Hai nàng tăng nhanh tốc độ. Sau nửa canh giờ, Kỳ Bỉ Thiên cùng Thiên Tú bước vào một tinh cầu đổ nát. Hai nàng hạ xuống đất và nhìn lại, cả thế giới trước mặt đổ nát hoàn toàn không có linh khí. Kỳ Bỉ Thiên khẽ nói. Thiên vẫn chi địa. Thiên Tú nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên, Kỳ Bỉ Thiên khẽ nói. Rất lâu trước đây, nơi này là trung tâm của vũ trụ ba chiều, cũng là nơi của thiên đạo kia. Tuy nhiên, theo nữ tử kia đi tới nơi này, vị thiên đạo kia bị chém bởi vậy nó được gọi là thiên vẫn chi địa, tất cả mọi thứ ở đây đều bị phá hủy. Thiên Tú trầm giọng nói. Thiên đạo thế nào? Kỳ Bỉ Thiên cười hỏi. Ngươi muốn chỉ phương diện nào? Thực lực hay là gì? Thiên Tú nói. Hành sự. Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu. Ví dụ như thiên mệnh này cũng vậy, ở trong thế giới của hắn sẽ có cảm thấy vũ trụ ba chiều chính là thuộc sự sở hữu của hắn. Bất kỳ sinh linh nào cùng chủng tộc trưởng thành mà có tính uy hiếp đối với hắn đều sẽ bị hắn tiêu diệt. Thiên Tú im lặng. Kỳ Bỉ Thiên khẽ nói. Thật ra, bất kể là ai quản lý vũ trụ này đều vậy thôi, là người thì đều có tâm tư riêng của mình. Hơn nữa, sống càng lâu thì bọn họ lại coi thường sinh linh phía dưới, sống chết của vạn vật vạn linh ở trong mắt bọn họ nhỏ bé như hạt cát. Thiên Tú ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Bất kể là thiên đạo hay thiên mệnh đều không nên tồn tại. Kỳ Bỉ Thiên cười ha ha. Đáng tiếc, bất kể là thiên đạo trước kia hay là thiên mệnh bây giờ đều mạnh mẽ như thần. Nàng bước nhanh về phía xa. Thiên Tú im lặng một lát cũng đi theo. Theo Kỳ Bỉ Thiên dẫn đường, hai nàng đi tới một vùng biển rộng, ở giữa biển có một quan tài bằng đá đang trôi nổi. Đó là quan tài thiên đạo sao? Thiên Tú hỏi. Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu. Ta. Thiên Tú quay đầu nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên, Kỳ Bỉ Thiên khẽ nói. Bản thể của ta. Thiên Tú nhíu mày. Ngươi không phải là người à, bản thể của ta. Thiên Tú nhíu mày. Ngươi không phải là người à. Kỳ Bỉ Thiên cười nói. Ta là người, nhưng chỉ có một nửa. A Tú,
ngươi giúp ta phá vỡ phong ấn của quan tài bằng đá này. Thiên Tú khẽ gật đầu mà không hỏi gì nữa. Kỳ Bỉ Thiên trực tiếp lao về phía quan tài bằng đá này, đúng lúc này, quan tài bằng đá đột nhiên chấn động mạnh, mấy đường kiếm khí rất mạnh nhanh chóng bắn ra khỏi quan tài bằng đá, cho dù là giờ phút này Kỳ Bỉ Thiên cũng không dám sơ suất. Bởi vì kiếm khí kia là do thiên mệnh thời kỳ đỉnh phong lưu lại. Kỳ Bỉ Thiên cách không nhẹ nhàng đảo qua mấy kiếm quang phía xa, một bàn tay khổng lồ liền hiện ra và trực tiếp đánh vào trên mấy kiếm quang đó, nhưng lại bị chúng cắt thành vô số mảnh. Mà lúc này, A Tú đột nhiên tìm đến, ngay sau đó, một mảnh ánh sáng u ám trực tiếp quét về những kiếm quang. Ầm ầm, trên mặt biển, từng cột nước không ngừng phóng lên cao. Sau một lúc lâu, ở dưới sự liên thủ của hai nàng, mấy kiếm quang này trực tiếp bị chấn áp, hủy diệt. Kỳ Bỉ Thiên đi tới trước quan tài bằng đá và bấm tay bắn ra, nắp quan tài bằng đá trực tiếp bay ra ngoài. Kỳ Bỉ Thiên nhìn bên trong quan tài bằng đá rất lâu rồi khẽ nói. A Tú, canh gác giúp ta một lát. Thiên Tú gật đầu. Kỳ Bỉ Thiên nhảy vào trong quan tài bằng đá, quan tài bằng đá chấn động mạnh, nước biển bắt đầu nổi sóng. Dương Diệp rời khỏi vết nứt không gian nhưng không trở lại Vĩnh Hằng Quốc, mà đi tìm kiếm Hắc Muội, nhưng hắn thất vọng. Hắc Muội, nữ tử váy trắng đều biến mất không thấy. Khi cả tộc vũ trụ bốn chiều đến Vĩnh Hằng Quốc, các nàng đã không xuất hiện, lúc đó hắn cảm thấy có chút không bình thường, bởi vì Hắc Muội cùng nữ tử váy trắng vẫn luôn ngăn cản vũ trụ bốn chiều. Mà ở thời điểm quan trọng này, các nàng lại đều không ở đây. Rất không bình thường. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, hắn không muốn lại bỏ đi như vậy, thần thức của hắn thi triển ra, rất nhanh, thần thức của hắn về phía tất cả tinh không mịt mùng lan tràn rời đi. Rất nhanh, thần thức của hắn thả ra khoảng cách đã nhanh đạt đến cực hạn. Dương Diệp có chút thất vọng và đang muốn thu hồi thần thức, đúng lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa, không gian cách hắn mấy trăm trượng đột nhiên tách ra và có một nữ tử đi ra. Đó chính là Hắc Muội. Nàng mặc chiếc váy đen, vẻ mặt vĩnh viễn lạnh lùng, không có cảm xúc. Hắc Muội đi tới trước mặt Dương Diệp. Làm gì vậy? Lạnh lùng, trực tiếp. Dương Diệp cười gượng. Nhớ các nàng không được sao? Hắc Muội lạnh lùng liếc nhìn Dương Diệp. Ta thấy ngươi là muốn chết. Dương Diệp. Hắc Muội quay đầu nhìn về phía vũ trụ ba chiều. Nàng sẽ nhanh chóng ra tay thôi. Lão đại của các ngươi sao? Dương Diệp hỏi. Hắc Muội gật đầu. Dương Diệp trầm giọng nói. Ta vẫn không hiểu vì sao nàng không tự mình ra tay, nếu như nàng tự mình ra tay thì bất kể là vũ trụ bốn chiều hay vũ trụ ba chiều căn bản không thể ngăn cản được nàng. Hắc Muội nhìn thẳng vào Dương Diệp. Trước đây, sau khi ta hoàn chỉnh giải thể mình, bốn người chúng ta đã hứa bảo vệ vũ trụ ba chiều, nàng cũng đã hứa. Ngay từ lúc đầu, nàng cũng làm như vậy, có nàng ở đó, vũ trụ bốn chiều chưa bao giờ vượt qua lôi trì nửa bước. Nhưng theo thời gian trôi qua, nàng càng ngày càng mạnh, mạnh mẽ đến mức đã vượt xa ta, hoàn chỉnh trước đây. Nói đến đây, nàng im lặng sau một lát, sau đó lại nói. Bây giờ nàng chỉ cần muốn có thể lập tức diệt vũ trụ ba chiều. Dương Diệp. Ngươi sợ rồi sao? Hắc Muội đột nhiên hỏi. Dương Diệp gật đầu. Ta đúng là hơi sợ. Nói không sợ là gạt người, thực lực của nữ tử kia đã nghịch thiên. Đương nhiên, sợ thì sợ, không có nghĩa là hắn sẽ khiếp sợ. Hắn biết hắn cùng thiên mệnh cuối cùng sẽ có đánh một trận. Một trận chiến này căn bản không cách nào tránh khỏi. Hắc Muội liếc nhìn Dương Diệp. Nàng không sẽ đích thân diệt vũ trụ ba chiều, nhưng nàng sẽ đích thân tiêu diệt ngươi, còn cả có những cường giả mệnh cảnh của vũ trụ ba chiều, nàng sẽ làm vũ trụ ba chiều tự mình hủy diệt, đây là mục đích của nàng. Vì sao? Dương Diệp nhíu mày, có chút không hiểu. Nữ tử váy đen khẽ nói. Ta, trước kia là sinh đạo cũng là đạo của nàng, nàng cứu muôn dân trăm họ trong thiên hạ, hiểu sinh đạo, nhưng nếu như nàng tự tay tiêu diệt vũ trụ ba chiều thì chính là đang hủy đạo của mình, phủ định đạo của mình, sinh đạo mà nàng từng lĩnh ngộ trước đó sẽ phá hủy. Nhưng nếu như vũ trụ ba chiều bị người khác tiêu diệt, vậy thì lại khác. Nàng có thể lấy một thị giác siêu nhiên thấy được vũ trụ ba chiều hủy diệt, lấy điều này để lĩnh ngộ thật sự đại đạo sinh tử. Đương nhiên, nàng sở dĩ bất diệt cũng có thể là niệm tình một người năm đó. Ta không muốn nói chuyện này với ngươi, nên ngươi cũng đừng hỏi. Nói ở đây, nàng thoáng dừng lại một chút, sau đó lại nói. Nàng sử dụng rất nhiều thời gian tới lĩnh ngộ sinh đạo,
tất cả mọi đại đạo trên thế gian không ngoài hai chữ sinh tử. Một khi nàng lĩnh ngộ tử đạo, hai đạo sinh tử mới thật sự đại viên mãn, khi đó nàng thật sự là thần, không, cho dù là thần cũng không lợi hại bằng nàng. Dương Diệp lắc đầu, làm cho chúng sinh thành đạo của nàng sao? Hai tay Hắc Muội chậm rãi nắm chặt lại. Dã tâm của nàng không đơn thuần là như vậy. Có ý gì? Dương Diệp nhìn về phía Hắc Muội, nhíu mày. Hắc Muội nhìn thẳng vào Dương Diệp. Dã tâm của nàng rất lớn, diệt chúng sinh thành đại đạo có thể chỉ là sự bắt đầu của nàng thôi. Khóe miệng Dương Diệp thoáng giật. Ngươi đừng làm ta sợ. Hắc Muội lạnh lùng liếc nhìn Dương Diệp. Ngươi bị hù dọa, ngươi cảm thấy ta đang bị hù dọa ngươi sao? Dương Diệp cười gượng. Đại tỷ, vậy tỷ nói cho ta biết nàng rốt cuộc còn có âm mưu gì nữa? Hắc Muội lắc đầu. Sau này ngươi sẽ biết. Dương Diệp cười khổ hơn. Ta sợ ta không chờ được đến lúc này, Hắc Muội im lặng một lát, sau đó nói. Đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Dương Diệp đi theo. Đối với lão đại thiên mệnh, hắn dĩ nhiên không có bất kỳ thiện cảm nào, nhưng lại có thiện cảm với Hắc Muội cùng nữ tử váy trắng này. Hai người đi qua tinh không mịt mùng, khoảng một canh giờ sau, Hắc Muội dẫn theo Dương Diệp đi tới một chỗ thế giới không biết tên. Hai người rơi xuống đất, đi tới trên đỉnh núi cao. Ở đỉnh núi kia, Dương Diệp lại gặp được hai người làm hắn sửng sốt. Bởi vì hai nàng này chính là đồ sát cùng nữ tử váy trắng. Ba nàng đều tập trung. Nhìn thấy Dương Diệp, nữ tử váy trắng mỉm cười xem như là chào hỏi, đồ sát lại không có phản ứng gì, rất bình tĩnh. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía nữ tử váy đen bên cạnh. Nơi này là đâu vậy? Hắc Muội khẽ nói. Nguyên giới một thế giới mà ta ở thời kỳ đỉnh phong năm đó đã mở ra, ở đây là nơi chắc chắn nhất của vũ trụ ba chiều, thậm chí có thể chịu đựng được ta thời kỳ đỉnh phong. Dương Diệp nói. Tìm ta tới làm gì? Hắn hơi tò mò. Nữ tử váy trắng đi tới Dương Diệp trước mặt, cười nói. Bây giờ kiếm đạo của ngươi đạt tới phàm kiếm, có thể nói là ở trong cả vũ trụ ba chiều đã có rất ít đối thủ. Nhưng đối thủ của ngươi là nàng, ở rất nhiều năm trước nàng đã đạt được phàm kiếm. Ngươi chống lại nàng thì căn bản không có bất kỳ ưu thế nào. Dương Diệp nói. Ta biết. Hắn liếc mắt nhìn ba nàng. Các ngươi có cách gì đối phó với nàng sao? Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Đồ sát đột nhiên nói. Nàng đã đạt đến một trình độ chưa từng có người nào đạt được. Muốn đối phó nàng thì chỉ có trực tiếp đánh bại nàng. Trận pháp, âm mưu quỷ kế gì đó ở trước mặt nàng đều là trò cười. Dương Diệp trầm giọng nói. Ba người các người cũng không được sao? Nữ tử váy trắng lắc đầu. Không được, phải nói là không nắm được hai ba phần khả năng. Nàng nhìn về phía Dương Diệp. Cho dù chúng ta không được, nhưng ngươi có thể. Ta. Dương Diệp cười gượng. Ta cũng đánh không nổi nàng. Hắn không phải khiêm tốn, mà thật sự đánh không nổi nữ tử kia. Trước đó ngay cả kiếm vực sinh tử cũng bị nàng ép đánh ra, nhưng vẫn không có cách nào đẩy lui được hành đạo kiếm của nữ tử kia, nếu không phải Tiêu Dao Tử ra tay trợ giúp thì lúc đó sợ rằng hắn đã chết rồi. Bởi vì hắn cảm nhận được nữ nhân kia thật sự không muốn chờ tiếp nữa. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu. Thực lực của ngươi bây giờ vẫn không phải là đối thủ của nàng, nhưng tương đối tiếp cận nàng, là người có cơ hội tới gần nàng nhất, thậm chí đánh bại nàng. Dương Diệp cười nói. Có cơ hội hay không thì ta không biết, nhưng ta biết mình nhất định phải đánh với nàng. Dù thế nào, hắn sẽ phải đánh với thiên mệnh một trận. Hắn vẫn luôn biết rõ ràng, cũng chưa bao giờ có ý nghĩ may mắn. Đương nhiên, hắn vẫn hiểu rất rõ ràng trận chiến này có khả năng chính là trận chiến cuối cùng của hắn. Nữ tử váy trắng cười nói. Ngươi có suy nghĩ này là tốt rồi. Lần này chúng ta tìm ngươi tới là muốn tăng lên kiếm đạo cùng lực chiến đấu của ngươi. Các tỷ muốn nâng cao kiếm đạo cùng lực chiến đấu của ta sao? Dương Diệp hơi tò mò. Nâng cao thế nào? Nữ tử váy trắng hơi cong khóe miệng. Ba người chúng ta cùng giúp. Dương Diệp nhìn về phía ba nàng, rất nhanh, hắn liền hiểu rõ ý của ba nàng. Phương pháp đơn giản nhất để nâng cao kiếm đạo cùng lực chiến đấu chính là chiến đấu, lấy thực lực của hắn bây giờ rất khó tìm được đối thủ tương đương, tuy nhiên ba người này trước mắt lại vừa vặn thích hợp. Dương Diệp cầm kiếm trong tay và có chút nóng lòng không chờ được. Các ngươi ai tới trước? Ta. Người nói là Hắc Muội.
nữ tử váy trắng mỉm cười cùng đồ sát lùi đến ngoài nghìn trượng. Hắc muội vươn tay phải ra, ở trong tay nàng là Thái U kiếm. Không có bất kỳ lời nào, hắc muội nhấc kiếm vung nhẹ về phía trước, một luồng kiếm quang màu đen giống như một tia sét lao tới trước mặt Dương Diệp, tốc độ kia đã vượt xa lôi điện. D930. Phía xa, Dương Diệp đứng sừng sững. Không đổi, trong lòng hoàn toàn bình tĩnh, cũng không phải hắn khinh thường nữ tử váy đen, mà kiếm đạo của hắn bây giờ chính là như vậy, ta luôn bình tĩnh khi đối mặt với tất cả vạn vật. Rất nhanh, kiếm quang màu đen đã đến. Lúc này, Dương Diệp giơ tay lên đâm ra một kiếm này đâm chính xác vào trên kiếm quang màu đen. Suy, kiếm quang màu đen trực tiếp tách ra hai bên, kiếm của Dương Diệp lao thẳng vào hắc muội. Trước mặt Dương Diệp, hắc muội nhìn thẳng vào kiếm quang đang lao tới. Khi kiếm quang đi tới cách chân mày của nàng mấy tấc, một thanh kiếm từ dưới. Đâm lên, keng, theo một tiếng kiếm lanh lãnh vang lên. Kiếm của Dương Diệp đã lệch đi hơn 10 tấc. Mà lúc này, hắc muội đột nhiên lao tới. Tay phải của nàng cầm kiếm đâm ngang. Một kiếm này nhắm thẳng vào bụng của Dương Diệp, lập tức đảo khách thành chủ. Dương Diệp lùi về phía sau một bước nhỏ, vừa vặn kéo dài khoảng cách giữa hắn cùng kiếm của nữ tử váy đen. Kiếm của nữ tử váy đen ở cách bụng hắn mấy tấc thì ngừng lại, hai người chỉ cách nhau nửa bước nhỏ. Một đòn không thuận lợi. Đầu ngón chân nữ tử váy đen điểm nhẹ và lập tức lướt tê xê về phía sau, mà lúc này, một luồng kiếm quang đã đi tới giữa chân mày của nàng, kiếm gần như đều đã để ở giữa chân mày của nàng, lại chỉ cách có một chút như vậy. Ca! Hắc muội đột nhiên dừng lại và xoay tròn, thoáng cái đã lướt qua kiếm của Dương Diệp. Kiếm của nàng đi thẳng tới chỗ cổ họng của Dương Diệp, lại một lần nữa đảo khách thành chủ. Trong chớp mắt khi hắc muội đâm ra một kiếm này, thân thể Dương Diệp hơi ngả về phía sau. Một kiếm kia vẫn không thể đâm vào trên cổ họng hắn, ngược lại kiếm của hắn đã đâm về phía bàn tay đang nắm chuôi kiếm của hắc muội. Gần như là vừa đúng. Giờ phút này, hắc muội đã không kịp thu kiếm nữa, nhưng nàng cũng không thu kiếm, trái lại thả kiếm ra và đá mạnh về phía trước. Mục tiêu của một đá này là đúng quần của Dương Diệp. Nếu như đá trúng, lấy lực lượng hắc muội sợ rằng sẽ đá vỡ trứng của Dương Diệp. Dương Diệp tất nhiên không dám lấy trứng của mình ra mạo hiểm, hai chân hắn nhẹ nhàng đạp một cái, cả người lướt về phía sau nửa trượng, đồng thời khí thế của hắc muội lập tức tăng vọt. Hắc muội mở tay phải ra, kiếm rơi xuống và trực tiếp trở lại trong tay nàng, trong phút chốc, toàn thân nàng chợt lao nhanh về phía Dương Diệp. Tư thế của nàng giống như trẻ củi, đơn giản, trực tiếp lại bá đạo. Đối diện hắc muội, Dương Diệp nhíu mày, hắn đã đánh giá thấp thực lực của hắc muội. Hắn thấy mình đạt được phàm kiếm thì thực lực chắc hẳn cao hơn đám người hắc muội không ít, nhưng hiện tại xem ra không phải như vậy. Thu hồi mạch suy nghĩ, lần này Dương Diệp không tiến ngược lại thụt lùi, hắn lao nhanh về phía trước, hai tay cầm kiếm chợt bổ tới. Cứng đấu với cứng. Nếu như nói trước đây là so về kỹ xảo, như vậy lần này chính là liều về lực lượng. Hai đường kiếm quang va chạm mạnh vào nhau. Ầm. Hai bên vừa tiếp xúc liền tách ra. Dương Diệp cùng hắc muội liên tục lui lại. Nhưng trong phút chốc, hắc muội đột nhiên xuất hiện ở phía sau của Dương Diệp. Thái U kiếm. Thái U kiếm có năng lực xuyên qua bất kỳ không gian nào. Hắc muội đột nhiên xuất hiện làm cho Dương Diệp có một cảm giác nguy cơ, vào giây phút đó, khí tức kiếm ý ẩn chứa ở kiếm tổ trong tay hắn trở nên mạnh mẽ. Càng nguy hiểm lại càng mạnh. Gần như là bản năng, Dương Diệp xoay người chém xuống một kiếm. Ầm. Một kiếm này hạ xuống, hắc muội trước mặt hắn trực tiếp bị chém phải lui lại. Nhưng chính hắn cũng bị một kiếm này làm cho liên tục lùi lại phía sau. Hắc muội lại xuất hiện một cách kỳ lạ ở phía sau của hắn, đồng dạng một kiếm đâm về phía sau lưng của hắn. Biến cố xảy ra quá bất ngờ làm cho sắc mặt Dương Diệp thoáng biến đổi, bởi vì hắn phát hiện một kiếm vừa rồi khi hắn chém cho hắc muội lui lại, hắc muội đã trực tiếp xuất hiện ở phía sau của hắn, mà giờ phút này hắc muội từ lui lại đã biến thành đi tới, đồng thời hóa thành lực lượng bạo phát, một kiếm vừa rồi có lực lượng mạnh tới mức nào, uy lực một kiếm này của hắc muội lại mạnh tới mức nào, hơn nữa còn tăng thêm lực lượng của chính hắc muội. Dương Diệp không suy nghĩ nhiều, xoay người chém xuống một kiếm. Ầm. Hắc muội lại bị lực lượng một kiếm này của hắn chém bay, nhưng trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía sau hắn, hơn nữa, lực lượng kiếm trong tay nàng trở nên càng cường đại hơn. Hắc muội mượn lực lượng của hắn một cách hoàn mỹ. Dương Diệp xoay người chém xuống một kiếm,
lần này lực lượng của hắn còn cường đại hơn trước. Lực phá. Nếu như lực lượng của hắn vượt qua Hắc Muội rất nhiều thì có thể trực tiếp phá hỏng một chiêu này của Hắc Muội. Nhưng hắn phải thất vọng, Hắc Muội không chỉ đỡ được lực lượng của hắn, hơn nữa còn mượn lực lượng của hắn, sau đó xuất hiện ở phía sau của hắn. Lực lượng của một kiếm này mạnh mẽ hơn trước mấy lần. Vẻ mặt Dương Diệp có chút nghiêm trọng. Một chiêu này của Hắc Muội còn mạnh hơn hắn nhiều. Cứ như vậy, cái này bù cái kia, Dương Diệp lại bị Hắc Muội áp chế. Nhưng khí tức trên người hắn phát ra cũng càng lúc càng mạnh. Mỗi lần hắn bị Hắc Muội áp chế, khí tức kiếm ý của hắn sẽ tăng cường vài phần. Lực lượng Dương Diệp mạnh hơn, nàng lại còn mạnh hơn nữa. Hai người có chút tương tự. Phía xa, Đồ Sát bên cạnh nữ tử váy trắng đột nhiên nói. Ngươi cảm thấy ai sẽ không kiên trì được trước? Nữ tử váy trắng khẽ nói. Hắc Muội chiến đấu vô số năm ở vũ trụ bốn chiều nên ý thức chiến đấu cùng kỹ năng chiến đấu của nàng vượt qua hắn. Hắn không có phần thắng sao? Đồ Sát hỏi. Nữ tử váy trắng cười nói. Ngươi nói xem. Đồ Sát nhìn về phía Dương Diệp cùng Hắc Muội. Bây giờ một chiêu mạnh nhất của hắn chính là sinh tử quyết, khi Hắc Muội ép hắn đến sinh tử cảnh, uy lực một kiếm quyết sinh tử của hắn sẽ cường đại chưa từng có. Nữ tử váy trắng cười hỏi. Sau đó thì sao? Tàn Sát nói. Sau đó, nếu như Hắc Muội có thể đỡ được một kiếm kia của hắn, đồng thời mượn lực lượng một kiếm kia thì hắn lại thua. Nếu như không thể đỡ được thì nàng lại thua. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, hiển nhiên tán thành với lời Đồ Sát nói. Không, nàng thua. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một giọng nói. Đồ Sát nheo mắt lại, quay đầu nhìn phía xa. Ở đó có một nữ tử váy trắng đang chậm rãi đi đến. Người tới chính là thiên mệnh mạnh nhất trên đám mây. Người tới cũng không phải là bản thể mà chỉ là một phân thân. Cho dù là phân thân, nữ tử váy trắng cùng Đồ Sát cũng không dám khinh. Thường. Tuy nhiên, hai nàng vẫn chưa ra tay. Bởi vì bọn họ có ra tay cũng không có ý nghĩa gì cả. Thiên mệnh mạnh nhất cũng không để ý tới nữ tử váy trắng cùng Đồ Sát, ánh mắt nàng nhìn Dương Diệp cùng Hắc Muội ở cách đó không xa. Các người quên một điểm. Mong được chỉ giáo. Đồ Sát khẽ nói. Thiên mệnh mạnh nhất cười nói, thiên mệnh mạnh nhất cười nói. Lực lượng Hắc Muội mạnh lên là vì lực lượng của hắn, nàng dựa vào mượn lực lượng của hắn mới có thể áp chế hắn. Lực lượng này cũng không phải là của bản thân nàng. Nói trắng ra, sở dĩ nàng mạnh mẽ như vậy là bởi vì Dương Diệp mạnh. Một khi hắn hiểu rõ điểm này thì nàng lại thất bại. Mượn lực. Nghe vậy, nữ tử váy trắng cùng Đồ Sát nhìn về phía xa Dương Diệp cùng Hắc Muội. Giống như thiên mệnh mạnh nhất nói, Hắc Muội vẫn luôn mượn lực, nàng lợi dụng tính đặc biệt của Thái U Kiếm, mượn lực lượng Dương Diệp để đối phó với Dương Diệp. Có thể nói Dương Diệp không phải là bị Hắc Muội áp chế, mà là bị chính mình áp chế. Đúng lúc này, Hắc Muội bị một kiếm của Dương Diệp đẩy lui, nàng lại xuất hiện ở phía sau của Dương Diệp, một kiếm này còn mạnh hơn trước. Dương Diệp xoay người, mà lần này hắn vẫn chưa ra kiếm. Trong chớp mắt khi Thái U Kiếm đi tới trước ngực hắn, hắn cầm kiếm dựng thẳng ở trước ngực mình. Kiếm tới. Dương Diệp trực tiếp bị đẩy lui mấy trăm trượng. Hắc Muội trước sau lại xuất hiện ở sau lưng của hắn, Dương Diệp cũng không phản kích, vẫn phòng thủ. Dương Diệp lại bị một kiếm của Hắc Muội chấn động trở về chỗ cũ. Nhưng lực lượng một kiếm này của Hắc Muội lại yếu hơn trước. Qua chừng 10 lần, kiếm của Hắc Muội yếu hơn trước ít nhất mấy lần kiếm của nàng, căn bản không có cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nửa khắc sau, Hắc Muội ngừng lại, bởi vì kiếm của nàng đã không có cách nào uy hiếp đến Dương Diệp nữa. Hắc Muội liếc nhìn Dương Diệp. Hiểu chưa? Dương Diệp gật đầu. Ta hiểu được một chút. Hắc Muội đi tới trước mặt và nhìn thẳng vào Dương Diệp. Kiếm đạo của ngươi chủ yếu là sát phạt, công kích, trên hai phương diện này tuy không thể nói là vô địch trên đời, nhưng tuyệt đối ít có kẻ địch. Chỉ có điều ngươi phải biết rằng kiếm đạo không chỉ có công kích cùng sát phạt, còn có phòng thủ cùng ngăn cản. Một mực tấn công cùng sát phạt tuy mạnh mẽ là vô cùng cực đoan. Cái cực đoan này có lẽ sẽ làm cho ngươi trở nên càng cường đại hơn, nhưng nó cũng có khả năng làm cho ngươi rơi vào đường cùng. Ngươi cần phải có thể công, cũng phải có thể thủ. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta tiếp nhận giáo huấn. Những lời này là lời thật lòng của hắn. Khi giao đấu cùng Hắc Muội, làm cho hắn phát hiện ra kiếm đạo có thể công,
cũng phải có thể thủ, công thủ kết hợp chính là đại đạo. Giống như trong đời người có lúc gặp phải một vài chuyện, có lẽ người lùi lại một bước sẽ phát hiện cuộc đời khác hẳn. Kiếm đạo cùng đời người cũng không hoàn toàn khác nhau. Dương Diệp hắn trước đây chỉ biết tiến, sẽ không lui, thật ra từ lâu rồi, lùi không có nghĩa là nhu nhược, không có nghĩa là buông tha. Hôm nay lùi một bước là để tương lai tiến thêm 10 bước. Giống như lúc trước, hắn lùi một bước, kiếm của Hắc Muội sẽ yếu đi một phần, đến cuối cùng, kiếm của Hắc Muội đã không có cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với hắn. Đơn giản khái quát là nam nhân có lúc phải xông đến, cũng khi lui mới tốt. Sau một lát, Dương Diệp hít sâu một hơi và ngẩng đầu nhìn không trung, trên mặt là một nụ cười mỉm. Tâm niệm thông suốt, loại cảm giác này cực kỳ thoải mái. Dường như cảm nhận được điều gì, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó có một nữ tử đang đứng. Đó chính là thiên mệnh mạnh nhất. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Sao nữ nhân này lại tới đây? Nàng mỉm cười. Ngươi thấy bất ngờ à? Dương Diệp khẽ nói. Cảm giác ngươi khách sáo như chúng ta là bằng hữu vậy. Nàng lắc đầu. Ta vẫn chưa xem ngươi là kẻ địch, cũng không xem bất kỳ kẻ nào là kẻ địch. Dương Diệp nhíu mày. Có ý gì? Thiên mệnh cười nói. Từ lâu rồi, tất cả mọi người trên thế gian chẳng qua có lập trường khác nhau, ý nghĩ khác nhau mà thôi. Dương Diệp gật đầu. Nói rất hay, nói thật, đứng chung một chỗ với ngươi, chúng ta đều giống như là một kẻ ác, ngươi lại giống như người tốt. Thiên mệnh lắc đầu. Ngươi sai rồi, bất kể là người tốt hay là người xấu đều tuân theo cái tâm của mình, hơn nữa, không có người xấu thì làm sao có thể nổi bật lên người tốt. Người tốt cùng người xấu đều là người, không có người nào cao cấp hơn người nào. Dương Diệp giơ ngón tay cái lên, người bình thường không thể hiểu nổi tư duy của nữ nhân này. Nàng mỉm cười. Các ngươi tiếp tục đi, ta nhìn, có thể ta còn chỉ điểm giúp một chút. Dương Diệp liếc nhìn nàng. Mục đích của ta là giết ngươi. Thiên mệnh cười khẽ. Ngươi sợ kẻ địch của ngươi mạnh mẽ sao? Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp hơi nheo lại. Nữ nhân này nói toàn lời khiến người ta đau lòng, không để ý sẽ bị nàng phá tâm cảnh. Nàng lại nói, không phải sợ kẻ địch mạnh mẽ, kẻ địch càng mạnh lớn càng có thể làm đá kê chân tốt nhất. Dương Diệp im lặng, tuy những lời này của nàng nghe rất không thoải mái nhưng, nàng có bản lĩnh này. Vậy hãy để cho nàng xem, thuận tiện chỉ điểm một chút đi. Cách đó không xa, Hắc Muội đột nhiên nói. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, thân hình của nàng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp và nhìn thẳng vào Dương Diệp. Trung thành với mình lại được. Dương Diệp cười nói. Tất nhiên, hắn sẽ không bị thiên mệnh mạnh nhất nói vài lời liền bị phá tâm cảnh, hắn còn cỏi như vậy. Chưa kém. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu. Cẩn thận, cẩn thận. Vừa dứt lời, trong tay nữ tử váy trắng đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, trong phút chốc, một mảnh kiếm quang trực tiếp chém về phía Dương Diệp. Kiếm quang như thác nước, nhanh chóng lại hung bạo mạnh mẽ, trong nháy mắt liền bao phủ xung quanh Dương Diệp. Dương Diệp căn bản không có cách nào né tránh, đối mặt với một kiếm này của nữ tử váy trắng, hắn chỉ có thể cứng rắn chống lại. Mà đây cũng là mục đích của nữ tử váy trắng. Kiếm của Dương Diệp chém ra, một kiếm này chém từ trên xuống dưới, không có bất kỳ ngăn cản nào, một kiếm này của hắn bổ ra một mảnh kiếm quang kia, nhưng chờ đợi hắn là một thanh kiếm lao tới giống như tia chớp. Thanh kiếm kia đâm chính xác vào trên thân kiếm của hắn, kiếm tổ chấn động mạnh. Dương Diệp cảm giác cả cánh tay tê dần. Hắn thầm khiếp sợ, không ngờ lực lượng nữ tử váy trắng này lại có thể cường đại như vậy. Cả người Dương Diệp bị chấn động liên tiếp lui về phía sau, nữ tử váy trắng lại lướt về phía trước. Cùng lúc đó, rất nhiều kiếm khí giống như mưa xối xả chút về phía Dương Diệp. Nếu như Hắc Muội chỉ đánh kỹ xảo, vậy kiếm khí của nữ tử váy trắng này chính là đang liều mạng. Trước mặt nàng, Dương Diệp cầm kiếm vung nhanh. Mỗi một kiếm hạ xuống đều sẽ chém nát mấy kiếm khí, nhưng chúng giống như vô cùng vô tận, căn bản chém không hết. Dương Diệp liên tục thất bại, lùi lại. Giờ phút này, từ trên phương diện khí thế thì hắn đã hoàn toàn bị nghiền ép. Bên kia, Đồ Sát cùng Hắc Muội chăm chú nhìn Dương Diệp cùng nữ tử váy trắng. Đột nhiên, Hắc Muội quay đầu nhìn về phía thiên mệnh mạnh nhất bên cạnh. Ngươi không nói gì sao? Thiên mệnh mạnh nhất cười nói. Nói gì? Hắc Muội khẽ nói. Ngươi thấy thế nào? Thiên mệnh mạnh nhất lắc đầu. Đều yếu. Hắc Muội nhíu mày. Vì sao?
Thiên Mệnh mạnh nhất nhẹ nhàng điểm ngón tay một cái, ở trước mặt của nàng xuất hiện một đường kiếm khí. Nàng nhìn về phía Hắc Muội. Kiếm khí không quan trọng ở số lượng, mà ở tinh tế, ở tinh khiết mà lưu ý tới cảnh giới, nàng đã hoàn toàn bỏ quên ba điểm này, cũng chính là bỏ quên bản chất. Đương nhiên, thoạt nhìn vẫn rất hoa lệ, rất dễ nhìn, đáng tiếc là không có mấy tác dụng. Vậy hắn thì sao? Hắc Muội hỏi. Thiên Mệnh mạnh nhất lắc đầu. Hắn không phải yếu mà là ngu. Hắc Muội. Thiên Mệnh mạnh nhất nói. Vừa rồi khi giao đấu với ngươi, hắn học được cách lấy lui làm tiến, làm cho kiếm đạo của mình càng thêm viên mãn. Nhưng bây giờ, sau khi đổi thành người khác, hắn lại bỏ quên cái tiến của mình. Ngộ đạo à, tại sao phải cố ý ngộ đạo? Nói, nàng khẽ lắc đầu. Rất nhiều chuyện trên thế gian, sau khi cộng thêm hai chữ cố ý thì sẽ bớt đi một chút mùi vị gì đó. Đạo là tự nhiên, đạo là bản tâm thông suốt, đạo là tâm niệm thông suốt. Lại giống như thế đạo hiện nay có rất nhiều nam nữ, bọn họ ở cùng một chỗ, nam phần lớn coi trọng khuôn mặt đẹp của người nữ, còn nữ phần nhiều là bởi vì tướng mạo cùng giá trị con người của nam. Đây không phải là yêu, đây là nhu cầu. Hắc Muội lắc đầu. Ta vẫn chưa cảm thấy này có lỗi gì. Bất kỳ người nào cũng thích sự vật tốt đẹp, nữ tử xinh đẹp được người thích, vốn là chuyện thường tình. Nam tử có thực lực được nữ tử yêu thích cũng rất bình thường. Thiên Mệnh mạnh nhất cười khẽ, tay ngọc của nàng nhẹ nhàng chỉ về phía Dương Diệp. Một phế vật như hắn mà các ngươi còn có thể chọn sao? Hắc Muội nghe vậy liền nhíu mày. Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía Hắc Muội. Nếu nam tử chỉ thích gương mặt của nữ tử, một ngày nào đó khi hắn chơi chán cuối cùng sẽ vứt bỏ. Đồng thời nếu như nữ tử chỉ thích tiền tài của nam tử, một ngày nào đó khi nam tử phá sản, hắn cũng sẽ bị vứt bỏ. Đây là nhu cầu. Là nhu cầu trên phương diện sinh lý cùng tâm lý mà không phải là yêu. Đời người lại giống như kiếm đạo, từ rất lâu rồi, một người tu kiếm là nhu cầu, kiếm có thể mang đến cho hắn tôn nghiêm, mang đến tiền đồ, mang đến mạnh mẽ. Giống như hắn, kiếm có thể giúp hắn bảo vệ người nhà, cho nên hắn tu kiếm. Nhưng bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ tới bản chất của kiếm là gì. Nàng khẽ cười. Các ngươi thật sự thích kiếm sao? Thiên Mệnh nhìn về phía xa. Nhu cầu, đẳng cấp cùng cố ý thường mất đi bản tâm cùng chân thực lúc đầu. Lúc này, hắn cố ý theo đuổi ngộ kiếm đạo chính là mất đi bản tâm cùng chân thực nên không có gì để xem. Nói xong, Thiên Mệnh mạnh nhất xoay người rời đi. Vẻ mặt Đồ Sát cùng Hắc Muội trầm xuống, trong mắt hai nàng tự nhiên có chút mờ mịt. Đúng lúc này, phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, mảnh kiếm quang của nữ tử váy trắng kia đột nhiên vỡ nát, nàng bị đẩy lui. Sau khi một kiếm đẩy lui nữ tử váy trắng, Dương Diệp vẫn chưa xuất kích mà nhìn về phía Thiên Mệnh mạnh nhất cách đó không xa. Ngươi sai rồi. Thiên Mệnh dừng bước lại, xoay người nhìn về phía Dương Diệp và cười nói. Ngươi nói thử xem. Dương Diệp đi tới trước mặt nàng, nhìn thẳng vào nàng. Ngươi sai hoàn toàn, cố ý không phải mất đi bản tâm, cố ý là học tập, là tiến bước, loài người sinh sôi nảy nở đến nay là dựa vào là gì? Là học tập, không có người nào từ nhỏ đã biết tất cả sẽ không phải bào đầu từ học tập, cố ý đi học tập cũng không phải là sai, giống như ta không biết thì học ưu điểm trên người nàng. Đây là sai sao? Thiên Mệnh mạnh nhất hơi cong khóe miệng. Tiếp tục, Dương Diệp lại nói. Đạo Pháp tự nhiên, đại đạo vô hình, trời đất sinh dục, đại đạo vô tình, nhật nguyệt vận hành, đại đạo vô danh, vạn vật được nuôi dưỡng lâu dài. Đây là đại đạo thiên địa. Nhưng tại sao phải lấy đại đạo thiên địa tới luận về con người? Nếu như con người không học tập, tất cả thuận theo tự nhiên thì sẽ biến thành thế nào? Nói đến đây, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên biến đổi, hắn kinh hãi nhìn Thiên Mệnh mạnh nhất. Ngươi đã. Giờ phút này, không chỉ Dương Diệp mà ba nàng bên cạnh cũng biến sắc. Lời Thiên Mệnh mạnh nhất nói cũng không sai, sai là nàng cùng đám người Dương Diệp đã không thuộc về cùng một tầng cấp. Tuy điều này có chút đã thương người, nhưng sự thật chính là như vậy. Thiên Mệnh mạnh nhất nói là đại đạo thiên địa, không đúng, là đạo của nàng có khả năng đã vượt qua đại đạo thiên địa, đạo của người đã không thích hợp với nàng nữa. Cho nên, giống như nàng nói, từ rất lâu rồi, không có đúng với sai, chỉ có lập trường khác nhau và ý nghĩ khác nhau. Dương Diệp hắn không sai, Thiên Mệnh mạnh nhất cũng không sai. Trước mặt Dương Diệp, Thiên Mệnh mạnh nhất cười càng thêm động lòng người. Nàng không nói gì mà xoay người rời đi.
Khi đi đến phía xa, nàng đột nhiên ngừng lại. Ngươi không còn nhiều thời gian nữa đâu. Phải nói là thời gian của các ngươi đều không còn nhiều. Nói xong, người nàng đã dần dần trở nên mờ ảo. Nói xong, người nàng đã dần dần trở nên mờ ảo. Ở đó vô cùng yên tĩnh. Qua rất lâu, nữ tử váy trắng đi tới bên cạnh của Dương Diệp và vỗ nhẹ vài cái vai của Dương Đơ Liệp. Ngươi có bị dọa không? Dương Diệp nhìn về phía nữ tử váy trắng, cười nói. Không, ta chỉ là có chút chấn động, nàng quả thật đã đi xa hơn chúng ta rất nhiều. Nữ tử váy trắng gật đầu. Chuyện này cũng là có nguyên nhân. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa, hắn mơ hồ có thể thấy được đám mây ở nơi nào đó. Càng tiếp xúc với thiên mệnh mạnh nhất nhiều, nàng lại càng có vẻ thâm sâu khó lường, lại nghĩ tinh không vũ trụ mênh mông vĩnh viễn không có điểm cuối. Nữ nhân này mạnh mẽ lại tự tin. Ở trong ấn tượng của hắn, Tiêu Giao Tử cũng vậy, nhưng kiếm đạo của Tiêu Giao Tử chỉ một loại, nữ nhân này không đơn thuần là kiếm đạo. Đối mặt với tất cả những điều này, hắn không có bất kỳ lựa chọn nào. Cuối cùng thì hắn vẫn phải đi đối mặt với nữ tử kia. Trốn sao? Nếu hắn trốn chính là tự hủy đi kiếm đạo, tự hủy đạo tâm, tất cả những gì hắn nhận định đều sẽ bị chính hắn phủ định. Hơn nữa, sở dĩ nàng không giết hắn là bởi vì hắn đang càng lúc càng mạnh, nếu như hắn yếu đi, nàng nhất định sẽ ra tay. Hơn nữa, phía sau hắn còn có tất cả người của vũ trụ ba chiều. Hắn còn, vũ trụ ba chiều không loạn, hắn trốn, nàng sẽ tạo chút áp lực khiến tất cả vũ trụ ba chiều lập tức đại loạn, sau đó biến thành địa ngục nhân gian. Tới đi, tiếp tục. Nữ tử váy trắng đột nhiên cầm vãng sinh kiếm trong tay nhắm thẳng vào Dương Diệp. Chúng ta tiếp tục. Dương Diệp gật đầu và cầm kiếm lập tức biến mất. C. Kiếm của Dương Diệp càng lúc càng sắc bén. Kiếm khí của nữ tử váy trắng càng lúc càng không có khả năng uy hiếp tới hắn. Giống như thiên mệnh mạnh nhất đã nói, kiếm khí của nữ tử váy trắng cuối cùng vẫn có chút trống rỗng. Kiếm khí không quan trọng ở số lượng, mà ở tinh tế. Đồ Sát cùng Hắc Muội đều nhìn thấy. Nàng đã sâu không lường được. Hắc Muội đột nhiên nói. Nàng này dĩ nhiên là chỉ thiên mệnh mạnh nhất. Đồ Sát khẽ nói. Thật ra, trong ba chúng ta, nàng lại càng giống phân thân của ta trước đây khi ở thời kỳ đỉnh phong hơn. Đương nhiên, đối với ba người chúng ta cũng chưa chắc đã không là chuyện tốt. Bây giờ, nàng đã vượt qua trước đây, nàng cũng không có hứng thú gì với ba người chúng ta nữa. Hắc Muội liếc nhìn Đồ Sát. Nàng muốn hủy diệt một vũ trụ ba chiều. Đồ Sát lắc đầu cười. Ta biết, nhưng vấn đề là chúng ta không ngăn cản được nàng, không phải sao? Hắc Muội khẽ nói. Chúng ta cần phải cố gắng hết sức. Ban đầu, thế giới này là do ta kia bảo vệ. Đồ Sát lại lắc đầu. Bây giờ, nàng cũng là ta trước kia. Hắc Muội quay đầu nhìn về phía Đồ Sát, Đồ Sát khẽ nói. Ta giúp các ngươi rèn luyện Dương Diệp, nhưng sau đó, ta sẽ rời đi. Ta đã làm quá nhiều cho vũ trụ ba chiều này rồi, nếu nàng không muốn dung hợp với chúng ta, ta từng muốn sống cuộc sống của chính mình. Ta đã dùng hết trách nhiệm rồi. Hắc Muội im lặng một lát, sau đó gật đầu. Ta hiểu. Bất kể là nàng hay là Đồ Sát đều chưa bao giờ nợ gì vũ trụ ba chiều này. Nếu như Đồ Sát muốn rời khỏi, nàng không có bất kỳ lý do gì để ngăn cản cả. Đồ Sát đột nhiên nói. Để cho ta tới. Vừa dứt lời, nàng đã bay ra ngoài. Phía xa, nữ tử váy trắng lùi về phía sau. Trong phút chốc, Dương Diệp cảm nhận được một lực lượng cường đại lao về phía hắn. Đồ Sát. Khi hắn thấy rõ là Đồ Sát thì nàng đã đi tới trước mặt hắn. Đồ Sát vẫn chưa dùng kiếm, mà trực tiếp đánh một quyền về phía hắn. Chỉ là một quyền. Một quyền đánh ra giống như núi lửa vô số năm bạo phát. Lực lượng cường đại này lại muốn cắn nuốt Dương Diệp cho. Đối mặt với Đồ Sát, Dương Diệp tất nhiên không dám sơ suất. Trong bốn nàng, nữ nhân này chỉ kém hơn thiên mệnh mạnh nhất. Hắn lùi lại một bước nhỏ để né tránh quyền thế của một quyền kia, trong phút chốc, hắn rút kiếm chém về phía trước. Một kiếm này đơn giản, trực tiếp, không có bất kỳ động tác hoa chiêu nào, ngay cả kiếm ý cùng sát ý cũng không có, chỉ là một kiếm đơn giản. Một kiếm chém xuống. Uy thế một quyền kia của Đồ Sát đã bị một kiếm này của Dương Diệp cứng rắn chém nát, quyền của Đồ Sát vẫn trực tiếp đánh vào trên kiếm của Dương Diệp. Dương Diệp liên tiếp lui về phía sau, Đồ Sát lao người lên, bay tới đạp một cước về phía Dương Diệp. Răng rắc.
Không gian xung quanh Dương Diệp trực tiếp rạn nứt, lực lượng mạnh mẽ lập tức làm vỡ nát kiếm ý phát ra từ trong kiếm của Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp híp lại, tay trái nhẹ nhàng vỗ một cái xuống phía dưới, toàn thân hắn xoay tròn theo một phương thức quỷ dị và trực tiếp xoay đến phía sau, tiếp theo, hắn chém một kiếm về phía thắt lưng của Đồ Sát. Đồ Sát đạp một đạp vào không trung, nhân cơ hội lao ngược lại và đạp tiếp. Một đạp này là công kích mang tính bao trùm. Kiếm của Dương Diệp còn chưa hoàn toàn chém ra đã trực tiếp bị một đạp của nàng đạp cho rơi xuống phía dưới. Trong không trung, tay phải của Đồ Sát chậm rãi giơ lên, trong phút chốc lại chợt hạ xuống. Bên dưới, không gian xung quanh Dương Diệp ầm ầm vỡ vụn, trong miệng hắn lập tức phun ra một dòng máu tươi. Lúc này, Đồ Sát từ trong không trung trực tiếp hạ xuống. Giờ phút này, nàng lại giống như một tầng trời muốn sụp xuống vậy. Trong nháy mắt đó, lực bạo phát thật sự không có cách nào hình dung được. Rõ ràng, Đồ Sát cùng Dương Diệp vừa giao đấu liền trực tiếp lấy ra bản lĩnh thật sự, nàng không thử, không nương tay. Nàng cũng không dám nương tay, bây giờ Dương Diệp không có khả năng là kẻ trước đây bị nàng đánh một trận nữa. Bây giờ Dương Diệp là cường giả chân chính trong thiên địa. Cho dù là nàng cũng không dám có bất kỳ sơ suất nào. Bên dưới, nhìn Đồ Sát ngoan độc rơi đến. Hai mắt Dương Diệp híp lại và tay phải mở ra. Trong lòng bàn tay, kiếm tổ lặng lẽ hiện ra. Trong phút chốc, thân thể Dương Diệp xoay tròn, hóa thành một kiếm quang hình xoáy ốc và phóng lên cao. Suy! Một đường kiếm quang này trực tiếp cắt không gian hắn đi qua thành hình xoáy ốc. Lần này, Dương Diệp không lui mà lựa chọn lấy cứng đấu với cứng. Quyền của bản thân Đồ Sát lại vô cùng bá đạo, lùi lại một bước sẽ khiến cho khí thế yếu đi và nàng sẽ trở nên mạnh hơn. Trong không trung, một người một kiếm, một người một quyền. Phía chân trời đột nhiên run lên, không gian xung quanh bắt đầu chấn động kịch liệt giống như bị búa lớn đánh mạnh. Cùng lúc đó, hai bóng người chợt hiện. Không trung, mắt Đồ Sát nhìn xuống Dương Diệp bên dưới, tay phải của nàng chậm rãi nắm chặt. Mà phía dưới, Dương Diệp cầm trường kiếm trong tay chỉ trích xuống. Hắn không nhìn nàng mà từ từ nhắm hai mắt lại. Quyết thắng bại. Bên cạnh nữ tử váy trắng, Hắc Muội đột nhiên khẽ nói. Nữ tử váy trắng gật đầu. Đúng lúc này, hai tay Đồ Sát đột nhiên chậm rãi chắp lại trước ngực. Ầm ầm. Không gian xung quanh Đồ Sát run rẩy như gợn sóng nước nhộn nhạo, vô cùng kinh người. Mà phía dưới, hai mắt Dương Diệp vẫn khép hờ, bình tĩnh giống như chấp nhận cục diện đáng buồn. Một động một tĩnh. Trong chớp mắt yên lặng, hai tay Đồ Sát đột nhiên tách ra. Trực tiếp ấn nhẹ về phía bên dưới. Suy 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 suy. Trong nháy mắt, hai lực lượng chồng lên nhau cuốn ra, không gian bên dưới nàng bắt đầu vỡ nát giống như bị thứ gì đó đẩy xuống, thật sự kinh người. Bên dưới, bàn tay của Dương Diệp đột nhiên mở ra, kiếm tổ lơ lửng ở trong lòng bàn tay hắn, trên mũi kiếm có một luồng kiếm quang chớp hiện. Dương Diệp cầm chuôi kiếm và lao lên cao, kiếm xé rách tất cả mọi thứ ở phía trước. Một kiếm này cũng không phải kiếm đạo sinh tử, cũng không phải là kiếm đạo ma, đây chỉ là một kiếm bình thường. Suy! Không gian trên đỉnh đầu Dương Diệp bị xé rách từng tầng, kiếm quang vẫn chưa bị quyền thế của Đồ Sát chấn áp, ngược lại, kiếm của Dương Diệp còn có thế lấy nhu thắng cương, rất nhanh đã tới gần nàng. Đồ Sát nheo mắt lại và đánh xuống một quyền. Lúc này, kiếm của Dương Diệp đột nhiên nhanh hơn. Quyền kiếm chạm nhau. Đồ Sát trực tiếp bị chấn động ra ngoài. Dương Diệp đã lao tới trước mặt nàng, hai tay cầm kiếm chợt bổ mạnh xuống. Đồ Sát lại bị đẩy lui. Dương Diệp nhìn phía Đồ Sát, tay hắn đột nhiên buông ra, một thanh kiếm bắn ra nhanh như điện chớp. Phía xa, Đồ Sát bước nhanh tới và đánh ra một quyền. Kiếm ngừng lại nhưng không bị đẩy lui. Mà lúc này, một tay cầm kiếm kia đột nhiên xuất hiện. Dương Diệp cầm kiếm ấn vào trên nắm đấm của Đồ Sát, nhưng hắn vẫn chưa dùng sức mà là vừa chạm đã lui ra. Đồ Sát liếc nhìn hắn nhưng không ra tay. Trong chớp mắt vừa rồi, nếu như Dương Diệp dùng sức đã có thể phế bỏ tay của nàng. Dương Diệp nói, dùng kiếm, dùng kiếm. Hắn nhớ Đồ Sát cũng là một cao thủ dùng kiếm. Đồ Sát lại lắc đầu. Ta dùng kiếm cũng không có cách nào thắng được ngươi. Dương Diệp im lặng. Không phải hắn tự cao tự đại, mà giống như Đồ Sát đã nói, ngoại trừ thiên mệnh, còn có Tiêu Giao Tử không rõ thực lực thế nào và người thần bí kia, thế gian này đã không có người nào có thể một mình đánh bại được hắn.
trước mắt ba nàng cũng không được. Phải biết rằng, cho tới bây giờ hắn còn không thật sự xuống tay, chưa từng một lần sử dụng tới kiếm đạo sinh tử. Vào lúc Dương Diệp muốn thu kiếm, Đồ Sát cách đó không xa đột nhiên nói. Tuy một mình ta không được, nhưng... Nói đến đây, Hắc Muội cùng nữ tử váy trắng đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Đồ Sát. Đồ Sát nhìn thẳng vào Dương Diệp. Ba người chúng ta đấu với ngươi, chúng ta sẽ dốc hết sức, hy vọng ngươi có thể có chút lĩnh ngộ. Vừa dứt lời, ba nàng đồng thời biến mất, thoáng cái, trước mặt Dương Diệp, xuất hiện ba tia kiếm quang. Lấy một đấu ba. Giờ phút này, Dương Diệp thật sự cảm nhận được nguy hiểm. Ba nàng một quyền một kiếm. Nếu như một đấu một, hắn thật ra có thể áp chế một người trong đó, nhưng nếu như ba người đối phương cùng tiến lên thì tình huống lại khác. Gần như là trong nháy mắt, kiếm đạo sinh tử của Dương Diệp đạt tới đỉnh phong. Đỉnh phong thực sự. Lúc này, trạng thái của hắn chính là mạnh nhất. Ban đầu, hắn liên tục thất bại, hoàn toàn bị ba nàng áp chế. Mã ba nàng cũng không có dấu hiệu nương tay, điên cuồng bao vây tấn công Dương Diệp. Rõ ràng, các nàng muốn ép Dương Diệp ép đến cực hạn, cứ như vậy, bốn người vẫn luôn đại chiến trong cả thiên địa. Mà trên đám mây nào đó, Thiên Mệnh ngồi ở trước bàn cờ, nhìn chằm chằm vào đó. Hai tay nàng chống vào bàn, trong tay phải có một quân cờ màu trắng không ngừng xoay tròn. Sau khi Diêm Quân chết, nữ tử chỉ còn lại một mình chơi cờ, tự mình đánh cờ với mình. Nhìn bàn cờ rất lâu, nữ tử mỉm cười. Lại chờ thêm một chút nữa. Nàng thả quân cờ trong tay vào trong lọ chứa quân cờ và đứng dậy, xoay người đi tới trước thần thụ cách đó không xa kia. Bản thể của thiên địa thần thụ. Thiên Mệnh liếc nhìn nó, mỉm cười. Ngươi đã từng nói, không quan tâm đến trình độ nào cũng phải cho thế gian này, cho vũ trụ bao la này, cho chúng sinh này một cơ hội. Trước đây, ta không hiểu rõ ý của ngươi, nhưng bây giờ đã dần hiểu ra. Đáng tiếc, ta ngộ ra được thứ càng tốt hơn, tuy nhiên, không ngươi lại không phải là ta cho nên ta tôn trọng ngươi. Nàng bấm tay bắn ra, thần thụ chấn động mạnh như có gì đó bị giải trừ vậy. Thiên Mệnh cười nói. Năm đó ta không diệt ngươi là có tâm tư riêng của mình, bây giờ thả ngươi chỉ đơn thuần là muốn cho ngươi một cơ hội. Trong chớp mắt yên lặng, thần thụ kia đột nhiên chấn động mạnh, sau đó hóa thành một đường ánh sáng trắng biến mất khỏi đám mây. Nữ tử mắt nhìn xuống bên dưới, nói chính xác là nhìn xuống Dương Diệp ở một thế giới nào đó. Nàng cho hắn một cơ hội cũng chính là cho vũ trụ ba chiều cơ hội. Ở trong khe nứt không gian nào đó, người thần bí cùng thụ vô biên đột nhiên liếc mắt nhìn nhau, thoáng cái, hai người trực tiếp xuất hiện ở ngoài vết nứt. Thụ vô biên ngẩng đầu, ở trong tầm mắt của nàng là một cái cây từ trong tinh không chậm rãi rơi xuống. Vô biên thần thụ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thụ vô biên ngây người, trong phút chốc, nàng giống như phóng lên cao giống như điên, trực tiếp tiến vào trong vô biên thần thụ. Không chung. Theo thụ vô biên bước vào, vô biên thần thụ lập tức giống như sống lại. Từng áp lực ngập trời đột nhiên xuất hiện ở trong mảnh tinh không này. Giờ phút này, tất cả bầu trời sao đều run rẩy. Người thần bí ngẩng đầu nhìn chăm chú vào phía trên, hai tay khoanh trước ngực, không biết đang suy nghĩ gì. Sau một lát, thụ vô biên xuất hiện ở trước mặt người thần bí. Tuy nhiên, giờ phút này thụ vô biên đã không phải thụ vô biên trước kia nữa. Bây giờ thực lực của nàng chênh lệch một trời một vực so với trước. Vô biên thần thụ. Nàng ở thời kỳ đỉnh phong cũng là tồn tại dám chống lại thiên mệnh. Người thần bí khẽ nói. Người nghĩ thế nào? Thụ vô biên từ từ nhắm hai mắt lại. Trước đây nàng hút bản thể của ta ra, làm cho ta nhận nỗi đau đớn khi hồn rời khỏi thân thể. Bây giờ nàng trả bản thể của ta cho ta không phải vì thi ân, chẳng qua là nàng quá tự tin, không khiếp sợ tất cả mọi thứ trên thế gian mà thôi. Cho nên, người thần bí hỏi. Thụ vô biên mở mắt. Đánh một trận. Chiến. Bất kể là thụ vô biên hay người thần bí, nếu như bọn họ muốn trốn, thiên mệnh có lẽ sẽ không đi truy sát bọn họ, nhưng mục đích sống sót duy nhất của bọn họ chính là giết thiên mệnh. Là báo thù mà cũng là liều mạng. Nếu thật sự có thể giết thiên đạo, trong lòng bọn họ sẽ không còn gông xiềng, bọn họ lại có thể tiến thêm một bước. Thiên mệnh đã là xiềng xích trong lòng vô số người, đặc biệt là những người đã từng giao đấu cùng nàng. Trước mặt thụ vô biên, người thần bí khẽ gật đầu. Vậy thì chiến. Đúng lúc này, hai người đột nhiên quay đầu nhìn về phía trong khe nứt, ở đó có một khí tức khủng khiếp cuốn ra.
Người thần bí khẽ nói. Yêu Kỳ Lân tỉnh rồi. Thụ Vô Biên hơi cúi đầu. Tất cả cũng nên kết thúc. Vĩnh Hằng Giới. Đinh Thược Dược đứng ở mép đỉnh núi và thu hết tất cả mọi thứ bên dưới vào trong mắt. Nàng vẫn mặc trang phục màu đỏ. Ở bên cạnh Đinh Thược Dược là Hoang Doanh cùng Lưu Uyên, hai người đại diện cho thế hệ trẻ. Một người đại biểu cho hoang tộc, một người đại biểu cho chiến giới. Vũ trụ bốn chiều đã tiến vào Vĩnh Hằng Quốc. Hoang Doanh khẽ nói. Đinh Thược Dược cười nói. Trong lòng ngươi cảm thấy khó chịu sao? Hoang Doanh cười khẽ. Đúng là có một chút. Đinh Thược Dược lắc đầu. Ngươi không nên nghĩ như vậy. Hắn quả thật có thể tiêu diệt tất cả người của vũ trụ bốn chiều, nhưng khi đó vũ trụ ba chiều lại một nhà độc quyền. Hắn muốn có sự cân bằng. Hoang Doanh im lặng. Đinh Thược Dược lại nói. Một khi không có những cường giả của vũ trụ bốn chiều kia tồn tại, tối đa qua mấy chục năm nữa những người của vũ trụ ba chiều này sẽ tăng lên, hơn nữa vì không có cảm giác nguy cơ mà thậm chí chia rẽ. Nhưng có những cường giả của vũ trụ bốn chiều kia tồn tại, ai trong vũ trụ ba chiều dám tách ra? Nàng nhìn về phía Hoang Doanh cùng Lưu Uyên. Các ngươi dám sao? Hai người lắc đầu. Nếu như không có những cường giả của vũ trụ bốn chiều kia, rất nhiều năm sau, bọn họ nhất định sẽ bắt đầu tính toán, thậm chí sẽ có mâu thuẫn rất lớn phát sinh, đây là thói hư tật xấu của con người. Nhưng có những cường giả của vũ trụ bốn chiều kia tồn tại, vũ trụ ba chiều vĩnh viễn không dám loạn. Đồng thời có vũ trụ ba chiều tồn tại, vũ trụ bốn chiều cũng không dám làm loạn. Hai bên đã hình thành một cán cân bằng. Ninh Thược Dược ngẩng đầu nhìn về chân trời phía xa, bây giờ vũ trụ ba chiều cơ bản đã yên ổn, nhưng nàng biết rất rõ ràng, điều này chỉ là tạm thời thôi. Trên đám mây kia còn có một nữ nhân. Tất cả tương lai sau này đều là dựa vào một ý niệm của nữ tử kia. Và cả Dương Diệp. Nghĩ đến Dương Diệp, ánh mắt Đinh Thược Dược dần dần có chút ngây dại. Người nhất định phải trở về đấy. Một linh quan tài trôi nổi ở nơi nào đó trên mặt biển. Cách đó không xa có một nữ tử nhỏ nhắn đang ngồi xếp bằng, nữ tử này chính là Thiên Tú. Thiên Tú liếc nhìn linh quan tài. Đã mấy ngày rồi, nàng không thấy trong linh quan tài có bất cứ động tĩnh gì, nhưng nàng có thể cảm nhận được khí tức trong linh quan tài này. Sau một lát, Thiên Tú thu hồi ánh mắt và từ từ nhắm hai mắt lại. Một chỗ trong tinh không. Một kiếm tu mặc trường bào hình mây trắng không ngừng đi sâu vào trong tinh không, hắn đi nhanh hơn trước rất nhiều. Kiếm tu cứ rời đi như vậy. Thật ra, phương thức tu luyện của hắn khác với người đời, đi của hắn chính là đang tu luyện. Kiếm đạo của hắn chính là đi ra từng bước một như vậy. Kiếm tu đi ở trong thế gian. Trong thế giới nào đó. Dương Diệp vẫn còn đang đại chiến cùng ba nàng, nói là đại chiến thì không bằng nói là chịu đòn, bị ba nàng bao vây tấn công, từ đầu tới bây giờ Dương Diệp gần như không bất kỳ sức đánh trả nào. Thật ra, nói là áp chế Dương Diệp còn không bằng nói là đang cho Dương Diệp ăn chiêu. Kiếm đạo của Dương Diệp đã đạt đến cực hạn của bản thân lúc nào, hắn phải dựa vào lĩnh ngộ, trong thời gian ngắn lại căn bản không có khả năng lý giải được, nếu không thể hiểu ra được vậy thì ép. Ép Dương Diệp ra khỏi cực hạn của cực hạn. Mục đích của ba nàng chính là như vậy. Cứ như vậy, từng ngày trôi qua, vết thương trên người của Dương Diệp càng lúc càng nhiều. Đến cuối cùng, toàn thân hắn giống như bị thiên đao vạn quả, từ trên xuống dưới đầy những vết kiếm. Lúc này, thần kinh Dương Diệp cực kỳ căng thẳng, chỉ cần có chút lơ là thì hắn sẽ bị một kiếm lấy mạng. Qua nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ trải qua loại chiến đấu này. Cũng vào giờ phút này, kiếm đạo sinh tử của hắn đạt tới cực hạn của bản thân, phải nói là mỗi giây mỗi phút mỗi một kiếm của hắn đều là một kiếm sinh tử, đều quyết sinh tử. Đáng tiếc là ba nàng liên thủ. Sinh tử quyết của hắn tuyệt đối không hiệu quả gì quá lớn. Thực lực của ba nàng gộp chung một chỗ đã vượt xa hắn. Đến cuối cùng, Dương Diệp không thể không lấy ra sinh tử kiếm vực. Trong chớp mắt này, hắn phản công ngược lại ba nàng, đồng thời đẩy lui ba nàng, nhưng thoáng cái, sinh tử kiếm vực của hắn lại trực tiếp bị phá đi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt đã một tháng sau. Dương Diệp cũng có tiến bộ, phải nói là đặc biệt rõ ràng. Nhưng hắn vẫn không có cách nào lấy sức một mình thắng ba nàng. Lại qua một tháng. Ngày này, ba nàng ngừng lại. Dương Diệp nằm trên mặt đất, cả người giống như một bãi bùn. Nhưng trong lòng hắn đặc biệt thoải mái. Trong khoảng thời gian này, hắn chiến đấu vô cùng sảng khoái. Hắn thật sự phát ra tất cả thực lực của mình mà hoàn toàn không giữ lại.
Sau đó hắn phát hiện ra một điểm, đó chính là hóa ra mình còn có thể làm tốt hơn, còn có rất nhiều chỗ thiếu sót, còn có thể trở nên mạnh hơn nữa. Vĩnh viễn không có cực hạn. Đồ sát liếc nhìn nữ tử váy trắng cùng Hắc Muội. Ta đi đây. Hắc Muội gật đầu. Bảo trọng. Nữ tử váy trắng cũng nói. Bảo trọng. Đồ sát liếc mắt nhìn hai nàng và do dự một lúc mới than khẽ. Chúng ta không nợ gì thế giới này, hai người ngươi không nhất thiết phải. Nữ tử váy trắng mỉm cười. Đây là lựa chọn của chúng ta. Đồ sát khẽ gật đầu và xoay người rời đi. Cảm ơn. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Đồ sát dừng bước lại. Ta giúp các nàng thôi. Nói xong, nàng đã biến mất ở phía xa. Đúng lúc này, có biến hóa khác thường lại đột nhiên xuất hiện, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của ba người Dương Diệp. Hành đạo kiếm. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Cuối cùng cũng muốn ra tay rồi sao? Hành đạo kiếm đột nhiên rơi vào trước mặt Dương Diệp, ngay sau đó có một giọng nói xuất hiện. Lên kiếm. Dương Diệp nhìn nữ tử váy trắng cùng Hắc Muội liếc mắt. Các ngươi đã làm đủ nhiều cho vũ trụ này rồi. Còn lại, cứ để ta tới. Nói xong, hắn bước lên hành đạo kiếm. Suy. Hành đạo kiếm biến mất ở phía chân trời. Ở đó, nữ tử váy trắng cùng Hắc Muội liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng hai nàng cùng đi về phía chân trời. Hành đạo kiếm chở Dương Diệp ngự kiếm lao vút lên trời cao và rời đi, một đường xuyên qua không gian, rất nhanh, hắn nhìn thấy một chỗ đám mây. Khi Dương Diệp bước lên đám mây, hành đạo kiếm đột nhiên quay nhanh về phía không trung của vĩnh hằng giới. Một kiếm kia lại lơ lửng ở trên không trung của vĩnh hằng giới như vậy. Trên đám mây, nữ tử mỉm cười. Nếu ngươi đánh cờ thua, vũ trụ ba chiều sẽ không còn. Trên đám mây, Dương Diệp nhìn thẳng vào thiên mệnh, nàng cười nói. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn trực tiếp ra tay. Dương Diệp đi tới đối diện nàng và ngồi xuống. Ánh mắt của hắn nhìn xuống bản cờ. Đây là một ván cờ giang dở. Phía hắn đã là đường cùng rồi, tối đa chỉ hai bước thì bên hắn sẽ thua. Phải nói, hắn chắc chắn sẽ thua. Phải thua ván cờ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía thiên mệnh. Có thể đi một lần nữa không? Thiên mệnh lắc đầu, bàn cờ giống như vũ trụ, bàn cờ này chính là vũ trụ ba chiều, tình cảnh của nó chính là tình cảnh của vũ trụ ba chiều. Nếu làm lại lần nữa thì ngươi phải có năng lực đánh bại ta mới được. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, bây giờ ngươi có thể làm được sao? Dương Diệp trầm giọng nói. Không công bằng. Thiên mệnh cười nói. Thế gian này nào có cái gì gọi là công bằng chứ? Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên bàn cờ này và im lặng. Thiên mệnh cũng không vội. Ta thích chơi cờ, bởi vì ta cảm thấy cờ đạo cũng như kiếm đạo vậy. Như con người nói, thiên đạo mênh mông như vũ trụ, nó bao hàm tất cả. Chơi cờ chính là đang ngộ đạo. Nàng chỉ vào phía sau Dương Diệp. Trước kia, ta cảm thấy Diêm Quân không tệ, cho nên chơi cờ cùng hắn. Đáng tiếc, hắn vẫn chưa hiểu ý của ta, cũng không hiểu gì từ trong bàn cờ này, thật đáng tiếc. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía thiên mệnh. Ngươi lấy vũ trụ ba chiều cùng vũ trụ bốn chiều làm bàn cờ, vạn vật vạn linh trên vũ trụ ba chiều cùng vũ trụ bốn chiều lại giống như quân cờ trên bàn cờ này. Ngươi là chơi cờ người, ngươi thao túng tất cả. Thiên mệnh cười khẽ. Quy luật, vũ trụ mênh mông có một loại quy luật, ví dụ như mặt trời lặn rồi lại mọc, ví dụ như thủy triều dâng cao rồi lại rút, ví dụ như sinh ra và chết đi. Vũ trụ bao hàm quá nhiều thứ, các ngươi gọi là nói, ta gọi là quy luật. Dương Diệp trầm giọng nói. Người phá tan quy luật chính là phá tan đạo, người đã phá đạo. Thiên mệnh cười càng thêm sáng lạng. Ngươi là người đầu tiên biết cảnh giới ta, sau phá mệnh, ta sử dụng không tới mấy năm đã nghiên cứu ra một cảnh giới mới, chính là phá đạo. Cái gọi là phá đạo chính là phá vỡ quy luật và vượt ra ngoài đại đạo. Nàng nhẹ nhàng chỉ tay vào bàn cờ này. Chúng sinh như bàn cờ, mà ta lại ở bên ngoài bàn cờ. Dương Diệp nhìn thẳng vào thiên mệnh. Ngươi đã phá đạo và vượt ra ngoài đại đạo, vì sao còn muốn hủy diệt bàn cờ này? Thiên mệnh cười không nói. Dương Diệp nhìn thiên mệnh, sau vài hơi thở, con ngươi của hắn hơi co lại. Ngươi muốn tiêu diệt đạo. Ha ha! Thiên mệnh đột nhiên nở nụ cười, nàng cười rất hiền hòa, rất tự nhiên, khiến người ta cảm giác thật thoải mái, không hề có chút bừa bãi tự cao tự đại nào. Cười một lát. Thiên mệnh nhìn về phía Dương Diệp. Cười một lát,
Thiên Mệnh nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi đã đoán đúng rồi. Đáng tiếc là không có thưởng. Dương Diệp nhìn chằm chằm vào Thiên Mệnh, trong lòng hắn dĩ nhiên là chấn động. Thiên Mệnh đã vượt ra ngoài bàn cờ, vượt ra ngoài vũ trụ, nàng thành công phá quy luật của vạn vật trong vũ trụ bao la này, thành công phá đạo. Nhưng điều đó cũng không phải là kết thúc, nàng còn muốn tiến thêm một bước. Đó chính là diệt đạo. Diệt đạo chính là diệt tất cả vạn vật vạn linh của vũ trụ. Nàng diệt vũ trụ ba chiều cùng vũ trụ bốn chiều không phải vì tùy hứng, không phải chơi vui, mà là vì cầu đạo. Cầu đạo. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lại. Nữ nhân này, nàng đã đi ra khỏi vũ trụ này trước. Thiên Mệnh đột nhiên nói. Mau hạ cờ đi. Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ và nhìn về phía bàn cờ trước mặt. Ta còn có một chuyện không hiểu. Thiên Mệnh cười nói. Nói đi. Dương Diệp nói. Ngươi muốn tiêu diệt đạo, vì sao còn mặc cho đám người chúng ta đối phó ngươi? Thiên Mệnh cười khẽ. Cái này thì ta không trả lời ngươi, bởi vì ngươi sẽ nhanh chóng biết thôi. Nàng chỉ vào bàn cờ. Chơi cờ đi. Dương Diệp im lặng. Thiên Mệnh cười nói. Xem ra vẫn phải cho người một chút động lực. Tay phải của nàng nhẹ nhàng ấn xuống. Hành đạo kiếm lơ lửng trên không trung vĩnh hằng giới đột nhiên hạ xuống trăm trượng. Trong nháy mắt, tất cả vĩnh hằng giới đều trở nên mờ ảo, không chỉ có vĩnh hằng giới, phải nói là tất cả vạn giới đều trở nên mờ ảo, một kiếm này dường như phá sạch. Trong giây lát, tất cả quy luật của vạn giới lại có thể bắt đầu chậm rãi rối loạn. Ví dụ như nước bắt đầu chảy ngược, ví dụ như hoa còn chưa nở đã bắt đầu héo rũ. Vạn vật trong thiên địa, tất cả thiên địa đột nhiên không bình thường. Vĩnh hằng giới, vô số người ngẩng đầu nhìn thanh hành đạo kiếm. Đó không phải là một thanh kiếm, đó là một loại đạo đã vượt ra ngoài tất cả vũ trụ. Tất cả sinh linh trên vũ trụ ba chiều đều cảm nhận được một khí tức tử vong. Trên đám mây, Dương Diệp liếc nhìn bên dưới, hắn có thể nhìn thấy tất cả, vũ trụ ba chiều lại loạn. Cái loạn này không phải do người làm loạn, mà là quy luật của thiên địa loạn. Nhưng hắn biết rõ, không bao lâu nữa thì người cũng sẽ bắt đầu loạn. Dương Diệp nhìn về phía Thiên Mệnh trước mặt. Giết nữ nhân trước mắt này thì tất cả đều sẽ kết thúc. Nhưng vấn đề là hắn có thể giết được sao? Không giết được nàng, phá đạo của nàng cũng được. Nhưng hắn lấy cái gì tới phá đạo của nàng đây? Thiên Mệnh đột nhiên cười nói. Ta cảm nhận được sát ý, tuy nhiên sát ý này của ngươi hình như có chút không kiên quyết, vẫn còn do dự. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhấc một quân cờ và hạ xuống trên bản cờ. Quân cờ này thật ra cũng là tùy tiện, không có bất kỳ kết cấu nào. Thiên Mệnh mỉm cười và cũng cầm lấy một quân cờ hạ xuống, giờ phút này, Dương Diệp gần như đã không còn nước nào. Lúc trước có lẽ chỉ có một cơ hội, nhưng bây giờ thì một đường cơ hội cũng không có. Thiên Mệnh nhìn bàn cờ. Tiếp tục, bàn cờ này đánh xong thì tất cả cũng nên kết thúc. Dương Diệp cầm lấy một quân trai hạ xuống, gần như không có bất kỳ do dự nào. Quân cờ này hạ xuống cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thiên Mệnh nhẹ nhàng nhấc một quân cờ và hạ xuống, bên phía Dương Diệp lập tức thua. Thiên Mệnh cười nói. Ngươi thua rồi. Trong mắt nàng hoàn toàn không che giấu vẻ thất vọng, nàng hy vọng nhìn thấy niềm vui bất ngờ, đáng tiếc Dương Diệp cũng không thể cho nàng điều đó. Thiên Mệnh giơ tay phải lên và muốn ép xuống. Nếu ép xuống, hành đạo kiếm sẽ hạ xuống, kiếm rơi và tất cả vũ trụ ba chiều sẽ trở thành lịch sử. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Nếu như không ngại, để ta nói thêm vài câu cuối cùng. Thiên Mệnh nhìn về phía Dương Diệp, cười nói. Đương nhiên. Dương Diệp đứng lên. Một kiếm này của ngươi hạ xuống thì tất cả đều sẽ bị hủy diệt. Thiên Mệnh lắc đầu. Hủy diệt thì không nhất định là kết thúc, cũng có thể là bắt đầu. Dương Diệp nhìn về phía Thiên Mệnh. Tất cả mọi thứ trên thế gian nếu đã tồn tại thì phải có ý nghĩa. Ngươi lấy tâm tư riêng của mình để diệt chúng sinh trong thiên hạ cầu đạo, trong mắt của ta, điều này là không đúng. Thiên Mệnh nhìn thẳng vào Dương Diệp. Đúng và sai không phải chỉ nói là được. Dương Diệp gật đầu. Vậy thì chiến. Thiên Mệnh gật đầu. Được. Thiên Mệnh vừa dứt lời, Dương Diệp ở trước mặt nàng đột nhiên rút kiếm. Một kiếm này rất nhanh, bất kể là lực lượng hay tốc độ đều không có bất kỳ có nào có thể soi mói. Nếu như ở vũ trụ ba chiều, một kiếm này có thể trở thành tài liệu cho sách giáo khoa. Nhưng một kiếm này lại bị hai ngón tay trắng nõn như ngọc kẹp lấy.
Đó là ngón tay của Thiên Mệnh. Thiên Mệnh nhìn Dương Diệp, mỉm cười. Một kiếm này thật sự không tệ, người rèn luyện cùng các nàng cũng không uổng phí. Đáng tiếc, lực lượng thanh kiếm không ở lực lượng cùng tốc độ, mà ở chỗ ý cảnh và đại đạo của kiếm. Vừa dứt lời, hai ngón tay nàng nhẹ nhàng dùng sức. Ầm, kiếm tổ ầm ầm vỡ nát, Dương Diệp liên tiếp lui về phía sau. Thiên Mệnh đứng dậy, chậm rãi đi về phía Dương Diệp, trên mặt nàng vẫn tươi cười. Dương Diệp, ta đã từng nói muốn linh tổ của ngươi, bây giờ đã đến lúc rồi. Phía xa, Dương Diệp lau máu tươi trên khóe miệng. Ngươi đã mạnh mẽ đến như vậy, còn muốn nàng làm gì? Thiên Mệnh cười nói. Nàng đại biểu cho thiện, trí thiện, cũng là một loại đại đạo trong thiên địa. Ta muốn tiêu diệt đạo, là diệt tất cả đạo chứ không phải chỉ là nhân đạo. Lúc này, Tiểu Bạch xuất hiện ở trên vai của Dương Diệp và căm tức nhìn Thiên Mệnh, ở trong hai móng nhỏ của nàng lần lượt nắm một hỏa thần lôi cùng một đóa hoa sen màu đen. Đó chính là chí bảo của Diêm Quân. Tiểu Bạch trừng mắt với Thiên Mệnh, hai móng nhỏ nhẹ nhàng giơ lên cao, hiển nhiên là đang cảnh cáo. Thiên Mệnh lắc đầu cười. So với năm đó, bây giờ ngươi đã yếu đi rất nhiều. Nói xong, nàng bấm tay bắn ra, một luồng kiếm quang bắn ra nhanh như điện chớp, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Tiểu Bạch. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên bắt lấy Tiểu Bạch và ném nàng vào bên trong Hồng Mông Tháp. Tiếp theo, hai tay hắn cầm kiếm bổ về phía trước. Đối mặt với một kiếm này của Thiên Mệnh, Dương Diệp sao dám sơ suất. Giờ phút này, hắn đã thi triển ra cả sinh tử kiếm vực. Nhưng, sinh tử kiếm vực của hắn mới vừa xuất hiện đã trực tiếp vỡ vụn. Tuy sinh tử kiếm vực vỡ vụn, nhưng trong nháy mắt này, kiếm đạo sinh tử của hắn lại đạt tới mức độ cao nhất. Bởi vì giờ phút này, hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Kiếm trong tay Dương Diệp trực tiếp chém vào trên tia kiếm quang này. Ầm, cơ thể Dương Diệp trực tiếp rạn nứt ra, trong miệng hắn có máu tươi phun ra. A, Dương Diệp đột nhiên giận dữ gầm thét lên, hai tay hắn chợt ấn về phía trước, suy, một tiếng, tia kiếm quang này bị một kiếm của hắn chém ra. Trong phút chốc, hắn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Thiên Mệnh. Thiên Mệnh lắc đầu cười, nàng lấy tay làm kiếm nhẹ nhàng điểm một cái về phía trước, một luồng kiếm khí nhỏ như sợi tóc bắn ra nhanh như điện chớp. Ầm, Dương Diệp lập tức bay ra ngoài. Thiên Mệnh chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Dương Diệp, ta đã từng nói kiếm mạnh mẽ không ở lực lượng cùng tốc độ, mà ở cảnh giới kiếm ý, kiếm đạo. Ở trước mặt của ngươi, kiếm đạo của ta cũng nhiều hơn ngươi. Kiếm của ngươi không có bất kỳ uy hiếp gì đối với ta. Phía xa, Dương Diệp lau máu tươi trên khóe miệng và tuét miệng cười. Không phải ta cũng không có cách nào, chỉ có thể liều mạng sao? Thiên Mệnh gật đầu cười nói. Điều này cũng đúng, ngươi không phải am hiểu kỹ xảo chiến đấu gần người sao? Ta lại đấu với ngươi. Vừa dứt lời, nàng đã ở trước mặt Dương Diệp, hai mắt hắn híp lại và giơ kiếm liền đâm về phía trước. Mà lúc này, ngón cái cùng ngón trỏ của Thiên Mệnh đột nhiên nắm lấy mũi kiếm của hắn, hắn vẫn chưa kịp phản ứng, ngón cái cùng ngón trỏ của nàng theo thân kiếm rạch nhẹ xuống phía dưới, sau đó lại cắt ngang. Một luồng kiếm quang chợt lóe lên ở trước mắt Dương Diệp. Suy suy, một vòi máu bắn ra. Dương Diệp lùi về phía sau trăm trượng, nhưng tốc độ của hắn quá chậm. Hai mắt hắn nhắm nghiền, hai hàng máu không ngừng chậm rãi tràn ra khỏi khóe mắt. Phía xa, Thiên Mệnh lắc đầu cười, tay phải của nàng chộp về phía trước, một con vật nhỏ màu trắng trực tiếp xuất hiện ở trong tay của nàng. Đó chính là Tiểu Bạch. Lần này Tiểu Bạch không bối rối, mà nắm lấy hỏa thần lôi cùng hoa sen màu đen trực tiếp đẩy về phía trên mặt của Thiên Mệnh. Hai chỉ bảo của vũ trụ bốn chiều. Thiên Mệnh lắc đầu, hai tia kiếm quang trực tiếp chém lên hỏa thần lôi cùng hoa sen màu đen. Am am. Hai chỉ bảo trong trời đất ẩm ẩm nghiền nát. Sau đó hóa thành rất nhiều mảnh vỡ chậm rãi rơi xuống. Tiểu Bạch ngây người khi nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Nhưng chẳng bao lâu, nàng lấy lại tinh thần nhưng không ra tay, mà nhìn về phía Dương Diệp cách đó không xa đã bị Thiên Mệnh phá hủy hai mắt. Nhìn Dương Diệp, nàng chợt khóc, Thiên Mệnh bấm tay bắn ra, mấy tia kiếm quang xuất hiện ở xung quanh Tiểu Bạch. Tiếp theo, nàng chậm rãi đi về phía Dương Diệp, nàng vẫn ung dung như vậy, bình tĩnh như vậy. Phía xa, hai mắt Dương Diệp nhắm chặt, kiếm tổ trong tay hắn không ngừng rung lên. Giờ phút này, kiếm ý cùng sát ý phát ra quanh người hắn đã gần như đạt tới đỉnh phong. Kiếm đạo sinh tử. Dương Diệp đột nhiên động.
một luồng kiếm quang chợt lóe lên, tia kiếm quang này giống như bóng câu qua khe cửa. Một kiếm kiếm đạo sinh tử cực hạn. Cũng có thể nói là kiếm cực hạn của Dương Diệp một. Phía xa, Thiên Mệnh dừng bước. Lúc này, một luồng kiếm quang xuất hiện cách giữa chân mày của nàng mấy tấc liền dừng lại không có cách nào tiến thêm được nữa. Bởi vì hai ngón tay của Thiên Mệnh đã nắm lấy phần đuôi của tia kiếm quang này. Ngón cái cùng ngón trỏ của Thiên Mệnh nhẹ nhàng chà một cái, trong nháy mắt, tia kiếm quang này đã trực tiếp ầm ầm vỡ vụn, hóa thành hư vô. Sau một đòn đánh nát kiếm quang của Dương Diệp, Thiên Mệnh không ngờ lại không ra tay mà cúi đầu nhìn về phía dưới. Cùng ta chứng kiến vũ trụ này hủy diệt đi. Nàng vừa dứt lời liền giơ tay rút một cái. Hành đạo kiếm vốn ở vũ trụ ba chiều lại đột nhiên xuất hiện ở trên vũ trụ bốn chiều. Giờ phút này, rất nhiều cường giả vũ trụ bốn chiều đều ngẩng đầu nhìn. Đặc biệt là những cường giả trong thành lơ lửng giữa không trung kia. Nhìn thấy thanh hành đạo kiếm, những cường giả kia giống như phát điên bỏ chạy ra ngoài. Nhưng tất cả đều phí công. Theo hành đạo kiếm trực tiếp hạ xuống, tất cả vũ trụ bốn chiều đều bắt đầu vỡ vụn, dưới một kiếm này, tất cả vạn vật bị tiêu diệt, tất cả chúng sinh bị tiêu diệt. Cứ như vậy, ở trong ánh mắt nhìn chăm chú của Thiên Mệnh, vũ trụ bốn chiều bắt đầu bị chôn vùi, mà sinh linh ở trên vũ trụ bốn chiều căn bản không có bất kỳ khả năng phản kháng nào, chờ đợi bọn họ chỉ có cái chết. Không có người nào có thể chạy trốn. Trên đám mây, nụ cười trên mặt Thiên Mệnh có chút biến hóa kèm theo một chút tà mị, còn có vẻ hưng phấn. Một ý niệm xuất hiện muôn sông nghìn núi, một ý niệm diệt lại khiến cho tất cả trở thành thương hải tang điền. Nhìn vạn vật vũ trụ to lớn vỡ vụn dần ở trong tay nàng, người bình thường khó có thể hiểu được tâm tình của nàng. Thiên Mệnh cười nói, ngươi nhìn thấy không, cho dù là tất cả quy luật đại đạo của vạn vật vũ trụ vẫn là không chịu nổi một đòn như vậy. Đạo của thế gian không có điểm cuối, nhưng ta chính là điểm cuối. Rất nhanh. Tất cả vũ trụ bốn chiều hoàn toàn chôn vùi và biến thành một mảnh hư vô. Nó đã trực tiếp bị cứng rắn xóa đi. Thế gian lại không còn vũ trụ bốn chiều nữa. Trên đám mây, Thiên Mệnh lại kéo tay, hành đạo kiếm xuyên qua không gian và đi tới trên không trung của vũ trụ ba chiều. Nhìn thanh hành đạo kiếm, tất cả cường giả vĩnh hằng giới cùng vĩnh hằng quốc gần như đều tuyệt vọng. Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp cách đó không xa. Nhìn kỹ đi. Cái người gọi là kiếm đạo trật tự yếu đuối tới mức nào? Nàng vừa dứt lời, tay phải nhẹ nhàng đè xuống. Trên không trung vĩnh hằng giới, hành đạo kiếm trực tiếp lao xuống. Đúng lúc này, một đường kiếm quang đột nhiên thoáng hiện ở phía chân trời, rất nhanh, đường kiếm quang này trực tiếp chém vào trên hành đạo kiếm. Ầm, tất cả chân trời chấn động mạnh, hành đạo kiếm bị ép phải ngừng lại. Ở trên không trung của vĩnh hằng giới, chẳng biết một nữ tử đã xuất hiện từ lúc nào. Người ra tay là một nữ tử có dáng vẻ tương tự với Thiên Mệnh, ở trong hai tay nàng đều cầm một thanh kiếm. Trên đám mây, Thiên Mệnh cười nói. Hợp thể, có chút thú vị. Nữ tử trên không trung vĩnh hằng giới kia chính là nữ tử váy trắng cùng hắc muội hợp thể. Hai thanh kiếm trong tay nàng chính là Thái U kiếm cùng Vãng Sinh kiếm. Nữ tử cầm hai kiếm trong tay đột nhiên ghép lại với nhau, trong phút chốc. Nàng đã trực tiếp biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã đi tới đối diện nữ tử trên đám mây. Hai nàng giống như đang soi gương. Thiên Mệnh cười nói. Xem ra, các ngươi muốn bảo vệ vũ trụ bên dưới này. Nữ tử cầm hai kiếm trong tay không nói một lời, giơ tay lên liền chém ra một kiếm. Suy! Trong nháy mắt, một đường kiếm khí đã tới trước mặt Thiên Mệnh. Nàng lại lấy tay làm kiếm bổ nhẹ về phía trước, đường kiếm khí này trực tiếp vỡ vụn. Lúc này lại có một tàn ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía sau, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào gáy nàng. Người ra tay là Dương Diệp. Thiên Mệnh hơi cong khóe miệng, chân phải của nàng nhẹ nhàng giẫm một cái. Ầm, chỗ không gian của Dương Diệp trực tiếp vỡ vụn, ngực hắn giống như bị búa sắt đánh một đòn nghiêm trọng, cả người trực tiếp bay ngược về phía sau gần nghìn trượng, khi vừa dừng lại, cơ thể hắn bắt đầu điên cuồng rạn nứt. Dương Diệp vội vàng phát động hồng mông tử khí cùng thái huyền khí do Tiểu Bạch lưu lại trong cơ thể, được hai loại huyền khí chữa trị, tốc độ cơ thể rạn nứt mới dần chậm lại. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa, cách đó không xa, Thiên Mệnh đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, nàng đã ở trước mặt nữ tử cầm song kiếm. Nữ tử cầm song kiếm đột nhiên cầm hai thanh kiếm và cắm ở trước mặt. Hai loại kiếm ý chấn động ra, nhưng Thiên Mệnh chỉ nhẹ nhàng đảo qua.
hai loại ý cảnh này đã trực tiếp tiêu tan thành mây khói, trong phút chốc, một thanh kiếm mờ ảo xuyên qua ngực của nữ tử cầm song kiếm. Suy! Nữ tử cầm song kiếm lập tức bay ra ngoài. Ngoài trăm vạn dặm, nữ tử cầm song kiếm ngừng lại, trước ngực nàng xuất hiện một lỗ máu. Cùng lúc đó, cơ thể năng tự nhiên có chút mờ ảo. Thiên mệnh nhìn nữ tử giống hệt mình cách đó không xa và cười nói. Vốn là cùng cây nên ta cũng không muốn chém tận giết tuyệt, ta muốn theo đuổi đạo của mình, các ngươi cần gì phải ngăn cản ta. Câm miệng! Nữ tử cầm song kiếm đột nhiên giận dữ gầm thét lên. Ngươi còn nhớ rõ năm đó vì sao, ta tu kiếm không? Vẻ tươi cười của thiên mệnh dần dần biến mất, vẻ tươi cười của thiên mệnh dần dần biến mất. Nữ tử cầm song kiếm chậm rãi đi về phía thiên mệnh. Năm đó, thiên đạo bất nhân, lấy thần lôi diệt thế khiến cả nhà người đều chết. Ca ca dẫn theo ta năm đó chạy trốn, khi đó hắn 8 tuổi, ta, 6 tuổi. Ngươi còn nhớ rõ năm đó hắn chết thế nào không? Thiên mệnh khẽ nói. Nhớ. Hắn để lại nửa cái bánh bao duy nhất trên người lại cho ta. Sau đó thì sao? Nữ tử cầm song kiếm gần như tức giận gào thét, chẳng biết từ lúc nào, trên gương mặt nàng đã đầm đìa nước mắt. Thiên mệnh chậm rãi nắm chặt tay phải và từ từ nhắm hai mắt lại. Trong đầu nàng xuất hiện cảnh tượng đã rất lâu không xuất hiện qua. Đó là một thế giới vào ngày diệt vong, phía chân trời là rất nhiều thần lôi màu đen, không ngừng phá hủy tu luyện giả trên mặt đất. Mà ở trong một dãy núi có một nam hài chỉ 7-8 tuổi cõng một nữ hài gương mặt đầy vết bẩn đang chạy nhanh, giày của nam hài đã rách, trên chân của hắn đầy vết thương. Mà ở trên đỉnh đầu của hai đứa trẻ là sấm chớp rền vang. Cứ như vậy, nam hài cõng nữ hài chạy tới một khe núi hẹp, chỗ này rất nhỏ, chỉ nhét vừa hai đứa. Nam hài lau mồ hôi trên mặt và ôm thật chặt lấy nữ hài. Thanh Nhi đừng sợ. Có lẽ bản thân hắn cũng không phát hiện ra giọng nói của mình đang run rẩy. Nữ hài nắm chặt tay của nam hài và xuyên qua khe núi nhìn ra ngoài, tất cả không trung bên ngoài đều là rất nhiều lôi điện chấp hiện, hơn nữa thỉnh thoảng còn có các loại quái vật khổng lồ bay vút qua. Tiểu nữ hài khẽ nói. Ca, ca ca, những tia điện kia là gì vậy? Còn có những thứ đang bay nữa. Sao bọn chúng lại ăn thịt người? Tiểu nam hài liếc nhìn phía chân trời. Ở đó thỉnh thoảng lại có lôi điện đánh xuống, mỗi khi lôi điện hạ xuống sẽ vang lên một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc. Tiểu nam hài run rẩy nói. Những tia điện kia, phụ thân nói là do trời xanh đánh xuống để trừng phạt chúng ta. Trừng phạt à? Tiểu nữ hài nhìn về phía tiểu nam hài. Vì sao, chúng ta làm gì sai sao? Tiểu nam hài ôm chặt lấy tiểu nữ hài kèm theo tiếng khóc nức nở. Phụ thân nói, thần muốn chúng ta chết thì chúng ta phải chết, phụ thân cùng mẫu thân đều chết hết rồi, chúng ta nhất định phải sống thật tốt. Tiểu nữ hài quay đầu nhìn về phía bầu trời ngoài khe núi, trong đôi mắt nhỏ có chút mê man. Bên ngoài khe núi, trời đất bị vô số lôi điện bao trùm, còn có đủ loại đại yêu ngang ngược không chút e ngại. Bên trong khe núi, hai tiểu hài tử ôm nhau thật chặt. Một buổi tối nào đó. Ta đói. Tiểu nam hài lấy ra nửa cái bánh bao đưa tới trong tay tiểu nữ hài. Thanh Nhi ăn đi. Tiểu nữ hài cắn một cái, dường như nghĩ đến cái gì lại đưa cho tiểu nam hài. Ca ăn. Tiểu nam hài lắc đầu. Ca ăn rồi. Thanh Nhi ăn đi. Nói xong, hắn còn cố ý nuốt nước bọt. Tiểu nữ hài tin là thật. Nửa đêm, bên ngoài khe núi vẫn là sấm chớp rền vang. Còn có đại yêu thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm gừ. Tiểu nam hài ôm thật chặt tiểu nữ hài, giọng hắn có chút yếu ớt. Thanh Nhi, ca ca nhớ, ngươi hình như thích luyện kiếm. Tiểu nữ hài gật đầu. Thanh Nhi muốn bảo vệ ca ca và cả phụ thân cùng mẫu thân. Tiểu nam hài đột nhiên chảy nước mắt, nhưng tiểu nữ hài trong đêm tối cũng không nhìn thấy được. Tiểu nam hài nhẹ nhàng hôn lên trán tiểu nữ hài. Thanh Nhi, nếu như sau này ngươi trở nên lợi hại, nhất định phải bảo vệ những kẻ yếu ớt như chúng ta. Mẫu thân cùng, phụ thân nếu có người bảo vệ, lại không chết. Còn nữa, phải đánh chết thần gì đó bên ngoài kia. Bọn họ, ca đói quá. Hừng đông, tiểu nam hài không nhúc nhích, cơ thể đã lạnh. Tiểu nữ hài chôn tiểu nam hài ở bên trong khe núi.
Nàng quỳ gối trước khe núi một ngày một đêm. Ngày thứ hai, tiểu nữ hài đứng dậy và xoay người đi về phía ngoài dãy núi. Trên đường đi, nàng gặp phải một vài thi thể, nàng đi tới trước một thi thể trong đó và nhặt lấy một thanh kiếm. Nắm thanh kiếm đó trong tay, trong mắt nàng hiện ra vẻ hờ hững cùng lạnh lùng không hợp với tuổi. Sau này ngươi gọi là O Hành Đạo kiếm theo ta thay trời hành đạo. Cứ như vậy, tiểu nữ hài cầm thanh kiếm kia về phía ngoài dãy núi. Trên đám mây, Thiên Mệnh chậm rãi mở mắt ra và nhìn về phía chân trời xa xôi nhưng không nói gì. Nữ tử váy trắng đối diện cầm hai kiếm trong tay, nước mắt trên mặt cũng đã khô, chỉ còn lại sự lạnh lùng. Nàng nhìn thẳng vào Thiên Mệnh. Cách làm của người bây giờ có khác gì với thiên đạo năm đó chứ? Thiên Mệnh thu hồi ánh mắt và lắc đầu. Cười. Tất nhiên là có khác chứ. Nữ tử cầm song kiếm nheo mắt lại, trong mắt có sát ý chấp hiện. Thiên Mệnh khẽ nói, mặc dù đã qua vô số năm, tuy nhiên ta chưa từng quên chuyện trong khe núi năm đó. Nàng nhìn về phía nữ tử cầm song kiếm. Ta trấn áp vũ trụ bốn chiều từ năm đó đến nay đã bao nhiêu năm? Nhiều năm như vậy cũng chỉ vì một câu nói kia của hắn. Ta đã sống vì hắn trăm triệu năm, bây giờ, tất cả những gì ta làm vẫn. Được rồi, ta nói với các ngươi cũng không có ý nghĩa gì. Ra tay đi. Nữ tử cầm song kiếm nhìn thẳng vào Thiên Mệnh và nắm thật chặt song kiếm trong tay nhưng không nói gì. Bởi vì nàng có nói gì cũng vô nghĩa. Thiên Mệnh điểm nhẹ đầu ngón chân, một luồng kiếm quang sáng như điện chợt hiện lên. Đối diện Thiên Mệnh, vẻ mặt nữ tử cầm song kiếm đại biến, song kiếm nàng chợt hợp lại làm một. Tiếp theo, nàng giơ kiếm đâm một cái. Kiếm ra, ở đầu mũi kiếm của nàng có một luồng kiếm quang đột nhiên kéo tới. Thanh kiếm chấn động mạnh, sau đó trực tiếp vỡ vụn. Ngay sau đó, một bóng người chợt lóe lên bên cạnh nàng. Suy, nữ tử cầm song kiếm trợn tròn hai mắt, sau đó trực tiếp bị hất ngược về phía sau. Trong quá trình bay ra, cơ thể nàng đột nhiên run lên, sau đó biến thành hai người. Đó chính là nữ tử váy trắng cùng Hắc Muội. Thiên Mệnh vẫn chưa ra tay mà liếc nhìn Bạch Muội cùng Hắc Muội. Cho dù hai người hợp thể cũng không trọn vẹn, hai người ngươi cũng không có năng lực ngăn cản ta, đi thôi, đi tìm con đường của chính các ngươi đi. Con đường của mình sao? Hắc Muội lau máu tươi trên khóe miệng. Nguyện vọng của ca chính là con đường tương lai chúng ta muốn đi. Thiên Mệnh lắc đầu. Ta có lòng diệt đạo, không người nào có thể ngăn cản. Ai ngăn cản thì kẻ đó phải chết. Vừa dứt lời, trong lòng bàn tay của nàng đột nhiên xuất hiện một luồng kiếm quang, mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Suy, ở đó vang lên một tiếng xé rách. Thiên Mệnh quay đầu và vung tay lên, một luồng kiếm quang giống như châm nhỏ bắn ra, ép Dương Diệp phải dừng lại. Dương Diệp trở lại chỗ cũ, kiếm tổ trong tay hắn đã đầy vết rạn. Mà lúc này, Hắc Muội cùng Bạch Muội đột nhiên hóa thành hai đường kiếm quang một đen một trắng lao về phía Thiên Mệnh. Ánh mắt Thiên Mệnh dần dần lạnh đi, lần này, trên mặt nàng không còn nụ cười thản nhiên lúc trước nữa. Lúc này, hai thanh kiếm đi tới trước mặt Thiên Mệnh, hai thanh kiếm này cách giữa chân mày của Thiên Mệnh gần một tấc đã ngừng lại, bởi vì hai thanh kiếm bị hai tay của Thiên Mệnh nắm chặt. Mỗi tay nắm một kiếm. Nàng không chỉ giữ chặt lấy kiếm, còn kìm chết kiếm ý cùng lực lượng có trong hai thanh kiếm này. Thiên Mệnh nhìn nữ tử váy trắng cùng Hắc Muội trước mặt. Các ngươi quá yếu. Vừa dứt lời, hai tay nàng dùng sức. Ầm ầm. Hai thanh kiếm ầm ầm vỡ vụn, nữ tử váy trắng cùng Hắc Muội trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thiên Mệnh bước tới, hai tia kiếm quang vừa lóe lên dưới chân nàng đã biến mất. Suy suy. Đột nhiên, trong không gian phía trước xuất hiện những dấu chân. Đây là dấu chân của Thiên Mệnh. Phía xa, đồng tử của nữ tử váy trắng cùng Hắc Muội hơi co lại. Bọn họ vừa muốn ra tay thì hai đường kiếm khí đã ấn vào giữa chân mày của các nàng, kiếm tiến vào nửa tấc khiến máu tươi chảy ròng ròng. Mà trong một chớp mắt này, một lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lấy Thiên Mệnh. Kiếm vực. Sinh tử kiếm vực. Khi kiếm vực bao phủ Thiên Mệnh, một luồng kiếm quang lặng lẽ xuất hiện ở phía sau nàng. Trước mặt nàng, nữ tử váy trắng cùng Hắc Muội nhân cơ hội này lướt về phía sau. Nhưng trong phút chốc, hai người các nàng lại đồng thời biến mất. Bên trong kiếm vực, ba đường kiếm quang giống như ba tia sét chém về phía Thiên Mệnh. Ba kiếm liên thủ. Bên trong kiếm vực, Thiên Mệnh khẽ cười. Sinh tử kiếm vực, thật ra cũng không tệ, đáng tiếc,
cuối cùng chỉ là đạo nhỏ. Còn chưa đang chú ý. Vừa dứt lời, nàng bấm tay bắn ra, một luồng kiếm quang từ đầu ngón tay của nàng lóe ra. Suy! Trong nháy mắt, tất cả kiếm vực của Dương Diệp trực tiếp bị vỡ ra. Giờ phút này, ngũ quan của Dương Diệp bắt đầu vặn vẹo. Kiếm vực của hắn bị xé rách khiến hắn cũng bị tổn thương. Trong chớp mắt này, một luồng kiếm quang đột nhiên xuyên qua bụng của Dương Diệp. Ầm! Dương Diệp trực tiếp bay ra ngoài. Trước bàn cờ cách đó không xa, Tiểu Bạch bị kiếm khí vây khốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, móng nhỏ của nàng điên cuồng vung vẩy, từng linh khí điên cuồng công kích những kiếm khí kia, nhưng linh khí của nàng cũng không thể làm chúng dao động. Nàng muốn ra ngoài, nhưng mỗi khi va chạm tới kiếm khí kia thì thân thể nàng sẽ mở đi một phần. Thế gian có rất ít người có thể thật sự giết chết nàng, nhưng kiếm khí trước mắt này vừa vặn có thể. Bên trong kiếm khí, linh khí nước mắt của Tiểu Bạch không ngừng tuôn ra, mỗi lần nàng muốn đi ra ngoài đều sẽ bị kiếm khí tổn thương phải lùi lại. Trên hai móng nhỏ của nàng đã có vài vết kiếm. Bên kia, thiên mệnh đánh một đòn khiến Dương Diệp bị thương nặng. Nàng xoay người và vung tay phải lên, một mảnh kiếm quang như thác nước hiện ra. Am am! Nữ tử váy trắng cùng hắc muội trực tiếp bị kiếm quang chấn động bay ra ngoài. Thiên mệnh không để ý tới hai nàng mà nhìn về phía Dương Diệp rồi chậm rãi đi tới. Dương Diệp, cái ngươi gọi là trật tự, lúc đầu quả thật đã làm ta kinh ngạc, đáng tiếc, ngươi chỉ chú trọng tới trật tự lại bỏ quên mất một điểm quan trọng nhất, đó chính là nhân tình, trật tự của ngươi chỉ là từ một phía, trật tự của ngươi là của cá nhân người trật tự, ta có thể tiêu diệt trật tự này trong nháy mắt. Bởi vì giết ngươi thì trật tự cũng sẽ không còn. Vừa dứt lời, nàng đã tới trước mặt Dương Diệp, thiên mệnh nhìn Dương Diệp mỉm cười. Đương nhiên, nếu như cho ngươi thời gian, có thể ngươi sẽ hoàn thiện được trật tự này, nhưng ta đã không muốn đợi nữa. Bất kể là vũ trụ ba chiều hay vũ trụ bốn chiều đều quá nhỏ bé. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía vũ trụ ba chiều. Ngươi cùng ta xem đạo của thế giới này bị ta diệt đi. Tay nàng chậm rãi giơ lên, hành đạo kiếm lơ lửng ở trên không trung vĩnh hằng giới đột nhiên chấn động mạnh, sau đó chậm rãi rơi xuống, vào giây phút đó, tất cả thế giới vũ trụ ba chiều đều trở nên mờ ảo. Tuyệt vọng! Nhìn thanh kiếm kia, vô số người đều bị tuyệt vọng. Mà vào lúc này, một hố đen tối tăm đột nhiên xuất hiện ở bên dưới hành đạo kiếm, bên trong là vũ trụ tinh không mênh mông. Trong chớp mắt yên lặng, hố đen kia trực tiếp đánh về phía hành đạo kiếm. Ầm! Hành đạo kiếm đột nhiên run lên, sau đó bị buộc ỏ dừng lại. Trong không trung, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một người thần bí, chính là người thần bí ở vùng đất mạt Pháp. Trên đám mây, thiên mệnh lắc đầu cười. Thiên đạo, cuối cùng ngươi vẫn không nhịn được muốn ra tay rồi sao? Thiên đạo! Nghe được hai chữ này, Dương Diệp hơi nghiêng đầu nhìn xuống phía dưới. Cho dù hai mắt hắn đã bị nữ tử váy trắng phá hủy, nhưng tâm hắn cũng không mù. Dương Diệp có chút bất ngờ, bởi vì hắn không ngờ được thân phận của người thần bí kia lại là thiên đạo. Nhưng không phải thiên đạo bị diệt rồi sao? Trên không trung vĩnh hằng giới, người thần bí cười khẽ. Thiên mệnh, ngươi không cần phải nhiều lời nữa, ân oán năm đó, hôm nay liền chấm dứt đi. Thiên mệnh gật đầu. Cũng tốt, năm đó ta không giết ngươi là bởi vì ngươi cũng là một phần của vũ trụ ba chiều này. Nếu giết ngươi sẽ tổn thương tới căn bản của vũ trụ ba chiều. Nhưng bây giờ, ngươi quả thật có thể chết được rồi. Vừa dứt lời, nàng đột nhiên từ trong đám mây bước xuống. Trên đám mây, Dương Diệp một kiếm chém nát kiếm khí giam giữ Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhào tới trên người hắn, đầu nhỏ không ngừng cọ cọ vào trước ngực của hắn. Dương Diệp khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch và tuét miệng cười. Tạm thời đi vào trước, được không? Tiểu Bạch gật đầu và sau đó ngoan ngoãn trở lại Hồng Mông Tháp. Dương Diệp nhìn về phía bụng của mình, ở bụng hắn có vài mấy lỗ kiếm, không có cách nào chữa trị được, Hồng Mông tử khí căn bản không có cách nào chữa trị được vết thương do kiếm của nữ tử kia gây ra, sức sống trong cơ thể hắn cũng đang từ từ tiêu tan. Thiên mệnh không để ý tới hắn cùng Tiểu Bạch, bởi vì Dương Diệp hắn chắc chắn sẽ chết. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau một lát, hắn nhìn về phía nữ tử váy trắng cùng hắc muội. Đi đi! Các ngươi đã làm đủ nhiều cho vũ trụ ba chiều, các ngươi không nhất thiết phải hy sinh uổng công. Hắc muội lắc đầu. Chúng ta không đơn thuần là vì vũ trụ ba chiều. Dương Diệp khẽ nói. Vì ca ca của các ngươi sao? Hắc muội gật đầu. Dương Diệp khẽ nói.
Các ngươi đã cố gắng hết sức rồi. Đi đi, ta thật sự không hy vọng có người chết nữa. Hắn biết rõ, nếu như hai nàng tiếp tục ra tay thì chắc chắn phải chết. Không có bất kỳ cơ hội nào khác. Nữ tử kia đã mạnh mẽ tới mức không người nào địch nổi. Chính nghĩa nhất định sẽ thắng sao? Không, đây không phải là tiểu thuyết nghĩa hiệp. Nữ tử váy trắng cùng Hắc Muội liếc nhìn Dương Diệp. Cuối cùng nữ tử váy trắng đi tới trước mặt của hắn và vỗ nhẹ vài cái vào vai của hắn. Không quan tâm kết quả thế nào, nhưng chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Thế giới này có thể hủy trong tay người khác, nhưng không thể hủy ở trong tay của ta, được. Nếu không, tiểu nam hài trong khe núi kia chết không đáng. Ngươi, bảo trọng. Vừa dứt lời, hai nàng đột nhiên cầm kiếm xoay người đuổi theo thiên mệnh. Không. Dương Diệp đột nhiên giận dữ gầm thét lên. Hắn không để ý tới vết thương trên bụng mà vội vàng đuổi theo. Mà trong giờ phút này, tốc độ của hắn quá chậm, căn bản không đuổi kịp hai nàng. Dưới đám mây, thiên mệnh đột nhiên ngừng lại, ở sau lưng nàng có hai đường kiếm quang kéo tới. Cơ thể cùng linh hồn của nữ tử váy trắng cùng Hắc Muội bắt đầu bốc cháy lên. Thật sự thiêu đốt. Giờ phút này, thực lực của hai nàng vượt qua cực hạn của bản thân. Trong mắt hai nàng chỉ có sự hờ hững. Người đời cũng không biết, thiên mệnh tu kiếm và trở thành mạnh nhất trước đây chẳng qua là vì một lời hứa hẹn với ca ca. Bên dưới, thiên mệnh hơi trầm ngâm, đột nhiên trong tay nàng xuất hiện một thanh kiếm. Hành đạo kiếm. Nàng xoay người biến mất. Hai tia kiếm quang lóe lên ở phía chân trời. Ngọn lửa trên người nữ tử váy trắng cùng Hắc Muội đột nhiên biến mất, nhưng hai cái đầu tuyệt đẹp lại chậm rãi rơi xuống. Trong không trung, thiên mệnh cầm kiếm bước xuống. Mà ở sau lưng nàng là hai thi thể cùng hai cái đầu, còn có Dương Diệp đang. Dai ra. Dương Diệp giống như mất hồn đối mặt với hai thi thể cùng hai cái đầu trước mặt. Hai tay Dương Diệp nắm chặt, khóe mắt hắn rơi lệ, gần như là đang gầm thét. Ngươi, các ngươi thật ngốc, các ngươi có thể đi mà. Các ngươi có thể đi mà, tại sao cứ muốn ở lại chịu chết chứ? Vì sao? Chú. Giờ phút này, Dương Diệp khóc như một đứa bé. Bên dưới, thiên mệnh cầm kiếm đi tới trên không trung vĩnh hằng giới. Giờ phút này, vô số người đều đang nhìn nàng. Nữ tử giống như thần, nữ tử giống như thần. Ánh mắt thiên mệnh nhìn người thần bí kia, người thần bí cười khẽ. Ngay cả, mình, cũng giết quyết đoán như thế, lợi hại. Thiên mệnh nhìn xuống người thần bí, cười nói. Không cần nói vô nghĩa nữa. Ẩn nấp nhiều năm như vậy, ta nghĩ ngươi cũng nắm được con át chủ bài rồi. Nào, để cho ta xem thử con át chủ bài của ngươi. Sau đó, tất cả có thể kết thúc. Người thần bí khẽ cười nói. Điều này là tất nhiên. Vừa dứt lời, tay phải hắn nhẹ nhàng đè một cái. Trong nháy mắt, một hố đen tối tăm rất lớn xuất hiện ở trên không trung vĩnh hằng giới. Hố đen này chính là một bầu trời sao. Người thần bí ngẩng đầu nhìn về phía thiên mệnh. Nắm giữ bầu trời sao. Đây là đại đạo ta tìm hiểu được trong những năm gần đây. Ngươi thử xem. Nói xong, tay phải hắn nhẹ nhàng nhấc lên, trong nháy mắt, hố đen tối tăm đột nhiên phóng lên cao, lao về phía thiên mệnh. Bầu trời sao cắn nuốt. Giờ phút này thiên mệnh giống như bị tinh không vô tận cùng vũ trụ cắn nuốt vậy, nàng có vẻ vô cùng nhỏ bé. Thiên mệnh liếc nhìn người thần bí. Qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không chút tiến bộ nào, vẫn nghiên cứu những thứ trống rỗng như vậy. Tay nàng cầm hành đạo kiếm đâm nhẹ về phía trước. Suy. Không gian nơi hành đạo kiếm rơi xuống trực tiếp tách ra một lỗ thủng lại giống như đê lớn lở một chỗ. Trong nháy mắt, tinh không vây quanh thiên mệnh đã bắt đầu chôn vùi. Không đến một giây, bầu trời sao trong vũ trụ trực tiếp biến mất. Một kiếm hủy. Thiên mệnh nhìn xuống người thần bí bên dưới. Ngươi là do thế giới này sinh ra, có thể nói vũ trụ ba chiều chính là ngươi. Ngươi có thể tự hủy vũ trụ ba chiều. Có lẽ làm vậy có thể gây ra chút uy hiếp đối với ta. Người thần bí ngẩng đầu nhìn về phía thiên mệnh. Nếu như ngươi chết thì cũng là vì ngươi quá tự tin thôi. Theo người thần bí vừa dứt lời, đột nhiên, một khí tức khủng khiếp từ phía chân trời kéo tới. Thiên mệnh quay đầu nhìn lại. Ở bên phải của nàng xuất hiện một con quái vật khổng lồ toàn thân tản ra ngọn lửa màu đỏ. Bất tử thương phượng. Thiên mệnh hơi cong khóe miệng. Ác thú. Nữ nhân. Đã đến lúc chúng ta tính toán món nợ trước kia rồi. Đúng lúc này, lại một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Ngay sau đó,
Không gian ở bên trái thiên mệnh đột nhiên tách ra, một con rùa lớn dài đến gần mấy trăm trượng chậm rãi đi ra. Huyền Quy. Thiên mệnh cầm kiếm mỉm cười. Còn nữa không? Tất nhiên. Lại là giọng nói mang theo tang thương vô tận vang lên ở trong không trung. Vừa dứt lời, một con kỳ lân đột nhiên xuất hiện ở phía trước thiên mệnh. Yêu kỳ lân. Thiên mệnh nhìn con yêu kỳ lân kia. Yêu kỳ lân, có chút thú vị đấy. Ác thú thiên địa, ngoại trừ ác thú tổ ra, người xem như có thực lực không tệ. Yêu kỳ lân thản nhiên liếc mắt nhìn thiên mệnh. Cảm ơn đã coi trọng. Ta thì sao? Một tiếng cười duyên đột nhiên vang lên từ phía sau thiên mệnh, sau lưng nàng đã xuất hiện một con hồ ly lớn 10 đuôi từ lúc nào. Thập vĩ yêu hồ. Thiên mệnh không quay đầu. Ngươi, chỉ là một kẻ rác rưởi. Con hồ ly 10 đuôi biến sắc và muốn ra tay, mà vào lúc này, người thần bí bên dưới đột nhiên nói. Nếu ngươi ra tay, vào giây phút kiếm của nàng chém ra, ngươi lại phải chết. Thập vĩ yêu hồ nhìn về phía người thần bí và hừ lạnh một tiếng, nhưng không nói gì, cũng không ra tay. Thiên mệnh đảo mắt nhìn qua các đại yêu, nàng khẽ cười. Thương Phượng, Huyền Quy, Lệ Hổ, Ma Long, Yêu Kỳ Lân, Thập vĩ yêu hồ. Ngoại trừ ác thú tổ, 12 ác thú cổ ngày xưa, hôm nay đã có 10 con tới đây. Nàng nhìn về phía người thần bí. Ra tay đi. Người thần bí gật đầu. Được. Vừa dứt lời. Hai tay hắn đột nhiên kết ra một thủ ấn kỳ lạ, trong không trung vĩnh hằng giới nhanh chóng xuất hiện một trận pháp tối tăm, trận pháp kia có 7 góc tròn, yêu kỳ lân và đám đại yêu lần lượt chiếm một góc, mà dưới chân thiên mệnh có một góc. 7 con ác thú vừa vặn vây quanh thiên mệnh. Thiên mệnh cúi đầu nhìn trận pháp dưới chân. Tập trung lực lượng lại với nhau sao? Có chút thú vị đấy. Được, để ta thử một chút. Ra tay đi. Giọng nói người thần bí đột nhiên vang lên ở trong không trung. Theo người thần bí vừa dứt lời, 7 con ác thú đột nhiên ra tay. Trong miệng Thương Phượng phun ra một ngọn lửa màu đỏ rực. Trong nháy mắt, thiên mệnh trực tiếp bị ngọn lửa này bao. Chùm. GT269307. Ngọn lửa này khác hẳn với những ngọn lửa Dương Diệp đã thấy trước đó, bởi vì trong ngọn lửa này ẩn chứa lực lượng của mấy con ác thú khác, tác dụng chính của trận pháp này là tập trung lực lượng của mấy con ác thú lại làm một loại. Một đấu một thì không có người nào là đối thủ của thiên mệnh. Phía xa, thiên mệnh cầm kiếm nhẹ nhàng cản ở trước mặt. Am! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, thiên mệnh đột nhiên lùi về phía sau chừng 10 trượng. Nhưng góc dưới chân nàng không hề biến mất. Không chỉ vậy, trong trận pháp dưới chân nàng dường như có lực lượng gì đó đang chuyển động. Thiên mệnh liếc nhìn mấy con ác thú. Phía xa và khẽ cười. Lực lượng không tệ, chỉ là không tệ thôi sao? Yêu kỳ lân đột nhiên nói. Thiên mệnh hỏi ngược. Nếu không thì nói thế nào? Yêu kỳ lân cười lạnh. Vậy tới nếm thử một đòn của ta đi. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên gầm lên giận dữ vào lao thẳng về phía thiên mệnh. Mấy con ác thú khác cũng đều ra tay. Mấy con ác thú còn lại điên cuồng phóng ra lực lượng của chính mình, lực lượng của bọn chúng thông qua trận pháp tập trung ở trên thân của yêu kỳ lân. Rõ ràng, bọn chúng biết rất rõ ràng. Chỉ có hợp lực mới có khả năng đánh một trận với thiên mệnh. Một đấu một, không bất kỳ một con nào có thể nào chống lại thiên mệnh. Lực lượng của yêu kỳ lân chắc chắn rất khủng khiếp, lực lượng bản thân hắn cũng đã có thể hủy trời diệt đất, cộng thêm lực lượng của ác thú khác, hắn đụng chúng thì hoàn toàn có thể đụng nát trời đất. Phía đối diện, thiên mệnh nhếch mép và đột nhiên cầm kiếm áp sát giữa chân mày. Một kiếm định sống chết. Vừa dứt lời. Đầu ngón chân của nàng nhẹ nhàng điểm một cái và giống như một làn khói xanh bay ra ngoài. Ở trong ánh mắt của vô số người, nữ tử kia cầm kiếm lướt đến trước mặt yêu kỳ lân rồi lập tức chém ra một kiếm. Suy! Trong thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng xé rách. Thiên mệnh xuất hiện ở phía sau yêu kỳ lân cứng đờ. Cơ thể to lớn của nó đã trực tiếp tách ra, máu tươi giống như nước sông tuôn ra. Giết chết trong nháy mắt. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Mấy con ác thú còn lại liền biến sắc. Thiên mệnh nhìn về phía mấy con ác thú kia và cười nói. Ban đầu ta nghĩ rằng các ngươi sẽ cho ta một chút bất ngờ, đáng tiếc. Vẫn yếu không chịu nổi một đòn. Đừng nói là các ngươi, cho dù chính là ác thú thiên địa năm đó tập trung cũng có thể đỡ được một kiếm của ta sao. Vừa dứt lời, thiên mệnh cầm kiếm đột nhiên bay ra ngoài. Mấy con ác thú biến sắc và bắt đầu điên cuồng bỏ chạy. Nhưng chúng kinh hãi phát hiện ra mình không thể thoát khỏi trận pháp kia.
Bất tử Thương Phượng quay đầu nhìn về phía người thần bí, giận dữ gầm thét lên. Ngươi muốn làm gì? Người thần bí không nói. Bất tử Thương Phượng còn muốn nói điều gì, lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở phía sau nàng. Bất tử Thương Phượng biến sắc nhưng đã không kịp làm gì nữa. Nó trực tiếp hóa thành một ngọn lửa xông về phía thanh kiếm kia. Liều mạng đánh một trận. Suy, ngọn lửa đột nhiên chia ra làm hai, bị phân ra không chỉ là ngọn lửa, còn có con Thương Phượng kia. Máu của Thương Phượng giống như nham thạch nóng chảy đến trong trận pháp kia. Sau khi hấp thu máu của Thương Phượng, trận pháp kia bắt đầu chấn động. Bên trong trận pháp, Thiên Mệnh xoay người nhìn về phía Lệ Hổ. Trong mắt nó hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Nữ nhân đáng chết, mối thù diệt tộc năm đó, hôm nay cũng phải chấm dứt rồi. Vừa dứt lời, nó đột nhiên xông về phía Thiên Mệnh. Cơ thể nó bắt đầu thiêu đốt. Rõ ràng, đây là nó biết mình chắc chắn phải chết. Thiên Mệnh vẫn tươi cười rất hiền hòa, cười vô cùng thân thiết. Lúc này, con Lệ Hổ kia đi tới trước mặt nàng. Kiếm của Thiên Mệnh chém ra. Một kiếm này của Thiên Mệnh đã ngăn cản được con Lệ Hổ đã thiêu đốt chính mình Lệ Hổ, mà nàng lại như ngọn núi lớn không hề nhúc nhích. Trước mũi kiếm, Lệ Hổ gầm lên giận dữ và điên cuồng phát ra tất cả lực lượng của mình. Giờ phút này, tất cả khoảng không đều bị chấn động mãnh liệt, nhưng Thiên Mệnh lại vẫn không hề nhúc nhích. Thiên Mệnh đột nhiên cười nói. Chú ý, một kiếm này tên là Nhất Kiếm Quy Hư. Dưới một kiếm, vạn vật đều trở về hư không. Vừa dứt lời, tay phải của nàng đột nhiên nhẹ nhàng xoay tròn. Suy, một luồng kiếm quang lóe lên trong cơ thể đang bốc cháy của Lệ Hổ. Thiên Mệnh đã xuất hiện ở phía sau nó, còn nó đã hóa thành hư vô. Sau khi một kiếm giết chết con Lệ Hổ kia trong nháy mắt, Thiên Mệnh cười khẽ. Một kiếm tiếp theo này tên là Phần Thiên Địa. Dứt lời, nàng xoay người cắt ngang một kiếm này phân chia trời đất. Ngoài mấy trăm trượng, Ma Long vừa muốn ra tay đã không thấy đầu đâu nữa. Lại giết chết trong nháy mắt. Thiên Mệnh nghiêng người nhìn về phía con ác thú duy nhất còn lại, cũng chính là Thập Vĩ Yêu Hồ. Chỉ còn lại ngươi nữa thôi. Vừa dứt lời, ở trước mặt Thiên Mệnh đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng. Ở trong một khe núi có một nam hài ôm thật chặt một nữ hài. Ong! Một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên ở trong không trung. Theo tiếng kiếm ngân này vang lên, cảnh tượng này trực tiếp tiêu tan thành mây khói. Mà Thiên Mệnh đã ở phía sau Thập Vĩ Yêu Hồ. Lòng ta kiên định, ai có thể chấn động được chứ? Vừa dứt lời, cơ thể của Thập Vĩ Yêu Hồ đột nhiên rơi xuống từng tầng một. Rất nhanh, không trung xuất hiện ít nhất mấy vạn mảnh cơ thể của Thập Vĩ Yêu Hồ. Lăng trì. Hai ngón tay Thiên Mệnh kẹp lấy hành đạo kiếm trong tay mình và lướt khẽ qua thân nó. Từng chút màu dính ở trên đó chảy dần qua mũi kiếm. Sau một lát, nàng quay đầu nhìn về phía người thần bí. Cho ngươi thời gian một hơi thở để tự nổ. Thiên Mệnh nói rất bình tĩnh như đang nói về một chuyện nhỏ nhặt không đáng ke toi. Phía xa, người thần bí đột nhiên cười. Ngươi nhìn thử dưới chân người đi. Thiên Mệnh cúi đầu nhìn lại, lúc này, đại trận dưới chân nàng đã biến thành. Màu đỏ như máu. Máu. Sau khi những đại yêu ngã xuống, máu của bọn chúng tự nhiên bị đại trận này. Hấp thụ. Thiên Mệnh mỉm cười. Lấy máu của ác thủ tế trận, người thật sự làm cho ta có chút bất ngờ. Người thần bí chậm rãi đi tới đối diện Thiên Mệnh, tay phải hắn chậm rãi giơ lên. Rất nhanh, đại trận dưới chân Thiên Mệnh kia đột nhiên chấn động mãnh liệt, mà máu trong đại trận bắt đầu chậm rãi chuyển động giống như nham thạch nóng chảy. Bên trong đại trận, Thiên Mệnh đứng cầm kiếm và cười không nói gì. Nàng vĩnh viễn trấn định như vậy, ung dung như vậy. Tu kiếm. Tu chính là tâm nàng tĩnh lặng giống như nước sâu yên tĩnh, rất khó có gì có thể làm cho tâm của nàng dao động. Kiếm tâm bằng phẳng, kiếm đạo ổn. Tốc độ máu lưu chuyển dưới chân Thiên Mệnh càng lúc càng nhanh, rất nhanh, từng tơ máu giống như kim châm bắt đầu lan tràn về phía Thiên Mệnh. Thiên Mệnh bấm tay bắn ra, một đường kiếm khí phá không lao lên, đường kiếm khí này trực tiếp xuyên qua những tia máu kia, nhưng những tia máu kia không hề bị sao cả. Thấy thế, Thiên Mệnh vô cùng kinh ngạc, nàng liếc nhìn đại trận và cuối cùng cười khẽ. Thì ra là thế, nguồn gốc của trận pháp này cũng không phải ở đây, mà là ở ngoài vũ trụ. Không trách được nó có thể không để ý kiếm khí của ta. Người thần bí nói. Vậy ngươi biết nguồn gốc của nó ở đâu sao? Thiên Mệnh liếc nhìn người thần bí, cười nói.
Quả thật ta đã đánh giá thấp ngươi. Không ngờ được ngươi lại có thể đến chỗ đó. Đồng thời còn lập trận pháp ở nơi đó. Người thần bí không nói nữa, hai tay hắn chậm rãi giơ lên. Trong phút chốc, trong trận pháp kia có rất nhiều tơ máu lập tức lan tràn về phía thiên mệnh. Những tơ máu kia đều ẩn chứa lực lượng cường đại của những ác thú, có thể nói cộng thêm trận pháp gia tăng, mỗi một tơ máu đều có thể dễ dàng giết chết một vị cường giả phá mệnh cảnh đỉnh phong trong chớp nhoáng. Mà giờ phút này, bên trong trận pháp có rất nhiều tơ máu, vô cùng vô tận. Phía xa, thiên mệnh cười không nói, nàng cứ cầm kiếm đứng như vậy mà không tránh không né, mặc cho những tia máu kia nhấn chìm nàng. Lúc này, đã không nhìn thấy được thiên mệnh nữa. Nhưng hai tay của người thần bí kia lại chậm rãi nắm chặt lại. Thiên mệnh dễ dàng bị đánh bại như vậy sao? Chính hắn cũng không tin. Quả nhiên, đúng lúc này có một đường kiếm khí đột nhiên từ trong rất nhiều tơ máu vọt ra, những tia máu kia bắt đầu dần lui về phía sau. Thiên mệnh vẫn ở trong tơ máu nhưng xung quanh lại có ba đường kiếm khí đang dao động. Chính là ba đường kiếm khí này, làm cho những tia máu kia căn bản không có cách nào tới gần nàng. Hễ là tơ máu tới gần đều trực tiếp bị mờ ảo và chôn vùi. Người thần bí khoanh hai tay trước ngực và hơi cúi đầu. Kiếm khí này của ngươi, hủy diệt đạo, lợi hại. Thiên mệnh bấm tay bắn ra, một đường kiếm khí đột nhiên biến mất. Ở trong thế giới xa xôi nào đó có một đường kiếm khí lặng lẽ tới, trực tiếp tiến vào trong đám mây của thế giới này. Đám mây kia trực tiếp vỡ nát, đồng thời đại trận dưới chân thiên mệnh trong không trung vĩnh hằng giới cũng vậy. Thiên mệnh chậm rãi đi về phía người thần bí. Thiên đạo, đã nhiều năm như vậy mà ngươi còn đang chơi những trò thấp kém thật sự quá tệ hại. Người thần bí khẽ nói. Vậy ta cho ngươi xem chút đẳng cấp đây. Vừa dứt lời, cơ thể hắn đột nhiên trở nên mờ ảo. Phía xa, theo một tiếng nổ lớn vang lên, ở trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, thiên mệnh liên tiếp lui về phía sau trăm trượng. Có cơ hội không? Ở đó, ngọn lửa hy vọng đã tắt trong lòng vô số người này đã cháy lên. Phía xa, thiên mệnh liếc nhìn phía đối diện, người thần bí kia đã không còn ở đó, trong cả thiên địa cũng không có bóng dáng của hắn, nhưng... không có dấu hiệu nào báo trước, một lực lượng cường đại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thiên mệnh. Thiên mệnh lại liên tục lui lại. Bên dưới, vô số người nhìn tới sửng sốt. Bởi vì trong không trung chỉ có một mình thiên mệnh, căn bản không thấy người thần bí kia đâu. Lúc này, thiên mệnh lại liên tục lui lại. Chẳng bao lâu, nàng ngừng lại và tươi cười. Thân hóa trời đất, ngươi là trời đất tức là ngươi, có chút thú vị đấy. Nhưng đáng tiếc, vẫn quá thấp kém. Vừa dứt lời, nàng đột nhiên cầm kiếm quét ngang. Suy, một kiếm này quét ra, tất cả không trung trực tiếp trở nên mờ ảo, cùng lúc đó, một đường kiếm khí đã tiến vào trong không gian. Trong chớp mắt yên lặng, tất cả chân trời bắt đầu vỡ vụn, một đường kiếm khí lại điên cuồng xuyên qua không gian tối tăm kia. Hoàn toàn tăm tối. Bây giờ trên không trung vĩnh hằng giới giống như bị một miếng vải đen bao trùm. Đột nhiên, trong không gian tối đen như mực truyền đến một tiếng nổ lớn, rất nhanh lại có một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thiên mệnh. Đó chính là người thần bí kia. Thiên mệnh nhẹ nhàng vung tay phải lên, phía chân trời trực tiếp khôi phục lại bình thường. Những không gian bị nghiền nát đã được nàng lập tức chữa trị. Đối diện thiên mệnh, giọng nói của người thần bí vang lên. Ngươi, đã vượt ra ngoài đại đạo của vũ trụ. Thiên mệnh lắc đầu. Ta sửa lại một chút, chuyện vượt ra ngoài đại đạo đã là chuyện từ ngàn năm trước rồi. Bây giờ ta, là muốn diệt đạo, thần người hóa trời đất, muốn mượn lực lượng của vũ trụ ba chiều để đối phó với ta, đáng tiếc ngươi không biết ta có thể tiêu diệt vũ trụ ba trong nháy mắt. Vừa dứt lời, toàn thân nàng lướt nhẹ về phía trước. Mà vào lúc này, người thần bí kia đột nhiên chắp hai tay lại trước ngực, một sóng lửa từ trong cơ thể hắn bắt đầu thiêu đốt ra bên ngoài. Hắn thiêu đốt linh hồn cùng cơ thể. Nhưng vào lúc này, thiên mệnh đột nhiên ngừng lại ở trước mặt hắn. Trong phút chốc, suy, một luồng kiếm quang đột nhiên chợt lóe lên ở chỗ cổ họng của người thần bí kia, đầu hắn trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi phun ra thành với. Mà thiên mệnh vẫn còn, mà thiên mệnh vẫn còn. Chết rồi sao? Tất cả mọi người có chút đờ đẫn nhìn cái đầu rơi từ trên không trung xuống. Theo cái đầu này rơi xuống, phía chân trời, phải nói là cả chư thiên vạn giới bắt đầu xuất hiện các loại hiện tượng kỳ lạ, giống như trời quang lại có mưa to, nước sông chảy chậm.
Thiên đạo. Thiên đạo không phải là người, mà là do tất cả vũ trụ của vũ trụ ba chiều sinh thành, từ góc độ nào đó mà nói, hắn cũng cùng một mạch với Tiểu Bạch. Thiên mệnh quay đầu liếc nhìn cái đầu đầm đìa máu kia. Thế giới này đã không còn thiên đạo nữa. Nàng cúi đầu nhìn về phía dưới, trong tầm mắt nàng là chúng sinh. Thiên mệnh cười khẽ. Dương Diệp, người cũng biết khi thấy vô số sinh mạng mất đi ở trước mắt mình là một chuyện tuyệt vời tới mức nào không? Đương nhiên, ta không thích giết người, ta thích là quá trình này rất nhiều sinh mạng mất đi, nhìn quá trình này sẽ có rất nhiều cảm ngộ. Nàng quay đầu nhìn về phía chân trời, cách đó không xa, Dương Diệp lại đứng ở nơi đó. Di thể của Thiên Mệnh cùng Hắc Muội đã được hắn đón vào bên trong Hồng Mông Tháp. Thiên Mệnh cười nói, ngươi đừng nên bi thương, sinh mạng cuối cùng cũng sẽ phải kết thúc, khi ngươi nhìn thấu được bản chất của sinh mạng, kiếm đạo sinh tử của ngươi sẽ càng trở nên cường đại hơn. Không thể ngộ sống chết của chúng sinh trong thiên hạ, kiếm đạo sinh tử của ngươi chung quy chỉ là đạo nhỏ. Đáng tiếc, ngươi tuyệt đối không có cơ hội này. Nói xong, nàng bấm tay bắn ra, một luồng kiếm quang trực tiếp bắn nhanh về phía Dương Diệp. Khi đường kiếm khí này đi tới trước mặt Dương Diệp, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên chém ra. Vẫn là sinh tử quyết, nhưng lại có thêm chút cảm giác khác. Một kiếm chém ra, tia kiếm quang của Thiên Mệnh cứng rắn bị một kiếm này ép ngừng lại. Tuy nhiên nó cũng không tiêu tan. Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía Dương Diệp và thấy vô cùng kinh ngạc. Có chút thú vị, trong kiếm đạo sinh tử có thêm chút mùi vị khác, chính là phẫn nộ, là hối hận. Xem ra là vì hai người, ta, khác, đáng tiếc, những điều đó quá ít. Đúng lúc này, Dương Diệp nhẹ nhàng dẫm chân phải một cái. Thiên Mệnh nhìn Dương Diệp ở ngoài nghìn trượng. Lúc đầu, ta tương đối coi trọng ngươi. Đáng tiếc ngươi lại lựa chọn tình, bảo vệ. Đương nhiên, như vậy cũng không sai, sai là những thứ này đều là thứ ta muốn tiêu diệt. Hôm nay, tất cả cũng nên kết thúc rồi. Vừa dứt lời, nàng bấm tay bắn ra, hành đạo kiếm bắn ra nhanh như điện chớp. Trong nháy mắt, khí tức trên người của Dương Diệp phát ra đã đạt tới đỉnh phong. Lần này, hắn thật sự cảm nhận được cái chết. Hắn biết, khi một kiếm kia đến thì hắn chắc chắn phải chết. Một kiếm này cho hắn cảm giác như vậy. Dương Diệp cầm kiếm, cho dù lần này hẳn phải chết, hắn cũng muốn ra kiếm trước khi chết. Trong nháy mắt này, một bàn tay đột nhiên ngăn cản thanh hành đạo kiếm. Ở trước mặt Dương Diệp xuất hiện một nữ tử. Kỳ Bỉ Thiên. Người tới chính là Kỳ Bỉ Thiên. Trong lòng bàn tay bên phải của Kỳ Bỉ Thiên có chút vảy màu vàng, chính những vảy màu vàng đó ngăn cản hành đạo kiếm. Tay phải của Kỳ Bỉ Thiên nhẹ nhàng chấn động. Hành đạo kiếm trực tiếp bay trở lại trước mặt Thiên Mệnh. Cùng lúc đó, Thiên Tú cũng xuất hiện ở bên cạnh của Dương Diệp. Thiên Mệnh liếc nhìn Kỳ Bỉ Thiên. Thân thể nửa người nữ yêu. Yêu thể của ngươi là Thanh Phượng Thượng Cổ, một loại thú may mắn đã tuyệt chủng. Kỳ Bỉ Thiên tuét miệng cười. Ngươi thật là tinh mắt. Thiên Mệnh đột nhiên giơ tay lên và chém ra một kiếm. Đồng tử của Kỳ Bỉ Thiên hơi co lại, nàng lao lên cao rồi đánh ra một chưởng chụp lấy. Trong lúc đó, Kỳ Bỉ Thiên bị chấn động đến ra ngoài mấy nghìn trượng, toàn bộ cánh tay phải của nàng đã trực tiếp biến mất. Một kiếm cụt tay, Thiên Mệnh cầm kiếm chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Phía xa, Thiên Tú nheo mắt lại và đi tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp lại đột nhiên giữ tay nàng lại, run giọng nói. A Tú, rời đi được không? Thiên Tú từ từ nhắm hai mắt lại. Ngươi nói gì ngốc vậy? Ta là tỷ của ngươi. Vừa dứt lời, Thiên Tú đột nhiên mở mắt, trong phút chốc, nàng chắp hai tay lại trước ngực và trực tiếp hóa thành một ánh sáng u ám thiêu đốt bắn nhanh về phía Thiên Mệnh. Phía xa, Thiên Mệnh đột nhiên bất động. Trong phút chốc, Thiên Mệnh đã ở trước mặt Dương Diệp. Ngoài trăm trượng phía sau Thiên Mệnh, A Tú giống như bị định thân, trong chớp mắt yên lặng, giữa chân mày của nàng đột nhiên tách ra và có một vòi máu tươi trút xuống. Rất nhanh, thân thể nàng ngã thẳng tắp xuống. Chậm rãi rơi từ trong không trung xuống. Dương Diệp ngây người nhìn thi thể của Thiên Tú chậm rãi rơi xuống. Hai mắt hắn chảy ra hai dòng máu. Thiên Tú. Từng cảnh không ngừng hiện lên ở trong đầu Dương Diệp. Ta là Thiên Tú, tộc trưởng của Hư Linh tộc. Tộc nhân ta đã chết, ta sống lại có ý nghĩa gì chứ? Đi, rời khỏi đại thiên vũ trụ. Ai dám động vào hắn? Ngươi nói gì ngốc vậy, ta là tỷ của ngươi. Hai tay Dương Diệp nắm chặt, cả người cũng đang run rẩy. Ở trước mặt hắn,
Thiên Mệnh cười khẽ. Ngươi để ý tới sống chết như vậy thì sẽ bị sống chết nô dịch, ngươi. Tổ tông ngươi. Dương Diệp đột nhiên giận dữ gầm thét lên, hai tay cầm kiếm chém về phía Thiên Mệnh. Sinh tử kiếm vực cộng thêm một kiếm sinh tử. Một kiếm này, Dương Diệp gần như đã phát ra tất cả lực lượng của mình. Thiên Mệnh cầm kiếm giơ lên ngăn cản. Ầm. Dương Diệp trực tiếp bay ra ngoài mấy ngàn trượng. Mà vào lúc này, Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của Thiên Mệnh. Kỳ Bỉ Thiên cong khóe miệng và lộ chút hung ác, trong phút chốc, tay trái của nàng ấn nhẹ xuống dưới. Nàng biết ba chiêu. Đây là một chiêu cuối cùng. Diệt Thiên Mệnh. Đây là tên do chính nàng đặt. Theo một trường này của Kỳ Bỉ Thiên hạ xuống, không gian bên dưới bắt đầu chôn vùi, đó là chôn vùi thật sự, ngay cả không gian vật chất ám cũng bị chôn vùi. Sắc mặt Thiên Mệnh không hề thay đổi, giơ tay đâm lên một kiếm. Suy. Một kiếm này trực tiếp ấn vào trong lòng bàn tay trái của Kỳ Bỉ Thiên. Trong nháy mắt, ầm, cả cái tay trái của Kỳ Bỉ Thiên trực tiếp nổ tung, tuy nhiên Thiên Mệnh cũng bị chấn động rơi nhanh xuống trăm trượng xa, cùng lúc đó, từng lực lượng khủng khiếp không ngừng từ trên không trung hạ xuống. Bên dưới, Thiên Mệnh khẽ lắc đầu. Lực lượng ở mức độ cao nhất, đáng tiếc vẫn còn chưa đủ. Vừa dứt lời, nàng cầm kiếm nhẹ nhàng đảo qua phía trên. Suy. Lực lượng phía trên đỉnh đầu nàng bắt đầu chôn vùi. Kỳ Bỉ Thiên còn muốn ra tay thì Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng nhìn hắn. Tiểu tử, ngươi sẽ không phải cũng muốn bảo ta trốn chứ? Dương Diệp đang muốn nói, Kỳ Bỉ Thiên khẽ nói. Ngu ngốc, nàng muốn tiêu diệt đạo trong lòng nàng, đạo này bao hàm tất cả, cũng bao hàm những người thuộc phạm vi đạo như chúng ta. Diệt đạo, diệt chúng sinh. Dương Diệp đột nhiên lẩm bẩm nói giống như mất hồn vậy. 50 đại đạo, thiên diễn 49, chỉ có một trốn được, nàng là đạo duy nhất trốn được và vượt ra ngoài đại đạo, đồng thời muốn hủy diệt đại đạo. Vượt ra ngoài, không đúng, không đúng, không đúng, không đúng à. Trong không trung, Dương Diệp gần như gầm thét lên. Kỳ Bỉ Thiên khẽ nói. Vật nhỏ, đừng nên cưỡng ép nữa. Chúng ta cứ cố gắng hết sức là được. Cho dù cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, nhưng chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi. Nàng đã đi tới trước mặt Thiên Mệnh và liếc nhìn thi thể Thiên Tú đang rơi bên dưới, nàng cười thản nhiên. Tỷ muội tốt, ta đi cùng với muội. Vừa dứt lời, thân thể nàng đột nhiên phồng lên, trong phút chốc đã trực tiếp nổ tung ra. Một lực lượng cường đại giống như gió lốc lập tức đánh về phía Thiên Mệnh. Ầm. Thiên Mệnh liên tiếp lui về phía sau gần nghìn trượng, nhưng theo kiếm của nàng chém xuống, lực lượng do Kỳ Bỉ Thiên tự nổ phát sinh ra đã trực tiếp hóa thành một mảnh hư vô. Thiên Mệnh nhẹ nhàng vung tay phải lên, bầu trời vốn bị Kỳ Bỉ Thiên phá hủy lập tức khôi phục lại bình thường. Mà thế gian này lại không còn Kỳ Bỉ Thiên nữa. Thiên Mệnh nhìn về phía Dương Diệp và chậm rãi đi về phía hắn. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trên vai của Dương Diệp. Thiên Mệnh dừng bước rồi cười nói. Ngươi muốn khôi phục bản thể sao? Nếu như đúng, ta thật ra có chút hứng thú. Tiểu Bạch nhìn chằm chằm vào Thiên Mệnh. Móng nhỏ của nàng nắm thật chặt cây linh trượng, đột nhiên nàng nắm linh trượng ném về phía Thiên Mệnh. Thiên Mệnh lắc đầu, giơ tay lên đâm ra một kiếm. Ầm, cây linh trượng này của Tiểu Bạch trực tiếp ầm ầm vỡ vụn. Trong phút chốc, một thanh kiếm nhắm thẳng vào Tiểu Bạch. Tiểu Bạch không ra tay, nàng biết mình căn bản đánh không nổi nữ nhân kia, nàng xoay người ôm lấy cổ của Dương Diệp và dựa vào hắn như vậy. Khi thanh kiếm kia cách Tiểu Bạch còn có một trượng, một nắm đấm đột nhiên đánh vào trên hành đạo kiếm. Ầm. Hành đạo kiếm bị cứng rắn đánh bay. Tiểu Bạch quay đầu, ở trước mặt nàng có một thiếu nữ nhỏ hơn đang đứng, trên đỉnh đầu của nữ hài này móc một đôi sừng thật dài màu đen. Nhị Nha. Người tới chính là Nhị Nha. Phía xa, Thiên Mệnh liếc nhìn Nhị Nha. Và cười nói. Ác thú tổ thời kỳ đỉnh phong, thật sự có chút thú vị. Nhị Nha lạnh lùng liếc nhìn Thiên Mệnh. Cuối cùng xoay người nhìn về phía Tiểu Bạch cùng Dương Diệp với ánh mắt lạnh lùng. Móng nhỏ của Tiểu Bạch nhẹ nhàng xoa đôi sừng của Nhị Nha cũng không hề né tránh, mặc cho Tiểu Bạch sở. Rất nhanh, móng nhỏ của Tiểu Bạch đã vung vẩy và chỉ vào Thiên Mệnh phía xa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo này đầy vẻ lo lắng. Chón! Nàng đang bảo Nhị Nha chạy mau. Nhị Nha nhìn Tiểu Bạch cùng Dương Diệp, dần dần trong mắt nàng đột nhiên trào nước mắt. Nhìn thấy Nhị Nha khóc, Tiểu Bạch cũng bắt đầu khóc theo, hai vật nhỏ lại cùng khóc như vậy,
Lúc này, một thanh kiếm đột nhiên chợt lóe lên. Nhị Nha lấy ra một vật đặt ở trong móng nhỏ của Tiểu Bạch, tiếp theo, nàng xoay người trực tiếp xông về phía thanh kiếm kia. Trong tay Tiểu Bạch là một sâu mứt quả. Giây phút Nhị Nha xoay người, một lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên từ trong cơ thể nàng cuốn ra ngoài, lực lượng này mạnh mẽ tới mức lập tức khiến trời đất bị biến sắc. Thanh kiếm kia đến trước mặt nàng trực tiếp bị lực lượng này chấn động, đẩy trở lại trước mặt Thiên Mệnh. Thiên Mệnh giơ tay nắm chặt, hành đạo kiếm đã hạ xuống trong tay nàng, mà lúc này, một quyền của Nhị Nha đã đánh về phía nàng. Lực lượng. Một quyền này có lực lượng thuần túy. Mà lực lượng này tuyệt đối mạnh mẽ nhất hiện nay. Thiên Mệnh hơi cong khóe miệng, bên trong tròng mắt nàng có một tia ý chí chiến đấu. Trong phút chốc, nàng cầm kiếm liền đâm một cái về phía trước. Ầm. Quyền kiếm chạm nhau, trời đất sợ hãi run rẩy. Thiên Mệnh lập tức lùi lại trăm trượng, Nhị Nha không chỉ không lui, trái lại còn xông lên, lại một quyền đánh về phía Thiên Mệnh. Thiên Mệnh hơi cong khóe miệng, nàng cầm kiếm áp sát vào mi tâm của mình, trong chớp mắt này, trong thiên địa dường như bất động. Trong phút chốc, Nhị Nha xuất hiện ở trước mặt Thiên Mệnh, nhưng Thiên Mệnh lại lập tức biến mất, xuất hiện ở sau Nhị Nha mấy trăm trượng. Nhị Nha dường như bị định thân ở phía sau Thiên Mệnh. Trong chớp mắt yên lặng, mảnh vảy trên thân Nhị Nha bắt đầu từng tầng rạn nứt, sau đó chóc ra. Tiếp theo, thân thể nàng đảo ngược và chậm rãi rơi xuống dưới. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tiểu Bạch phía xa trực tiếp ngây người. Trong móng nhỏ của nàng có sâu mứt quả chậm rãi rơi xuống. Tuyệt vọng! Ở trước mặt nữ tử giống như thần này, tất cả mọi người có vẻ nhỏ bé như vậy, không chịu nổi một đòn như vậy, thế giới này có ai có thể ngăn cản được nàng? Không ai! Sau khi nàng giết Dương Diệp, một ý nghĩ này của nàng sẽ làm cho cả vũ trụ ba chiều tiêu tan thành mây khói giống như vũ trụ bốn chiều vậy. Chết! Tất cả mọi người chỉ có thể chờ chết. Thiên Mệnh cầm kiếm về phía cách đó không xa Dương Diệp cùng Tiểu Bạch đi đến, trên mặt của nàng, vẫn dẫn theo nụ cười nhẹ. Đúng lúc này, Thiên Mệnh đột nhiên ngừng lại, nàng xoay người nhìn thấy một kiếm tu chậm rãi từ phía chân trời bước tới. Kiếm tu! Kiếm tu mặc mây trường bào màu trắng, thắt lưng đeo trường kiếm và đi từ đám mây đến. Người tới chính là Tiêu Giao Tử. Thiên Mệnh nhếch mép. Ta đã chờ ngươi một hồi lâu. Tiêu Giao Tử đi tới trước mặt Thiên Mệnh. Ta đi tới trên đám mây nhưng ngươi không có ở đó. Thiên Mệnh cười nói. Ta vừa xuống, quên không nói trước với ngươi. Tiêu Giao Tử gật đầu. Không có việc gì. Tay phải hắn cầm kiếm, trong phút chốc, hắn chém ra một kiếm. Một luồng kiếm quang chợt lóe lên. Ầm. Ở trong ánh mắt của vô số người, theo một tiếng nổ lớn vang lên, Thiên Mệnh lập tức lui nhìn trượng xa. Hành đạo kiếm trong tay nàng chấn động kịch liệt. Thiên Mệnh mỉm cười. Kiếm đạo vô tình ở mức độ cao nhất, có chút thú vị, cũng nhận một kiếm của ta đi. Vừa dứt lời, toàn thân nàng đột nhiên dừng lại. Phía xa, Tiêu Giao Tử nhíu mày và rút kiếm đâm một cái. Ầm. Tiêu Giao Tử nháy mắt lui nghìn trượng, hắn vừa dừng lại, không gian phía sau hắn trực tiếp rạn nứt. Tiêu Giao Tử ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Mệnh. Rất mạnh. Thiên Mệnh càng lúc càng cười tươi hơn, nàng chậm rãi đi về phía Tiêu Giao Tử, mỗi một bước nàng đi, dưới chân sẽ sinh ra một luồng kiếm quang, khi nàng đi bước thứ hai, tia kiếm quang trước mặt này trùng hợp với tia kiếm quang thứ hai. Một bước một kiếm đạo. Vô số năm qua, Thiên Mệnh ngộ ra được các loại kiếm đạo. Gần như mỗi một loại kiếm đạo nàng đều đạt tới mức độ cao nhất, bao gồm kiếm đạo vô tình cũng như vậy. Bởi vì ở thế gian này, sau khi Nam Hải trong khe núi năm đó chết đi, nàng đã không có bất kỳ lo lắng nào. Hiểu ra rất nhiều kiếm đạo còn không phải là tồn tại khủng khiếp nhất, chỗ khủng khiếp nhất là nàng dung hợp tất cả kiếm đạo. Hàng nghìn hàng vạn kiếm đạo làm một đạo. Thiên Mệnh đi tới cách kiếm tu chừng 10 trượng, lúc này, dưới chân nàng chỉ có một luồng kiếm quang. Nhưng tia kiếm quang này mạnh mẽ trước đây hiếm thấy. Thiên Mệnh nhìn kiếm tu và mỉm cười. Nhận một kiếm của ta chứ? Kiếm tu trước mặt Thiên Mệnh chậm rãi cầm kiếm, nhưng lúc này, hắn lại kinh hãi phát hiện ra mình không thể rút được kiếm của hắn. Không nhổ ra được. Thiên Mệnh cười, hành đạo kiếm trong tay nàng chấn động mạnh và phát ra một tiếng kiếm ngân to rõ, nàng liếc nhìn kiếm tu cùng Dương Diệp cách đó không xa. Hai người ngươi cùng lên đi. Để cho ta xem thử kiếm đạo vô tình đỉnh phong và kiếm đạo hữu tình đỉnh phong thế nào. Ở trước mặt Thiên Mệnh, kiếm tu đột nhiên buông kiếm trong tay ra, tiếp theo,
hẳn nhìn về phía thiên mệnh và chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ở trong cơ thể hắn dần hiện ra một thanh kiếm. Thiên mệnh tươi cười càng thêm sáng lạng, nàng đang muốn ra tay, lúc này, một giọng nói truyền tới bên tai nàng. Người sai rồi. Thiên mệnh quay đầu lại, Dương Diệp từ phía xa chậm rãi đi về phía nàng. Thật ra, cơ thể Dương Diệp đã giống như ngọn đèn sắp tắt. Bởi vì hồng mông tử khí căn bản không có cách nào trị được vết thương trên người hắn. Thiên mệnh chậm rãi xoay người và đối mặt với Dương Diệp, cười nói. Sai rồi à, ta sai gì? Dương Diệp đi tới cách thiên mệnh 10 trượng rồi nói, suy nghĩ của ngươi sai rồi. Thiên mệnh hỏi, mong được chỉ giáo. Dương Diệp đưa tiểu bạch trên vai vào trong hồng mông tháp, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên mệnh. Đại đạo có 50, thiên diễn 49, có một thoát đi. Trước đó, ta cho rằng ngươi là một kia, ngươi vượt ra ngoài đại đạo. Nhưng si căn bản không đúng, ngươi không phải một kia, một thoát được kia không phải chỉ một cá nhân, mà là chỉ vạn vật vạn linh cùng chúng sinh trong thiên địa. Ngươi chỉ là người mạnh nhất trong đó, ngươi tuyệt đối không vượt ra ngoài đại đạo, ngươi vẫn ở trong phạm vi đại đạo. Thiên mệnh nheo mắt lại và nắm thật chặt hành đạo kiếm trong tay. Lúc này, Dương Diệp lại nói. Một đạo trốn được là chỉ số phận chúng sinh trong thiên hạ, cũng chỉ thế sự không có gì tuyệt đối. Một là đại biểu cho biến số, đại biểu cho không xác định. Nói xong, hắn đi tới cách thiên mệnh trượng trước và nói. Vạn vật vạn linh của thiên hạ, ngươi là mạnh nhất, nhưng ngươi còn đang ở bên trong. Thiên mệnh đột nhiên ngẩng đầu, cười nói. Thì tính sao? Dương Diệp tuét miệng cười. Còn ở bên trong đạo thì ngươi sẽ chết. Thiên mệnh cười khẽ. Ngươi thử xem. Dương Diệp gật đầu và đột nhiên chậm rãi bay lên trời. Trên không trung, hai tay Dương Diệp chậm rãi mở ra. Hắn đột nhiên thi triển ra kiếm vực của hắn bao phủ về phía chân trời, chỉ trong giây lát, tất cả vĩnh hằng giới đều đã ở trong kiếm vực của hắn bao phủ. Thiên mệnh vẫn chưa ra tay, nhưng lúc này, trên mặt nàng đã mất vẻ tươi cười ung dung trước đó. Lúc này, giọng nói Dương Diệp đột nhiên vang lên ở trong không trung. Đại đạo có 50, thiên diễn 49, nay thiên mệnh bất nhân, muốn tàn sát thiên hạ vạn vật vạn linh để cầu đạo. Dương Diệp ta lấy danh nghĩa của kiếm cầu cho muôn dân trăm họ vạn vật vạn linh trong thiên hạ trợ giúp ta thành tựu kiếm đạo, giết thiên mệnh, sáng lập ra trật tự và mở ra thái bình muôn đời. Giọng nói Dương Diệp được kiếm vực gia tăng giống như tiếng sấm truyền ra ngoài, rất nhanh, tất cả vạn giới các nơi trong vũ trụ ba chiều đều nghe được giọng nói của Dương Diệp. Trong chớp mắt yên lặng, đột nhiên, tất cả vĩnh hằng giới cũng bắt đầu điên cuồng sôi trào trong chính kiếm vực của Dương Diệp. Vạn giới các nơi trong vũ trụ ba chiều có vô số nhân loại đều quỳ xuống. Cùng lúc đó, từng âm thanh không ngừng vang lên ở trong vũ trụ ba chiều. Chúng ta bằng lòng giúp một tay. Giờ phút này, tất cả vũ trụ ba chiều đều có sinh linh bắt đầu hưởng ứng. Hoa, cỏ, cây, nước, người, yêu, linh, thiện, ác, hễ là một phần tử của vũ trụ ba chiều gần như đều đang hưởng ứng. Bên trong hồng mông tháp cũng vậy. Tất cả những cường giả của vũ trụ bốn chiều cũng gần như đều quỳ xuống lạy. Bên kia, Thụ Vô Biên ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Dương Diệp trong không trung, trong chớp mắt yên lặng, nàng từ từ nhắm hai mắt lại. Ta trợ giúp ngươi. Ở sau lưng nàng, đám người Tá Mạc yên lặng một cái chớp mắt, sau đó cũng ào ào mở miệng. Đối diện thiên mệnh, kiếm của Dương Diệp bắt đầu chấn động mãnh liệt, một luồng kiếm ý vô hình không ngừng từ trong cơ thể Dương Diệp chấn động ra. Ở dưới kiếm ý này, bất kể là thiên mệnh hay Tiêu Giao Tử đều bị chấn động và liên tục lui lại. Kiếm đạo trật tự sẽ thành. Cái gọi là trật tự, muốn muôn dân trăm họ trong thiên hạ, vạn vật vạn linh trong thiên hạ bằng lòng tuân theo trật tự. Mới là trật tự thật sự. Trước kia Dương Diệp lĩnh ngộ từng chút một, nhưng vào giờ phút này được chúng sinh thừa nhận, cuối cùng hắn đã thành tựu kiếm đạo trật tự thật sự. Không chỉ là kiếm đạo trật tự, còn có kiếm vực trật tự. Như vậy còn chưa kết thúc. Dương Diệp đột nhiên chậm rãi đi về phía thiên mệnh. Trước đó, ta đều nghĩ sai. Kiếm vực, thế nào là một vực? Tự thành một thế giới là vực sao? Sai, ngay từ lúc đầu cô đã nhầm. Vực là một người, nhưng còn là chúng sinh trong thiên hạ. Theo Dương Diệp vừa dứt lời, vực của bản thân hắn đã bao phủ vĩnh hằng giới chợt bắt đầu khuếch tán ra. Gần như chỉ trong khoảnh khắc, vực của hắn liền lan tràn tới chư thiên các giới, không chỉ chư thiên các giới mà còn lan tràn tới ngoài vũ trụ ba chiều,
tới một vài thế giới mà hắn chưa bao giờ từng chạm đến. Trước kia hắn nghĩ là một người, trong lòng cũng chỉ chứa được cá nhân, cho nên, kiếm vực của hắn chỉ thuộc về cá nhân. Nhưng bây giờ, hắn nghĩ tới là chúng sinh dưới trời này đều là vực của hắn. Nghĩ sai thì hỏng hết, cũng chênh lệch một trời một vực. Kiếm đạo của chúng sinh. Kiếm vực của chúng sinh. Phía xa, Thiên Mệnh đột nhiên cười. Thật hay cho một kiếm vực trật tự, hay cho một kiếm vực chúng sinh. Chúng sinh tuân theo trật tự của ngươi, ngươi đại biểu cho chúng sinh. Ngươi không lựa chọn vượt ra ngoài chúng sinh mà lựa chọn kết hợp với mỗi người, ha ha. Tới đây, làm cho ta xem thử, lực chúng sinh có thể làm khó dễ được ta không? Vừa dứt lời, cơ thể Thiên Mệnh đột nhiên trở nên mờ ảo. Trong phút chốc, bên trong kiếm vực của Dương Diệp có một đường kiếm khí đột nhiên tới trước mặt Dương Diệp. Giờ phút này, tất cả vũ trụ ba chiều đều bắt đầu chấn động. Rất nhiều thế giới bắt đầu có hiện tượng núi lở đất nứt, trời đất biến sắc. Bởi vì một kiếm này của Thiên Mệnh đơn thuần là nhằm vào Dương Diệp mà còn nhằm vào tất cả vũ trụ ba. Không. Chiều. Phá vũ trụ ba chiều tức là phá kiếm đạo cùng kiếm vực của Dương Diệp. Lúc này, kiếm của Dương Diệp chém ra. Một thanh kiếm trực tiếp đâm vào trên tia kiếm quang này. Ầm. Tia kiếm quang của Thiên Mệnh bị ầm ầm nghiền nát, nhưng Thiên Mệnh lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, hành đạo kiếm trong tay nàng trực tiếp đâm vào trên mũi kiếm của Dương Diệp. Ầm, chư thiên vạn giới trực tiếp rạn nứt, trong chớp nhoáng này, rất nhiều sinh linh bị ảnh hưởng và tử thương vô số. Trước mặt Dương Diệp, Thiên Mệnh tuét miệng cười. Ngươi lấy chúng sinh làm đạo, vậy ta lại diệt chúng sinh, diệt đạo của ngươi. Vừa dứt lời, tay nàng cầm hành đạo kiếm đi về phía trước và chợt xoay tròn. Ầm, trong nháy mắt, cả ngư cười Dương Diệp trực tiếp bị đẩy lùi đến nghìn trượng, toàn thân hắn từ trên xuống dưới hoàn toàn tách ra, máu tươi không ngừng tràn ra. Cùng lúc đó, không gian trong cả thiên địa bắt đầu nổ tung, tất cả bản nguyên của vũ trụ ba chiều bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Tuy Thiên Mệnh còn đang ở bên trong đạo, nhưng thực lực của nàng đã không ở bên trong đạo. Nếu như trước đây nàng muốn tiêu diệt đạo, như vậy hiện tại nàng là muốn phá đạo, cứng rắn phá vỡ đạo này, sau đó diệt đạo. Đối với nàng, đạo đã từng phá là giả, không sao cả, vậy nàng lại một lần nữa phá thôi. Chẳng qua là đi lại con đường đó một lần nữa. Cho dù là lực của chúng sinh vũ trụ ba chiều gộp chung vào một chỗ vẫn không ngăn cản được Thiên Mệnh. Phía xa, Dương Diệp lau máu tươi trên khóe miệng, máu của hắn chảy càng lúc càng nhiều, không chỉ có vậy, toàn thân hắn tự nhiên có chút trở nên mờ ảo. Bây giờ, có thể nói hắn là hóa thân của chúng sinh, hóa thân của thiên đạo, Thiên Mệnh tổn thương chúng sinh hư thiên trong vũ trụ ba chiều, thật ra chính là đang tổn thương hắn. Thiên Mệnh cầm kiếm chậm rãi đi về phía Dương Diệp, trên mặt nàng vẫn cười nhạt. Ngươi nói đúng, ta ở bên trong đạo, nhưng vậy thì tính sao? Đối với ta, ở bên trong hay ở bên ngoài đều không khác nhau. Hành đạo kiếm trong tay nàng bắt đầu chấn động. Mà vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Nhưng đối với hắn lại khác. Thiên Mệnh dừng bước lại và quay đầu. Người nói chính là Tiêu Giao Tử. Thiên Mệnh hơi cong khóe miệng lên. Kiếm tu, tuy ngươi đã tu một loại kiếm đạo vượt qua mức cao nhất, cho dù là ta cũng làm không được như vậy, nhưng ngươi không ngăn cản được ta đâu. Tiêu Giao Tử khẽ gật đầu. Đúng vậy. Hắn đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Ta trợ giúp ngươi. Theo kiếm tu vừa dứt lời, một kiếm ý cường đại đột nhiên từ trong cơ thể kiếm tu cuốn ra ngoài, kiếm ý này trực tiếp tiến vào trong cơ thể Dương Diệp. Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Niệm của ngươi chính là niệm của ta, ý của ngươi cũng chính là ý của ta. Trong nháy mắt, từ trong cơ thể Dương Diệp có một kiếm ý cường đại đột nhiên phóng lên cao, lao thẳng vào sâu trong tinh không. Kiếm đạo hữu tình. Kiếm đạo hữu tình. Khi kiếm tu bằng lòng trở thành một phần kiếm vực trật tự của Dương Diệp cùng chúng sinh kiếm vực, hai loại kiếm vực này của Dương Diệp gần như đã đạt tới giới hạn cao nhất của chính mình. Kiếm đạo của Tiêu Giao Tử vốn là đỉnh phong, hắn bằng lòng tuân theo trật tự của Dương Diệp, bằng lòng trở thành một phần chúng sinh kiếm vực của Dương Diệp đã xem như hai loại kiếm vực này của Dương Diệp thật sự viên mãn. Bởi vì Tiêu Giao Tử cùng Thiên Mệnh xem như là cùng loại người, thực lực của hắn cũng đã vượt qua đạo. Có thể nói, Tiêu Giao Tử gia nhập chính là tán thành lớn nhất đối với trật tự kiếm vực cùng với chúng sinh kiếm vực của Dương Diệp. Ở đó, Dương Diệp mở mắt nhìn về phía Thiên Mệnh,
trong đôi mắt hắn có một biển máu, Dương Diệp bước về phía trước một bước. Một ý niệm của ngươi sẽ khiến cho thế gian thương hải tang điền, hôm nay, một ý niệm của ta sẽ khiến cho vũ trụ ba chiều này sinh ra muôn sông nghìn núi. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên biến mất. Phía xa, Thiên Mệnh tuét miệng cười. Tốt, tốt, tốt cho ý niệm tạo ra muôn sông nghìn núi, ha ha. Vừa dứt lời, thân thể nàng đột nhiên run rẩy, trong phút chốc, một luồng kiếm quang từ trong cơ thể chấn động ra. Giờ phút này, tất cả mọi người có cảm giác tuyệt vọng. Bởi vì một kiếm này đủ để chấn áp, hủy diệt tất cả vũ trụ ba chiều. Nhưng chẳng bao lâu, một lực lượng chấn áp kiếm quang này. Kiếm vực trật tự, kiếm vực chúng sinh. Trong phút chốc, kiếm của Dương Diệp tới. Ầm, phía chân trời, một bóng người trực tiếp bay ra ngoài, bóng đen này chính là Thiên Mệnh. Thiên Mệnh bay mấy vạn trượng. Dương Diệp vẫn chưa ra tay, hắn cầm kiếm chống vào không trung, trong miệng có máu tươi không ngừng tràn ra. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Thiên Mệnh, lúc này, hành đạo kiếm trong tay Thiên Mệnh đã vỡ vụn, cơ thể nàng đã trở nên mờ ảo trong suốt. Cơ thể nàng đã không còn tồn tại. Còn chưa có chết sao? Tất cả mọi người sửng sốt. Lúc này, Thiên Mệnh liếc nhìn Dương. Diệp và tuét miệng cười. Thật hay cho một trật tự kiếm vực, thật hay cho một chúng sinh kiếm vực, không uổng công ta giữ lại mạng người đến bây giờ. Ha ha, Dương Diệp, cảm ơn ngươi đã giải nỗi hoang mang của ta. Chúng sinh là đạo, vạn vật trong thiên địa là đạo, đạo vẫn luôn tồn tại. Cho dù ta diệt tất cả nhưng chỉ cần bản thân ta sống sót thì nó vẫn tồn tại như cũ. Chuyện vũ trụ ba chiều kết thúc rồi. Tuy nhiên, chuyện của ta vừa bắt đầu tiến. Hành thôi. Nói xong, nàng chậm rãi lướt về phía chân trời và càng lúc càng xa. Cuối cùng, trong tầm mắt nàng có một vách ngăn. Nhìn vách ngăn kia, Thiên Mệnh chỉ là linh hồn thể đã cúi đầu nhìn vào trong tay. Ở trong tay nàng có một mẩu bánh bao lớn bằng ngón cái. Nàng đột nhiên tuét miệng cười, như đứa bé. Ca, ta đã đột phá rào cản, có thể phá tan vũ trụ năm chiều. Lời đồn đại vũ trụ năm chiều đảo ngược lại thời gian câu tất cả mọi thứ trên thế gian, tất cả quả tật. Tuy ta biết hơn phân nửa là giả, nhưng, có lẽ là thật thì sao? Cho dù không phải thật, ta cũng sẽ không từ bỏ. Ta sẽ tìm tiếp, mãi đến ngày ta chết mới thôi. Vừa dứt lời, một luồng kiếm quang chợt lóe lên ở nơi đây. Trên không trung vĩnh hằng giới, Tiêu Dao Tử liếc nhìn không trung, khẽ nói. Hóa ra, trong lòng nàng vẫn có tình, chỉ là tình này không ở chúng sinh, mà là đối với người nàng lưu ý. Hắn đi tới trước mặt Dương Diệp. Đừng quên giao hẹn của chúng ta. Vừa dứt lời, kiếm tu đột nhiên phóng lên cao. Lần này, hắn không đi nữa mà ngự kiếm, bởi vì ở trên kiếm đạo, hắn đã có mục tiêu mới. Tiêu Dao Tử đi rồi. Dương Diệp đột nhiên từ trên không trung chậm rãi rơi xuống. Rất nhanh, hắn rơi vào trên một tảng đá lớn bên bờ sông Vĩnh Hằng Giới, nhìn không trung mịt mờ, Dương Diệp khẽ nói. A Tú, Nhị Nha, Tiểu Kỳ, Bạch Muội, Hắc Muội, Cha, Nương, ta không thể bảo vệ các ngươi, đúng, xin lỗi. Ta mệt mỏi, thật sự mệt mỏi rồi. Vừa dứt lời, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc này, một vật nhỏ màu trắng xuất hiện ở trước ngực Dương Diệp. Nàng nhìn Dương Diệp đã nhắm hai mắt lại mà ngây ra rất lâu. Cuối cùng, nàng lấy ra hai cái sừng, sau đó ôm lấy cổ của Dương Diệp và từ từ nhắm hai mắt lại. Cứ như vậy, ngày qua ngày, năm qua năm. Trên tảng đá, người thanh niên kia vẫn chưa tỉnh lại, vật nhỏ nằm trên ngực người thanh niên cũng không thấy tỉnh lại. Vô số năm sau, một ngày nào đó, tới giây phút nào đó đã có tiếng bước chân rất khẽ đột nhiên vang lên bên cạnh tảng đá, trong chớp mắt yên lặng, một tiếng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu đột nhiên vang lên. Dương ca! Dương ca! Theo tiếng này vang lên, ngón tay người thiếu niên nằm trên tảng đá lớn hơi run rẩy. Cùng lúc đó, móng của vật nhỏ màu trắng nằm ở trên người hắn cũng khẽ run lên. Dần dần, Dương Diệp chậm rãi mở mắt, mờ mịt liếc nhìn phía chân trời. Sau một lát, hắn cúi đầu nhìn về phía Tiểu Bạch nằm sấp ở trên người mình. Dương Diệp khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch. Tỉnh lại đi. Theo giọng nói của Dương Diệp, Tiểu Bạch chậm rãi mở mắt ra. Khi nàng nhìn thấy Dương Diệp liền tuét miệng cười, sau đó ôm chặt lấy Dương Diệp. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch đứng lên. Ở trước mặt bọn họ là một tiểu nữ hài xinh xắn. Nhị Nha. Khi thấy Nhị Nha, nước mắt Dương Diệp vô tình tràn ra.
Nhị Nha nhìn Dương Diệp cùng Tiểu Bạch và cũng không ngừng khóc. Nhị Nha vẫn chưa chết. Trước đây, nàng cứng rắn đỡ lấy một kiếm của thiên mệnh. Một kiếm kia vẫn chưa thể giết chết nàng, nhưng nàng cũng vì vậy mà bị thương nặng, bản thể bị hủy như năm đó này vậy. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch đi tới trước mặt Nhị Nha và nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Tiểu Bạch cũng ôm chặt lấy cổ Nhị Nha. Ba người ôm nhau rất lâu. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, một nữ tử mặc trang sức màu đỏ từ phía xa chậm rãi đến. Đinh Thược Dược. Dương Diệp nhìn về phía Đinh Thược Dược, Đinh Thược Dược nhìn Dương Diệp, nàng hết cười lại khóc. Từ sau khi Dương Diệp nằm ở trên đá, gần như mỗi ngày nàng đều nhất định sẽ tới, không quan tâm gió thổi mưa rơi. Chờ. Nàng bằng lòng chờ đến trời hoang đất già. Dương Diệp kéo Nhị Nha cùng Tiểu Bạch đi tới trước mặt Đinh Thược Dược, Đinh Thược Dược khẽ nói. Ta cho rằng ngươi sẽ không tỉnh lại nữa. Dương Diệp nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Đinh Thược Dược. Xin lỗi. Đinh Thược Dược lắc đầu. Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi. Dương Diệp khẽ gật đầu và dẫn theo Đinh Thược Dược đi tới Vĩnh Hằng Quốc. Lúc này, Vạn Giới Thành đã một lần nữa được thành lập. Trên đường, Đinh Thược Dược khẽ nói. Vạn giới đã ổn định và đều tuân theo trật tự của ngươi, tuy không thể làm được vạn sự công bằng, nhưng tất cả đều phát triển theo phương diện tốt nhất, không có bất kỳ kẻ nào có thể tùy ý làm bậy. Đương nhiên, trừ khi thực lực của hắn vượt qua vạn giới thành chúng ta. Về phần vũ trụ bốn chiều, cho tới nay bọn họ đều rất yên ổn, không hề gây sự cũng không dám gây sự. Dù sao, ngươi còn chưa ngã xuống. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên lắc đầu. Ninh Thược Dược nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp khẽ nói. Bây giờ ta chỉ muốn sống vì các nàng thôi. Đinh Thược Dược nhìn Dương Diệp mà không nói gì. Dương Diệp kéo tay Đinh Thược Dược và dẫn theo nàng bước vào bên trong Hồng Mông Tháp. Ở đó, đám người Tô Thanh Thi, Hiểu Vũ Tịch, Trang Vị Nhiên, Bạch Chỉ Tiên đều đi tới trước mặt Dương Diệp. Nhìn từng gương mặt quen thuộc, Dương Diệp cười nói. Sống sót thật tốt. Trong thời gian tiếp theo, mỗi ngày Dương Diệp đều làm bạn với các nàng. Cứ như vậy, ngày qua ngày, đảo mắt đã 10 năm trôi qua, Dương Diệp đều không có ra khỏi Hồng Mông Tháp, cũng không tu luyện, càng không có quan tâm tới mọi chuyện ở vũ trụ ba chiều. 10 năm này, hắn chỉ làm có một chuyện, đó chính là làm bạn với người thân. Trong lúc đó, hắn mời đám người U Minh Điện, còn có Nam Ly Mộng, những đệ tử cổ kiếm tông kia. Nói chung, người trong ấn tượng của hắn thì hắn đều mời đến vạn giới thành. Đoàn tụ. Nhưng mà đáng tiếc có vài người đã không còn. Một ngày nào đó, Dương Diệp dẫn theo Tiểu Bạch, Nhị Nha đi tới chỗ phi thăng đài. Nhị Nha ăn mứt quả, liếm liếm, sau đó lại đưa cho Tiểu Bạch liếm liếm. Hai vật nhỏ chẳng ai chê người kia. Ánh mắt Dương Diệp nhìn vào trên phi thăng đài, ở đó có ba thi thể. A Tủ, Bạch Muội, Hắc Muội. Dương Diệp lại đứng như vậy nhìn ba thi thể này, đừng từ sáng sớm đến buổi tối. Lại từ tối đến sáng. Nhị Nha cùng Tiểu Bạch vẫn ở cùng. Vào lúc giữa trưa, Dương Diệp khẽ nói. Ta sẽ làm cho các ngươi sống lại, cho dù phải bỏ ra hết sức lực của mình. Nói xong, hắn nhìn về phía lòng bàn tay của mình. Ở đó lơ lửng một ít điểm sao, đây là sau khi kỳ bỉ thiên tự nổ, hắn lợi dụng kiếm vực mạnh mẽ giữ lại. Nếu như là kiếm vực trước đây, hắn căn bản không cảm giác được những tồn tại này. Nhưng sau khi hắn đạt được kiếm vực chúng sinh, hắn đã có thể cảm nhận được những thứ ở cấp độ sâu hơn. Đương nhiên, hắn cũng cảm nhận được tồn tại vũ trụ cấp bậc cao hơn. Cho dù là nơi thiên mệnh mạnh nhất cùng Tiêu Giao Tử đi tới, hắn cũng có thể cảm nhận được. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía phi thăng đài và nhíu mày, thi triển ra kiếm vực. Ở dưới kiếm vực bao phủ, Dương Diệp phát hiện ra bên trong phi thăng đài này tự nhiên che giấu một trận pháp. Trận pháp. Không chỉ có một trận pháp mà còn có một đoạn chữ viết. Đại đạo có 50, thiên diễn 49. Dương Diệp sửng sốt khi nhìn thấy đoạn chữ viết này. Đoạn chữ viết này tương tự với đoạn chữ trong kinh văn của hắn. Dương Diệp im lặng một lát lại lợi dụng kiếm vực tra xét trận pháp kia. Theo quỹ tích trận pháp truyền tống, thần thức của hắn vẫn lan tràn. Cuối cùng, hắn sửng sốt. Hắn đã rời khỏi vũ trụ ba chiều, cũng không phải là vũ trụ bốn chiều trước kia. Mà là một địa phương hoàn toàn mới không biết tên. Dương Diệp nhìn chằm chằm vào này phi thăng đài rất lâu sau đó. Cuối cùng, hắn liếc nhìn ba nàng thiên tú trước mặt,
sau đó dẫn theo Tiểu Bạch cùng Nhị Nha rời khỏi Hồng Mông Tháp. Dương Diệp tìm được Đinh Thược Dược. Đi theo ta. Đinh Thược Dược sửng sốt. Dương Diệp khẽ nói. Đi thôi. Đinh Thược Dược hơi trầm ngâm, sau đó quay đầu nhìn về phía một nữ tử váy xanh. Tiểu Mộng, chuyện sau này lại giao cho ngươi. Nữ tử váy xanh này chính là Nam Ly Mộng. Nam Ly Mộng liếc nhìn Dương Diệp. Phải đi sao? Dương Diệp gật đầu. Ta muốn những người ta để ý đều được sống thật tốt. Nghịch tu sinh tử à? Nam Ly Mộng hỏi. Dương Diệp gật đầu. Nam Ly Mộng trầm giọng nói. Sợ rằng, không hiện thực. Dương Diệp khẽ nói. Ta biết, nhưng ta sẽ cố gắng đi làm. Nam Ly Mộng liếc nhìn Dương Diệp nhưng không nói gì. Dương Diệp cười nói. Nam Ly cô nương, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn kéo Đinh Thược Dược cùng Nhị Nha và Tiểu Bạch trực tiếp trở trên phi thăng đài bên trong Hồng Mông Tháp. Hắn nhìn về phía Tiểu Bạch, móng nhỏ của Tiểu Bạch nhẹ nhàng vung lên, một linh khí bao phủ lấy phi thăng đài. Trong chớp mắt yên lặng, phi thăng đài chấn động mạnh, trong phút chốc, một trận pháp rất lớn trực tiếp bao phủ tất cả Hồng Mông Tháp. Cùng lúc đó, cuối không trung Vĩnh Hằng Quốc có một điểm ánh sáng vừa lóe lên đã biến mất. Sau một lát, một thanh kiếm đột nhiên lao ra khỏi đám mây. Táng mệnh kiếm. Thanh kiếm kia lại lơ lửng ở trên không trung Vĩnh Hằng Quốc. Một lần treo chính là vạn năm. Mà ở một thế giới nào đó, một luồng kiếm quang lặng lẽ xuất hiện. Dương Diệp xuất hiện ở trong một tinh không, cách hắn không xa có hai người đang đứng. Đó chính là Tiêu Dao Tử cùng Thiên Mệnh mạnh nhất. Thiên Mệnh liếc nhìn Dương Diệp và nhếch miệng cười. Chờ ngươi rất lâu rồi. Dương Diệp nhìn về phía Tiêu Dao Tử, Tiêu Dao Tử khẽ nói. Có chút khó đối phó. Dương Diệp nhìn về phía hai người đối diện. Ở cách hai người ngoài nghìn trượng có một tòa tháp cao màu đen đang lơ lửng giữa không trung. Tháp cao cao nghìn trượng, xung quanh có bốn dây xích sắt màu đen to bằng cây cột. Cả tòa tháp tối tăm lại âm trầm. Trên cửa chính tháp cao tầng thứ nhất có hai chữ lớn màu đỏ, giới ngục. Mà ở hai bên trái phải còn có hai hàng chữ lớn đỏ như máu, giống như câu đối. Bên trái, tù thiên, tù địa, tù thần ma ở các thiên. Bên phải, cấm đạo, cấm mạng, cấm tiên nhân vạn giới. Đúng lúc này, tòa tháp cao màu đen đột nhiên chấn động mạnh, trong phút chốc, chín chùm tia sáng với màu sắc khác nhau đột nhiên từ trong tháp bắn ra. Thần sắc ba người gần như đều trở nên nghiêm trọng. Thoáng cái, ba người cầm kiếm nhanh chóng lao về phía tòa tháp cao này. Chuyện chữ đến đây ghi kết thúc. Còn phần chuyện này kết thúc được chưa thì tùy mọi người nhé. Mong mọi người đừng ức ức nhé, ha ha ha.